Đại Hào Môn chương 1021 ký danh đệ tử Thời gian ngày lại ngày trôi qua, liều thừa khí sắc trở nên đã khá nhiều. Tuy nhiên có lẽ hay là như vậy thon gầy, trên mặt đã có người bình thường huyết sắc, vẻ này bạo ngược khí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá cảnh giới của hắn cũng không khôi phục, như trước cùng phổ người bình thường đồng dạng, trên người không có chút nào linh lực chấn động. Chọn vẹn 7 ngày thất giả về sau, tiêu phàm rốt cuộc hoàn thành đối với hắn trị liệu, đem ba ngón tay theo hắn mạch trên cổ tay thu trở về, đối với xa xôi nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói, liêu đạo hiếu, lệnh lang trong cơ thể hỏa độc, cơ bản cũng đã trừ bỏ trừ đi, tạng phủ kinh mạch đều khôi phục được rất không tệ đích. Kế tiếp, có thể đem linh lực trả lại cho hắn. Xa xôi thật dài thở phào một cái, hướng tiêu phàm khom người tử, khom người nói ra, đa tạ tiêu tiên sinh. Tiêu phàm lắc đầu, tay phải bấm tay gảy nhẹ, một đạo kinh lực bắn ra, nguyên vốn đã bình tĩnh xuống dưới ly hỏa lưỡng nghi trận lần nữa ẩm ẩm vận chuyển lại. Sa xôi cùng lưu thừa phụ tử tại trong đại trận khoanh chân ngồi xuống, bốn trưởng lẫn nhau nắm, huyệt lao cung tương đối. Audio điện tử võ tấn bền Bắt đầu, tiêu phàm trầm giọng nói ra. Sa xôi kìm lòng không được mà bàn tay siết chặt, một mực chứa đựng tại trong đan điền hỏa linh lực, thông qua kinh mạch, chậm rãi truyền qua, một lần nữa trở lại lưu thừa trong cơ thể. Tiêu phàm ngón tay một mực khoác lên lưu thừa mạch trên cổ tay, giám sát và điều khiển lấy linh lực trở lại truyền quá trình. Tuy nhiên tại trên lý luận, đây là có thể thực hiện đích, dù sao là lần đầu tiên. Hơn nữa tại lưu thừa triệt để tán công điều kiện tiên quyết, còn muốn dùng bí pháp bảo trụ hắn kim đan không toái, độ khó tựu càng lớn, một lấy vô ý thì có thể kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Cho nên tiếp thu linh lực người thứ nhất là xa xôi, Trở lại truyền linh lực người thứ nhất hay là hắn Phụ tử lưỡng tu luyện đều là Xích giếm quyết Hẳn là xung đột nhỏ nhất đích Hết thải thuận lợi Cứ việc nhất lúc mới bắt đầu Tốc độ rất chậm Chậm đến làm cho người khó có thể chịu được May mà ở đây không có chỗ nào Mà không phải là trải qua dài rằng Giặc tuế nguyệt ngồi xuống nguyên anh cao thủ Có rất nhiều kiên nhẫn Nhưng kế tiếp tốc độ càng lúc càng nhanh Thậm chí so tán công thời điểm nhanh hơn nhiều lắm Liêu thừa ánh mắt yên tĩnh không có bất kỳ không khỏe thập sáu canh giờ lại đang chút bất chi bất giác đi qua cùng liêu thừa hai tay nắm chặt tiêu phàm khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười liêu thừa trên người linh lực chấn động lại khôi phục đến kim đan sơ kỳ hơn nữa vẫn còn chậm rãi tăng lên bên trong xa xôi vẻ mặt tươi cười cái này thật sự đã là kết quả tốt nhất nằm mộng cũng muốn không đến đích cao hứng a xa xôi vang lên bên tai vũ văn xung quanh thanh âm cao hứng cao hứng xa xôi liên tục gật đầu xem như cảm nhận được sảng khoái sơ vũ văn xung quanh tâm tình lại sau một lúc lâu liêu thừa nhẹ nhàng hừ một tiếng tiêu phàm đã muốn buông ra hai tay chậm rãi đứng dậy khẽ cười nói liêu thiếu chủ không ngại vận tức thổ nạp xuống nhìn xem phải chăng có gì không khỏe liêu thừa vội vàng theo lời thổ nạp điều tức lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên một nhảy dựng lên kêu lên rất tốt rất tốt không có gì không khỏe phi thường thoải mái tiêu phàm khẽ gật đầu một cái xa xôi vui mừng quá đỗi kêu lên thừa nhi còn không cho chư vị tiền bối dập đầu tạ ơn liêu thừa không nói hai lời nằm sấp trên mặt đất nặng nề dập đầu phía dưới đi cảm tạ chư vị tiền bối ân cứu mạng thanh âm run rẩy không thôi tiêu phàm bọn người tất nhiên là thản nhiên được chi xa xôi hai tay ôm quyền lại dài đến mà cao giọng nói ra chư vị đạo hữu đại ân liêu nào đó phụ tử vô cùng cảm kích ngày sau phàm là hữu dụng đắc lấy tại hạ cùng liêu ra địa phương cứ mở miệng mặc dù sông pha khói lửa không chối từ vũ văn chu cười nói liêu đạo hữu cái này lời nói được có lý nhân sinh cuộc sống trên đời đơn giản tín nghĩa hai chữ có cửu oán báo thù có ân báo ân đây mới là nam tử hán đại trượng phu hành vi mấy người chúng ta chỉ là tiện tay mà thôi người muốn tạ có lẽ hay là tạ tiêu đạo hữu a à. đây là tự nhiên tại hạ đối với tiêu tiên sinh vô cùng cảm kích nói xong lại hướng tiêu phàm lại dài đến mà tiêu phàm khoát tay áo nói ra liều đạo hữu không cần như thế thầy thuốc nhân tâm chị bệnh cứu người chính là lang chung bản phận huống chi đạo hữu ưng thuận trả thù lao vốn là cực kỳ phong phú tiêu mỗ tự nhiên hết sức bất quá tiêu mỗ có một câu không biết có nên nói hay không. Xa xôi bể bổn tức nói ra, tiêu tiên sinh nhưng thỉnh nói thẳng, liêu nào đó phụ tử đều bị thụ giáo. Tiêu phàm đánh giá liêu thừa, nghiêm mặt nói ra, liêu thiếu chủ trong cơ thể hỏa độc tuy nhiên loại trừ sạch sẽ, nhưng dị linh căn cũng không có thay đổi, như trước cùng tay thái âm phế kinh cùng với tay dương minh đại tràng kinh trải qua can thiệp cùng một chỗ. Sau này nếu như tiếp tục tu luyện, xích diễm quyết, chỉ sợ lúc trước một màn kia như trước hội tái diễn, không xuất ra mấy chục năm, vẫn đang sẽ có hỏa độc công tâm hỏa. Liêu gia phụ tử không khỏi kinh hãi, xa xôi cấp cấp hỏi, cái kia thỉnh giáo tiêu tiên sinh, có thể làm gì? Tiêu phàm trầm ngâm nói, lệnh lang là hỏa thuộc tính dị linh thể, nếu như không tu tập hỏa thuộc tính công pháp, nhất định là đáng tiếc đích. Cũng khó có thể đi tu luyện mặt khác thuộc tính công pháp. Trước đó vài ngày, tại hạ cẩn thận tìm hiểu qua liêu gia, xích diễm quyết, cảm thấy nếu như có thể đem bên trong vài câu khẩu quyết lược gia tăng sửa chữa, lại để cho công pháp này trở nên nhu hòa chút ít, không hề bá đạo như vậy, cái kia lệnh lang hẳn là có thể tu luyện đích. Tại cường tráng dị linh căn đồng thời, cũng có thể làm dịu tay thái âm phế kinh cùng tay dương minh đại tràng kinh trải qua, hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải giúp nhau cản tay, lẫn nhau chế ước thương tổn. Xa xôi đại hỉ, kêu lên, vậy thì tốt quá, xin mời tiêu tiên sinh đem khẩu quyết truyền thụ cho khuyển tử, vô cùng cảm kích. Liêu đạo hiếu, trung niên nho sinh mỉm cười nhắc nhở một câu như vậy quan trọng hơn tu luyện công pháp người ta dựa vào cái gì vô duyên vô cớ mà truyền cho con của ngươi lấy việc dù sao cũng phải có cái lý do xa xôi cũng là sành sỏi người tinh lập tức tự hiểu được ôm quyền nói ra tiêu tiên sinh nếu như ngươi không chê tiểu nhi bất hảo lời mà nói tự lại để cho tiểu nhi bái trước đây sinh môn hạ sớm chiều lắng nghe lời dạy dỗ như thế nào vừa nói vừa hướng liêu thừa lần lượt cái ánh mắt liêu thừa lập tức ngã đầu hạ bái cung kính nói đệ tử lưu thừa, thỉnh bái tại sư phụ ngồi xuống, thỉnh sư phụ khai ân, thu nhóm môn tường. Cái này truyền công giải thích nghi hoặc, tự nhiên đương làm đắc bái sư thụ giáo. Tiêu phàm cũng không khiêm nhược, chậm rãi nói ra, đã đem tiêu mỗ công pháp truyền thụ cho ngươi, tuy nói là vì trị bệnh cứu người, ngươi cái này cúi đầu, tiêu mỗ cũng có lẽ hay là nhận được khởi đích. Bất quá, tiêu mỗ tạm thời không có thu đồ để ý. Thế chất như thì nguyện ý, tiêu mỗ có thể thu ngươi vì ký danh đệ tử như vậy đã chính thầy trò danh phận, cũng không ảnh hưởng ngươi lưu ra thiếu chủ thân phận. Ngoại trừ cái này thiên công pháp, ngày sau nếu có càng thêm phù hợp hỏa thuộc tính công pháp, vi sư cũng đồng dạng hội truyền thụ cho ngươi. Liêu đạo hiểu, ý của ngươi như, xa xôi nơi nào sẽ không đồng ý, lúc này gật đầu, luôn miệng nói, khuyển tử có thể bái nhập. Tiêu tiên sinh môn hạ, thật sự là hắn thiên đại phúc khí. Thừa nhi, còn không bái kiến sư phụ, liêu thừa lập tức nặng nề dập đầu phía dưới đi, cao giọng nói ra, "Ân sư ở trên, xin nhận đồ nhi Liêu thừa cúi đầu." Nói là cúi đầu, lại mạnh mẽ dập đầu ba cái. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói ra, "Liêu thừa, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, vì sư cũng hay là muốn dặn dò ngươi vài câu. Từ nay về sau, muốn nhiều làm việc thiện sự tình, làm nhiều việc thiện. Không được tùy ý làm bậy, không được giết lục vô tội. Nếu không, thầy cho tình cảm lập tuyệt, ngươi hiểu chưa?" Liêu thừa lại thâm sâu sâu dập đầu phía dưới đi, cung kính thanh âm, ân sư dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Thỉnh sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không tùy ý làm bậy, càng sẽ không giết chóc vô tội. Rất tốt, người đứng lên đi. Tiêu phàm ống tay áo run lên, liêu thừa chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa lực đạo vào tới, chính mình chút bất trí bất giác tựu theo cái này cổ lực đạo đứng lên, thậm chí ngay cả nửa phần kháng cự chi tâm đều chưa từng cao hứng. Tiêu phàm lấy ra một quả thẻ tre, lần lượt cho hắn. Liêu thừa hai tay tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí mà dán tại trên chán, một chút thăm hỏi, lập tức liền phát giác đây là một thiên sửa chữa qua, xích diếm quyết, công pháp, về phần cùng nguyên lai công pháp rốt cuộc có gì bất đồng, tung tính toán hắn là hỏa thuộc tính dị linh thể, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể thông hiểu đạo lý. Bất quá có một chút là có thể khẳng định đích, thì phải là tiêu phàm rất có nắm chắc. Đang tại cái này rất nhiều nguyên anh cao thủ mặt đem cái này thiên công pháp giao cho hắn, nếu tương lai hắn tại trong quá trình tu luyện xuất hiện vấn đề gì, tiêu phàm thể diện hướng ở đâu đặt. Không có 10 phần nắm chắc, tiêu phàm cần gì phải làm loại này cố sức không nịnh nọt sự tình. Tài cán vì hắn chữa cho tốt bệnh này, còn bảo vệ hắn kim đan tu vi, cũng đã là cái thế thủ đoạn rồi, hắn chỉ có cảm kích lại cảm kích, tuyệt không dám có chút oán hận chi tâm. Đa tạ ân sư dày ban thưởng. Liêu thừa quy củ hướng tiêu phàm đã thành lễ, đem thẻ che cẩn thận từng ly từng tí mà thu vào chúc mừng tiêu đạo hiếu, chúc mừng lưu thế chất. Mắt thấy bọn họ thầy trò tự lễ xong, trung niên nho sinh mỉm cười ôm quyền gây nên hạ. Mặt ngoài xem, tựa hồ đây chỉ là tiêu phàm cùng lưu ra trong lúc đó phát sinh một ít quan hệ. Trên thực tế, hôm nay phát sinh đây hết thảy, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai bảy đại tông môn ở giữa hợp tung liên hoành. Trước đó, cùng cung thanh dương cũng không phải là như vậy hữu hảo. Hôm nay tiêu phàm chẳng những cứu được cung thanh dương trưởng giáo thân cháu ngoại trai, còn thu liêu thừa làm ký danh đệ tử, cái này quan hệ cũng không thể tính toán quá bình thường nì. Xa xôi làm sao không rõ trong chuyện này các loại các đốt ngón tay. Ít nhất trường chữ chân nhân chỗ đó, sẽ không biết nên như thế nào đi đối mặt. Nhưng bất kể thế nào nói, tóm lại là nhi tử tương lai cần gấp nhất. Cùng điểm này tương đối, mặt khác bất cứ chuyện gì đều càng ngày càng xa sút Tiêu đạo hiếu, ta xem y thuật của ngươi là càng ngày càng thần rồi lần này y thánh đại hội nếu như bính đạo hiếu cùng đinh đạo hữu đều không tham gia lời mà nói cái này mới nhất đại y thánh ta xem là không phải ngươi không còn ai ha ha đến lúc đó ta nhất định sẽ đến cổ động đích vũ văn chu cười ha hả nói ánh mắt hữu ý vô ý gian tại bính lão tiên sinh trên mặt đảo qua bính lão tiên sinh nhàn nhạt, nhạt nói ra lần này y thánh đại hội ta vốn không có ý định tham gia lời ấy thật sao vũ văn chu lập tức truy hỏi một câu tự hồ sợ bính lão tiên sinh đổi ý tựa như. Bính lão tiên sinh liếc nhìn hắn một cái, như trước bất tử bất tật nói, lão phu to như vậy niên kỷ, chẳng lẽ còn sẽ để ý những này ngoài thân hư danh không được. Nói đúng, Vũ Văn Chu liền hướng bính lão tiên sinh giơ ngón tay cái lên. Vị này chính là toàn tâm toàn ý muốn đem tiêu phàm nâng thượng y thánh bảo tọa, coi như là báo đáp tiêu phàm đối với con của hắn ân cứu mạng. Bính lão tiên sinh lại không để ý tới hội bọn hắn, lưng cóng hai tay, chậm rãi hướng mật thất bên ngoài đi đến. Bính lão tiên sinh, tiêu phàm vội vàng kêu một câu. Bính lão tiên sinh cũng không quay đầu lại, giơ tay lên nhẹ nhàng xếp đặt bãi xuống, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Hậu sinh, tự giải quyết cho tốt. Trường 1022 Nguyên Anh ma ngẫu lại là mấy tháng đi qua. Kim Châu Thành biểu hiện ra rất bình tĩnh, phụng trộm lại sóng cả mãnh liệt, tất cả môn phái tất cả y quán ở giữa tranh đấu gay gắt, dần dần đến gai cấn trình độ. Tương đối mà nói, bảy đại y quán ngược lại tương đối bình yên. Một ngày này, Kim Châu Thành bỗng nhiên trở nên náo nhiệt lên, không ngừng có người theo bốn phương tám hướng chạy tới. Mà Kim Châu Thành cấm bay cấm chế cũng hoàn toàn mở ra, các nơi cửa thành bỏ thêm song tốp, nghiêm khắc kiểm tra lui tới người mua bán lương thực. Nguyên nhân rất đơn giản, 30 năm một lần y thánh đại hội, sắp tại 15 ngày hầu tổ chức. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp thịnh hội, hội đem phạm vi tính ra trăm vạn giảm trong tuyệt đại bộ phận dược liệu thương đô hấp dẫn tới. Tuy nhiên y thánh đại hội cũng là rất nhiều người đều chú ý đích, nhưng chính thức đối với những dược liệu này thương cùng đẳng cấp cao tu sĩ hình thành lực hấp dẫn đích, có lẽ hay là y thánh đại hội trước sau, tại Kim Châu Thành tổ chức một loạt giao dịch đại hội. Y thánh đại hội trước sau 2 tháng, Kim Châu Thành hội có vô số quý hiếm dược liệu hiện thế. Một ít có được hiếm thấy linh dược tu sĩ, thường thường hội vào lúc này hiện thân, cùng tu sĩ khác làm giao dịch. Bởi vì 30 năm gian, Kim Châu Thành chỉ có lúc này hội tụ đẳng cấp cao tu sĩ nhiều nhất, hội tụ quý hiếm vật cũng nhiều nhất, đổi đến chính mình cần thiết gì đó tỷ lệ cũng lớn nhất. Đã muốn xác định hội tham gia y thánh đại hội khách khanh trưởng lão, trăm hùng đường thủ tịch đại lang trung tiêu phàm tiêu chân nhân, giờ phút này lại đang bế quan bên trong. Tiêu chân nhân đã muốn bế quan vài ngày liễu tương đương. Nhâm ai cũng không dám đi quấy giày hắn. Tram Hùng giúp đỡ chủ Hồng Thiên ban xuống nghiêm lệnh, cho dù là trời sập xuống cũng không cho quấy giày Tiêu trưởng lão. Tự nhiên đoàn người đều nhận định Tiêu trưởng lão là ở vì sắp đã đến Y Thánh Đại Hội làm cuối cùng chuẩn bị. Ninh Sán đã muốn bên ngoài suốt phân bơi, Hạnh Lâm Bính lão tiên sinh trước đó vài ngày chính thức đối ngoại tuyên bố sẽ không còn tham gia sau này bất luận cái gì một lần Y Thánh Đại Hội. Hai vị Y Thánh đều đều vắng họp, làm cho sắp tổ chức Y Thánh Đại Hội thoáng cái tràn đầy lo lắng rất nhiều lâu phụ nổi danh Đại lang Trung Đô xoa tay, chuẩn bị tại đây giới y thánh trên đại hội mở ra thân thủ. Nếu như có thể đoạt được y thánh danh hiệu, này tướng là cả đời vinh dự. Hồng Thiên tự nhiên càng là hy vọng tiêu phàm có thể trở thành Kim Châu thành vị thứ ba trên đời y thánh. Một môn y thánh, cái này tại Kim Châu thành cũng là kỳ tích Ít nhất gần 500 năm đến, còn không có cái nào bang phái tông môn đồng thời xuất hiện qua hai vị trên đời y thánh. Ai cũng không biết, Tiêu trưởng lão giờ phút này bế quan, nhưng lại tại vì thổ ma ngẫu thăng cấp. Ngay tại không lâu, huyết ma ngẫu đã muốn vô thanh vô tức mà khôi phục đến nguyên anh kỳ thực lực, hơn nữa vẫn còn dùng một loại đều đều tốc độ, không ngừng trên lên tăng lên thực lực bản thân, Tiêu Phàm đơn giản đem huyết ma ngẫu phóng xuất, ngay tại mật thất dưới đất bên trong tự hành tu luyện. Lần này địa linh khí nồng đậm, đúng vậy thượng giai nơi tu luyện mà Hắc Lân cũng đang vững bước hướng về cửu cấp linh thú đỉnh phong tiến bộ lên chức tùy thời cũng có thể đột phá thập cấp bình cảnh. Tương đối mà nói, Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới thổ ma ngẫu cũng không phải là như vậy lại để cho tiêu phàm đặc biệt hài lòng chưa. Cũng may có xa xôi đưa cho hắn cái kia một ít khối vô cấu tịnh thổ cùng một khối lớn mà nguyên trọng thạch, vì thổ ma ngẫu thăng cấp hết thảy điều kiện cũng đã có đủ, trước đó không lâu. Tiêu phàm rốt cuộc quyết định bế quan vì thổ ma ngẫu thăng cấp trọn vẹn cử thiên chín đêm đi qua, tiêu phàm nhà nhà cửa trên không, bỗng nhiên thay đổi bất ngờ, đại lượng năm thải vân hà ảo ảo hướng bên này hội tụ mà đến. Như thế to lớn hiện tượng thiên văn biến hóa, tự nhiên lập tức tự kinh động tự mình tỏa chấn tổng đàn hồng thiên, còn có đang tại ngũ độc đường bồi dưỡng lưng sắt con bạo ngựa thanh phu nhân. Mấy tháng trước kia, tiêu phàm đưa một đôi cấp hai con bọ ngựa cho cơ lụa mỏng, cơ lụa mỏng lại kính dân cho sư phụ, thầy cho hai người cùng một chỗ, vội vàng nghiên cứu như thế nào rất nhiều lượng đào tạo lưng sắt con bọ ngựa. Dùng lưng sắt con bọ ngựa biến thái cận chiến năng lực. Nếu như có thể đào tạo ra mấy ngàn đầu đến, dù cho chỉ là một giai linh trùng, cũng đủ để khiến thực lực tăng nhiều liễu tương đương. Tiêu phàm cũng hy vọng các nàng thầy trò có thể thành công. Bởi như vậy, cơ lụa mỏng liền có hơn một loại cường hãn tự bảo vệ mình thủ đoạn. Đương nhiên, nếu có tất yếu lời mà nói, tiêu phàm có thể đem chính mình tất cả con bọ ngựa đều đưa cho cơ lụa mỏng trước mắt Kim Châu thành thập phần bình tĩnh, cơ lụa mỏng làm bạn lấy tiêu phàm, an tâm tu luyện, không có bất kỳ nguy hiểm. Là khó được hạnh phúc an bình thời gian. Sư huynh, mắt thấy Hồng Thiên Chính ngẩng đầu xem hiện tượng thiên văn, vội vàng chạy đến thanh phu nhân thấp giọng kêu một tiếng. Loại này hiện tượng thiên văn, bọn hắn quen thuộc nhất bất quá. Chính là nguyên anh tu sĩ tiến giai thời điểm, hội tụ thiên địa linh khí tình hình. Đúng vậy, trước đó không lâu tiêu phàm mới vừa vặn tiến giai hôm nay một năm cũng chưa tới trong thời gian ngắn như vậy đoạn không khả năng lần nữa tiến dai lại không biết hôm nay giống vì sao dẫn phát đích hồng thiên cũng là hai hàng lông mày cao lại có chút khó hiểu có lẽ tiêu hiền để biết luyện chế cái gì pháp bảo hơi khoảnh hồng thiên có chút nghi ngờ nói đạo ngữ khí rất không nhất định ít nhất hắn tại luyện chế pháp bảo thời điểm chưa từng có dẫn động qua như vậy hiện tượng thiên văn muốn dẫn động loại này hiện tượng thiên văn chỉ sợ luyện chế rất đúng cực phẩm pháp bảo liễu tương đương, nhưng thế gian này có thể luyện chế cực phẩm pháp bảo luyện khí tông sư cực kỳ hiếm thấy, to như vậy kim châu thành, kể cả dùng luyện khí chi thuật nổi tiếng thiên môn ở bên trong đều tìm không thấy một cái như vậy tông sư. Không chỉ nói kim châu thành, coi như là cả hoắc sơn quốc cũng đồng dạng tìm không thấy loại này tông sư. tiêu phàm tuổi còn trẻ, không biết tại luyện khí thuật thường cũng có như vậy tuyệt đỉnh tạo nghệ a. À. Cuống chi luyện chế cực phẩm pháp bảo, chỉ cần tạo nghệ cao thâm là xa xa không đủ đích, còn phải có cái loại này tài liệu. Có thể luyện chế cực phẩm pháp bảo cực phẩm tài liệu, cũng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi một lần hiện thế, đều sẽ khiến thật lớn oanh động, bị một đống nguyên anh tu sĩ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Gần đây không có nghe nói trong thành có loại này cực phẩm tài liệu xuất hiện. Trước đó lần thứ nhất xuất hiện loại tài liệu này, có lẽ hay là thập chuyện mấy năm về trước. Nhưng dưới mắt cái này tình hình nhưng bây giờ tìm không thấy lý do tốt hơn để giải thích. Hồng Thiên mặc dù uyên bác, đối với vu thuật lại biết rất ít, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không thể tưởng được, thế gian còn có nguyên anh cấp ma ngẫu loại này nghịch thiên cổ quái gì đó tồn tại. Tốt tại loại này dị thường hiện tượng thiên văn duy trì thời gian cũng không dài, bất quá ngắn ngủn một canh giờ về sau, hội tụ ngũ sắc mây tía liền dần dần biến mất không thấy gì nữa, tổng đàn phương Tây Nam hướng khôi phục bình tĩnh, trường thiên nhất bích, tinh không vạn lý mật thất dưới đất bên trong tiêu phàm thật dài thở phào một cái chậm rãi đứng dậy nhìn qua cách đó không xa bình tĩnh đứng thẳng thổ ma ngẫu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng thổ ma ngẫu tiến dài thời điểm rõ ràng cũng sẽ dẫn động hiện tượng thiên văn như thế có chút vượt quá dự liệu của hắn bất quá ma ngẫu dù sao cũng là ma ngẫu cứ việc dẫn phát rồi hiện tượng thiên văn nhưng cũng không dẫn phát lôi kiếp chỉ là tại tiến dài quan trọng hơn trước mắt dẫn động đại lượng thiên địa linh khí rót thể lập tức đột phá bình cảnh, đặt chân nguyên anh cảnh giới. Biển chim cú vọ hài cốt một lần nữa tiến dài đến nguyên anh kỳ, nhưng lại không dẫn phát bất cứ dị thường nào hiện tượng thiên văn, cứ như vậy vô thanh vô tức suy sụp tới, gợn sóng không sợ hãi. Có lẽ là bởi vì, biển chim cú vọ hài cốt tình hình bất đồng, kỳ thật cái kia đến cùng phải hay không ma ngẫu, tiêu phàm mình cũng không có thể xác định. Trước mắt này là thổ ma ngẫu, tạm thời không có kích phát, mặt ngoài nhìn về phía trên, không có bất kỳ khí tức, chính là một đất vướng mắc hạt. Nếu như lập trong đại sảnh, rất dễ dàng bị người hiểu lầm thành mỗ trùng trồng điêu khắc, dễ dàng tự giấu giếm được người khác điều tra. Nhưng tiêu phàm rất rõ ràng, thổ ma ngẫu quả thật đã muốn có nguyên anh tu sĩ sức chiến đấu. Đương làm thực một trọi một sao thủ, bình thường nguyên anh tu sĩ cũng không phải thổ ma ngẫu đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, thổ ma ngẫu không có tình cảm, hung hãn không sợ chết, hơn nữa thân thể có thể vô hạn gây dựng lại, cơ hồ là bất tử chi thân. Đối thủ như vậy, thật là đáng sợ. Tiêu Phàm chậm rãi dạo bước, đánh giá thổ ma ngẫu, bỗng nhiên trong miệng quát khẽ một tiếng, một hồi tích đùng ba tương đương, các đốt ngón tay bạo vang lên thanh âm, cánh tay phải mãnh liệt chướng đại, nắm chặt thành quyền, một quyền hướng xuống đất ma ngẫu mãnh liệt đánh đi qua. Trong nháy mắt này, Tiêu Phàm liền đồng thời kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông. Một quyền này đánh ra, chừng ngàn cân chi lực, cùng lúc đó thổ ma ngẫu cũng bỗng nhiên kích phát hai mắt mãnh liệt mở ra giơ lên cánh tay phải nắm thành màu vàng đất cực đại nắm tay quả đấm trước mặt phản kích mà đến oanh nhất thanh muộn hưởng thổ ma ngẫu đang 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 liền lùi lại năm sáu bước răng rác trong tiếng màu vàng đất cực đại nắm tay quả đấm từ đó vỡ ra có vài khe hở trong nháy mắt nhìn về phía trên cực kỳ tráng kiện cánh tay phải hóa thành đầy trời bụi đất nhưng sau một khắc một đầu mới cánh tay liền từ thổ ma ngẫu trong cơ thể sinh dài ra lập tức tự khôi phục như lúc ban đầu tiêu phàm nhẹ nhàng gõ đầu thần sắc trên mặt lại càng hài lòng vừa rồi một quyền kia nhưng hắn là cạn kiệt toàn lực không có chút nào lưu thủ không chỉ nói giống nhau nguyên anh sơ kỳ tu sĩ coi như là nguyên anh trung kỳ tu sĩ nếu như không có tu luyện có cường hoành luyện thể thuật chỉ sợ cũng chưa chắc dám cứng đối cứng tiếp một quyền này thổ ma ngẫu vừa mới tiến dai có thể cứng rắn ngạnh kế tiếp, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Rất tốt, tiêu phàm mỉm cười, cánh tay dương lên, trên ngón giữa màu xanh biếc chiếc nhẫn quang mang chấp thước, thổ ma ngẫu ngay tại chỗ lăn một vòng, hóa thành một đoàn màu vàng cắt bụi, xoay tròn lấy chui vào trong giới chỉ. Tiêu phàm cánh tay nhịn không được có chút dưới lên trầm xuống. Sáp nhập vào đại lượng mà nguyên trọng thạch về sau, thổ ma ngẫu sức nặng đột nhiên tăng, nếu không phải hắn tu luyện cự linh thú thiên phú thần thông dĩ nhiên đại thành, thần lực vô cùng, chỉ cần cái này khỏa chiếc nhẫn, muốn đưa hắn xương ngón tay đều cắn gãy. Thu hồi thổ ma ngẫu, tiêu phàm lại ngồi xuống điều tức chỉ chốc lát, bỗng nhiên trong nội tâm vừa động, hai hàng lông mày có chút sơ lên, lập tức đứng dậy, rời đi mật thất, hướng phòng khách đi đến. Bang chủ, thanh trưởng lão. Chỉ thấy Hồng Thiên cùng thanh phu nhân đã sớm ở phòng khách hầu gặp, tiêu phàm vội vàng ôm quyền làm lễ. Hồng Thiên hai người vội vàng đứng dậy hoàn lễ, Hồng Thiên vừa cười vừa nói, tiêu hiền đệ, vừa rồi chẳng lẽ là tại tế luyện cái gì bảo vật sao? To như vậy động tính. Bỗng nhiên tại tiêu phàm dinh thự trên không xuất hiện loại này bất phàm hiện tượng thiên văn, cũng nên làm minh bạch nguyên nhân mới được, nếu không, cuối cùng trong nội tâm bất an. Tiêu phàm cười cười, nói ra, lao bang chủ cùng thanh trưởng lão quan tâm, vừa rồi tiểu đệ xác thực là tại tế luyện một kiện bảo vật, chính là kiện lôi quang tháp, bang chủ cùng thanh trưởng lão đều thấy tận mắt qua đích nguyên anh cấp thổ ma ngẫu sự tình có lẽ hay là giữ bí mật tốt thứ này đối với không rõ người mà nói muốn giải thích rõ ràng cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng huống hồ ma ngẫu luyện chế có chút quỷ dị huyết tinh tiêu phàm cũng không nguyện bị người hiểu lầm thành vu linh tả giáo loại người vừa nghe là tế luyện lôi quang tháp hồng thiên cùng thanh phu nhân lúc này yên tâm lôi quang tháp uy năng bọn hắn tận mắt nhìn thấy tuyệt đối là một kiện cực phẩm pháp bảo khó trách hội dẫn phát như vậy hiện tượng thiên văn. Thì ra là thế, ha ha, mấy ngày sau, y thánh đại hội muốn tổ chức, hiền đệ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng đi à nha. Hồng Thiên quan tâm mà hỏi thăm. Tiêu phàm khẽ gật đầu một cái. chương 1023 Đông Lâm Đảo. Kim Châu Thành ở giữa tâm là một mảnh ba quang lăn tăn to lớn thủy vực. Trong hồ lớn, có một hòn đảo, tên hoán Đông Lâm Đảo. 30 năm một lần y thánh đại hội, chính là tại Đông Lâm đảo tổ chức. Mặc dù chỉ là một mảnh trong thành hồ, một tòa đảo giữa hồ, Đông Lâm đảo diện tích, thực sự không tính rất nhỏ. Đảo ở bên trên được xưng có 18 phong 36 động thiên, xây có không ít đình đài lầu các, phong cảnh lịch sử tao nhã, đẹp không sao tả xiết. Cái này hòn đảo nhỏ bình thường quy hạnh lâm quản lý, như có bảy đại tông môn cùng quyết định sự tình, hơn phân nửa cũng là tại Đông Lâm đảo ở bên trên tổ chức. Bất quá với tư cách tân tấn khách khanh trưởng lão, tiêu phàm có lẽ hay là đầu một hồi leo lên đông lâm đảo. Ngày bình thường đông lâm đảo cực kỳ phụ cận thủy vực là phong bế đích, tung xem như bảy đại tông môn trưởng lão cấp nhân vật, không có đang lúc lý do, cũng không thể tự tiện leo lên cái này hòn đảo nhỏ. Đương nhiên, Kim Châu Thành lớn như vậy, linh khí nồng đậm chỗ nhiều vô số kể, không có việc gì cũng không có người lại muốn tới nơi này đi dạo. Một ngày này, đông lâm đảo trái ngược ngày xưa quạnh quẽ, trở nên người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt một ít phục sức khác nhau tu sĩ, ào ào leo lên cái này hòn đảo nhỏ, châu đầu ghé tai, nghị luận ào ào, hào khí thật là nhiệt liệt. Y thánh đại hội, có tư cách leo lên đông lâm đảo xem lễ đích, đều là tất cả đại tông môn mời khách quý cùng bọn họ môn nhân đệ tử, cùng với trong thành các đại y quán có một chút danh vọng địa vị lang trung đại phu. Mỗi lần y thánh đại hội về sau, đoạt được y thánh danh hiệu thần y, đem trèo lên đàn thuyết pháp, truyền thụ y thuật tâm đắc, cùng một chúng lang sao sao cùng luận bàn kỳ hoàng chi đạo. Đối với rất nhiều lang chung mà nói, đây mới thực sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội tốt, một ít nhiều năm vắt ngang trong lòng y thuật nan đề, vừa vặn mượn cơ hội hướng y thánh thỉnh giáo, nói không chừng y thánh thuận miệng mấy câu. Liền có thể giải khai tâm kết, làm cho người trước mắt rộng mở trong sáng. Từ nay về sau y thuật cao hơn một cái bậc thang. Dĩ vãng khóa trước y thánh trên đại hội, thường xuyên sẽ phát sinh tình hình như vậy. Bính lão tiên sinh cùng đinh sán bị được đồng hành kính trọng, đây cũng là rất trọng yếu một trong những nguyên nhân. Kim Châu Thành ở bên trong không ít nổi danh lang chung, có thể nói đều là hai bọn hắn vãn bối đệ tử, tại hai vị này thần y chỗ đó tìm được qua rất nhiều chỉ điểm. Bất quá lúc này đây, hai vị vãng giới y thánh đô không tham gia, mới y thánh không biết sẽ là vị nào. Nghĩ đến nhất định là bảy đại y trong quán một vị thủ tịch vinh dự nhận được cái này danh hiệu liễu tương đương. Tại y thánh đại hội tổ chức trước kia, đã muốn liên tiếp tiến hành rồi nhiều cái nguyệt sàng chọn, phàm là tu vi tại kim đan kỳ đã ngoài lang trung, đều có thể tham gia cái này sàng chọn, tranh đoạt cái kia duy nhất một cái tham gia y thánh đại hội danh ngạch. Vị này thắng được người đem có tư cách tham gia y thánh đại hội. Cùng bảy đại y quán thủ tịch đại lang trung cùng sân khấu tranh tài. Chỉ cần hắn năng lực áp quần hùng, đồng dạng có thể vinh dự nhận được y thánh danh xưng Là chuyện như vậy, qua lại 200 năm ở bên trong, chưa bao giờ phát sinh qua. Dĩ vãng 6 giới y thánh đại hội, Bính lão tiên sinh bốn lần đoạt giải quán quân, đinh sán hai lần gãy quế, không có những người khác phần. Nhưng có thể theo, tổng tuyển cử, chung giết ra lớp lớp phòng vây, đã đầy đủ liếu tương đương. Bình thường vị này lang chung chỗ y quán, nổi danh thanh âm đại chấn. Nếu như hắn thân mình không phải đại lang bên trong lời nói. Đa số thời điểm, sẽ bị bảy đại tông môn đào khác trèo cành cây cao. Muốn không phải là tự lập môn hộ, tại Kim Châu Thành mới mở một nhà rất có thực lực y quán không chỉ nói thắng được vị này, coi như là không có thắng được đích, chỉ cần tại cạnh tranh bà con cô cậu hiện không tầm thường, đều có trèo cành cây cao cơ hội. Vì vậy mỗi đến cái này một năm, Kim Châu Thành ở bên trong sẽ trở nên thập phần náo nhiệt. Tiêu phàm tại cách ngọn núi chính không xa một tòa thiên điện ở phía trong uống trà, tĩnh tọa dưỡng thần. Cơ lụa mỏng làm bạn của hắn. Mười mấy tên kim đan trúc cơ kỳ đệ tử tại thiên điện bên ngoài thủ hộ, không cho phép người không có phận sự tới gần thanh phu nhân cùng mã trưởng lão tại tiếp đãi do mời cái kia chút ít khách quý. Những người này, đa số đều là trọng yếu khách hàng, các nơi cực kỳ có danh vọng có thực lực nhất đại dược liệu thương. Trong đó cũng có biệt đừng hoang dã thợ săn, cùng thành lập cố định cung cầu quan hệ, tại man hoang thế giới một có sở hoạch, bình thường đều là bán cho những người này, đều có thể nói là áo cơm cha mẹ. Khổng lồ kia tài phú, hằng hà linh thạch, chính là dựa vào những người này hỗ trợ kiếm được đích. Mà Tram Hùng giúp đỡ chủ Hồng Thiên, sớm đã đi ngọn núi chính, cùng bảy đại tông môn người chủ trì cùng một chỗ, tiếp đãi nhất khách nhân trọng yếu. Nói thí dụ như Vũ Văn Chu như vậy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Trên thực tế, hôm nay Vũ Văn Chu, nhiều nhất chỉ có thể coi là là nửa cái khách nhân, đa số thời điểm, hắn cũng muốn tận chủ nhân chức trách. Dù sao hắn là Hoắc Sơn quốc tu chân giới đệ nhất nhân, công nhận Hoắc Sơn tu chân giới đại minh chủ một ít theo quốc gia khác chạy đến đẳng cấp cao tu sĩ, đều cần hắn tự mình ra mặt đi đón đợi. Kim Châu thành y thánh đại hội, tại cả Nam Châu đại lục phương Tây Nam đều đại có danh tiếng, mỗi lần tổ chức, ít nhất đều có vài tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chạy đến quan sát. Nghe nói nhiều năm trước kia, thậm chí còn có mộ linh kỳ tiền bối cao nhân tại y thánh trên đại hội hiện qua thân. Những này khách nhân trọng yếu đều đều là một phương bá chủ thân phận, vô luận ở nơi nào, đều là uy phong hiển hách, không ai bì nổi, tự nhiên nửa phần cũng chậm trễ không được. Thuộc về, bảy đại tông môn đều là chút ít, người làm ăn, Kim Châu Thành chính là một tòa sinh ý thành thị, đối với mấy cái này bá chủ, lại càng muốn dụng tâm kết giao, dẫn vì minh hữu Bằng hữu nhiều hơn, lộ mới tốt đi, sinh ý phương pháp mới có thể năng lực càng thác càng quảng, tuyệt bút linh thạch cùng các loại kỳ chân, mới có thể năng lực liên tục không ngừng mà tràn vào tất cả đại tông môn khố phòng. Vì vậy Kim Châu thành bảy đại tông môn mặc dù không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn, hắn hào phóng xa hoa lãng phí, cho dù không phải giống nhau tông môn có thể so sánh. Vũ Văn xung quanh hoác đồ tông, cũng chưa chắc tự so bảy đại tông môn càng thêm giàu có. Đối với những chuyện này, tiêu phàm tạm thời không có hứng thú để ý tới, chỉ là tính tỏa phẩm trà, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cơ lụa mỏng nhẹ nhàng cầm tay của hắn, mỉm cười, thấp giọng nói ra, cái này y thánh, chúng ta có thể cầm mượn xuống, Vạn nhất bắt không được, cũng không miễn cưỡng. Đối với hiện tại thời gian, cơ lụa mỏng phi thường hài lòng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ nàng kiều nộn bàn tay nhỏ bé, nói ra ta để ý tới đắc. So sánh với Y Thánh hư danh, Tiêu Phàm càng coi trọng chính là cái này danh hiệu hiệu triệu lực. Một khi trở thành Tân Y Thánh, đem có hàng hà các loại linh thảo linh dược ở trước mặt hắn xuất hiện, thỉnh hắn xem xét hoặc là định giá. Cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật chính là đạo lý này liễu tương đương. Xuất nhâm trăm hùng đường thủ tịch Đại lang Trung đã hơn một năm, tiêu phàm linh dược viên ở phía trong, lại thêm hơn 10 dạng mới linh thảo linh dược. Tiến linh dược viên, đã có 2 phần 3 vườn ươm trùng trồng lên quý hiếm linh dược. Đơn cái này linh dược viên ở phía trong nhiều loại linh dược, hắn giá trị độ cao, tiêu phàm phỏng trừng, sẽ không tại cả ngàn năm tích xúc phía dưới. Tự nhiên, tiêu phàm tuyệt không khả năng đem những này linh dược đều cầm lấy đi bán đi. Tới gần buổi trưa, ba cái to tiếng chuông bỗng nhiên tại ngọn núi chính đỉnh núi vang lên. Tiêu trường đi vào thiên điện, cung kính thanh âm, trưởng lão, đã đến giờ rồi, chúng ta thượng ngọn núi chính đi thôi. Và, tiêu phàm đứng dậy, có chút vuốt cầm. Chỉ chốc lát, tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng liền ra hiện tại đông lâm đảo chủ phong. Nói là ngọn núi chính, kỳ thật cũng không cao, hơn nữa địa thế thập phần bằng phẳng, không sai biệt lắm tự tương đương với một mảng lớn bình địa, màu xanh hoa cỏ như đẹp, phong cảnh tú mỹ. Hạnh Lâm chấp sự đệ tử, sớm đã dựa vào triền núi, dựng tốt từng dãy khán đài. Trên khán đài đầu người bắt đầu khởi động, tốt không náo nhiệt. Thô thô quét qua, ít nhất cũng có 3.000 người đã ngoài. Trong đó Nguyên Anh Kỳ đã ngoài tu sĩ, ít nhất cũng có 3-400 nhiều. Có thể đổ sổ, tại Nhà Tây Quốc thời điểm, chín đại ma tông 20 tên Nguyên Anh tu sĩ tập trung ở cùng một chỗ, cũng đã làm cho người mở rộng tầm mắt, một ít đệ tử cấp thấp sợ tới mức thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Ai ngờ tại đây tòa, ngồi trên đảo nhỏ, rõ ràng thoáng cái tựu xuất hiện mấy trăm tên nguyên anh tu sĩ. Nhìn xem trên không trung tuần tra cái kia chút ít chấp sự đệ tử, Tiêu Phàm có chút im lặng. Có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ tham dự hội nghị, cái này hòn đảo nhỏ còn dùng đắc lấy cấm bay sao? Còn dùng đắc lấy tuần tra xem xét. Ai dám chạy đến nơi đây tới quấy rối, tuyệt đối là tự hành muốn chết. Đông Lâm đảo chủ phong chính trung tâm, bày đặt 8 cái ghế bành, ghế bành trước, bày biện 8 cái gỗ đàn hương án vải. Bất quá cái này vài gỗ đàn hương án vải có chút không giống người thường, có vẻ đặc biệt trường, không sai biệt lắm chính là một tiểu giường. Mỗi tấm trên mặt ghế thái sư, đều vây quanh lấy bất đồng dấu hiệu. Vây quanh lấy dấu hiệu ghế bành, bày đặt tại tay trái đệ tam vị trí, có thể thấy được y theo, phía chính phủ, bài danh, tại bảy đại tông môn bên trong, xếp hạng vị thứ năm, đã muốn xem như tương đối dựa vào vãi lúa hậu liếu tương đương. Cách trung tâm khu vực không xa xem lễ nơi, đoan tỏa chứ hơn 30 tên đẳng cấp cao tu sĩ. Cái này hơn 30 tên đẳng cấp cao tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ đã ngoài, ngồi ở hàng thứ nhất chính giữa năm vị, đều đều là Nguyên Anh Hậu Kỳ Đại Tu Sĩ, bốn nam một nữ. Trong đó một vị, đúng vậy Vũ Văn Chu, ngay được xưng Kim Châu thành đệ nhất cao thủ Phương Phi Dương, đều ngồi ở một bên tiếp khách. Còn lại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chỉ có mấy vị tiêu phàm là nhận thức nick, đều là bảy đại tông môn nhân vật đầu não. Bính lão tiên sinh cũng không trong đó. Xem ra vị này nhất phú nổi danh thần y, thật sự không có ý định lại trộn đều vào được. Tiêu phàm thần niệm chi lực nhàn nhạt quét tới, lập tức liền phát hiện, ở đằng kia năm vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, Vũ Văn xung quanh khí tức cũng không phải cường đại nhất nick. Chỉ ít có hai vị đại tu sĩ khí tức, so Vũ Văn Chu còn muốn khiếp người hai vị này, có lẽ Tu Vi cũng không có thể nhất định mạnh hơn Vũ Văn Chu, lại khẳng định tu luyện có nào đó uy lực cực lớn công pháp, mới có thể làm cho người ta tạo thành cường đại cảm giác áp bách. Mặc dù là cùng giai tu sĩ, tu luyện công pháp bất đồng, mạnh yếu kém có đôi khi hội thập phần cách xa. Ví dụ như tiêu phàm chính mình, chính là chứng cứ rõ ràng. Vô luận pháp lực có lẽ hay là thần niệm chi lực, hắn đều so bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cường đại hơn nhiều. Một trọi một giao thủ, cho dù không sử dụng bất luận cái gì giúp đỡ, tiêu phàm cũng có nắm chắc chiến thắng bất luận cái gì cùng giai tu sĩ. Thực tế một ít công pháp uy lực vắng yếu cùng giai tu sĩ, càng là có thể đơn giản nắm bắt. Đương nhiên, có thể tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, tự không có một người nào, không có một cái nào kẻ yếu. Như không phải tất yếu, không có một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nguyện ý cùng một vị khác cùng giai đại tu sĩ giao thủ. Bình thường mà nói, lưỡng bại câu thương khả năng thật lớn tiêu phàm vừa hiện thân, lập tức liền đưa tới vô số kinh thán chi thanh âm. Đây chính là cái khuôn mặt mới. Vô số đạo ánh mắt sắc bén, bắn thẳng đến tới, càng có không ít cường đại thần niệm, cũng không hề cố kỵ mà nhìn quét mà đến. Tiêu phàm mặt mỉm cười, đối với cái này không chút nào để ý, chỉ là đem khí thức của mình tốt lắm thu liếm. Muốn điều tra hắn chân thật tiêu chuẩn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Trường 1024 Độc Vật tại hạnh lâm chấp sự đệ tử dẫn dắt phía dưới tám gã thủ tịch đại lang trung chậm rãi đi vào ở giữa trên mặt ghế thái sư tự tòa ngồi cung thanh dương đại trưởng lão thanh dương quán thủ tịch đại lang trung trường chữ chân nhân an vị tại tiêu phàm bên cạnh tay trái thứ hai vị trí dựa theo phía chính phủ bài danh cung thanh dương xếp hạng bảy đại tông môn vị thứ ba trường chữ chân nhân cũng là tám vị thủ tịch đại lang trung bên trong chỉ vẹn vẹn có hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ một trong một vị khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ đến từ chính bảy đại tông môn bài danh thứ hai tông môn là một gã giữ lại tròm dâu dê tử năm mươi mấy tuổi nam tử nhìn về phía trên dung mạo có chút hiền lành chủ động hướng tiêu phàm gật đầu làm lễ tiêu phàm thần niệm tìm tòi tự phát giác được vị này đại lang ở bên trong chân thật tu vi so sánh với trường chữ chân nhân còn muốn hơn một chút riêng lấy tu vi mà nói trường chữ chân nhân là tám gã thủ tịch đại lang chung bên trong mạnh nhất đích bởi vì bính lão tiên sinh vắng họp đại biểu Hạnh lâm huyền xuất chiến là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đúng vậy tiêu phàm tại trăm hùng biện bái kiến cái vị kia quảng đạo hiếu bính lão tiên sinh chẳng những không có tham gia lúc này đây y thánh đại hội hơn nữa tại trước đó không lâu chính thức tháo xuống hạnh lâm huyền thủ tịch đại lang bên trong gánh nặng do hạnh lâm huyền một vị khác nguyên anh trưởng lão quảng đạo hiếu tiếp nhận bính lão tiên sinh cử động lần này đảo cũng không lệnh người bất ngờ trung quy hắn đã già không muốn lại vì những này tục sự chỗ mệt mỏi chính là đương nhiên Quảng đạo hữu tại hạnh lâm huyền nhiều năm, vẫn luôn là bính lão tiên sinh phụ tá, bính lão tiên sinh không tại thời điểm, do hắn chấp trưởng hạnh lâm huyền, cũng là vang danh xa gần đại lang ở bên trong, danh vọng lớn lao. Tất cả mọi người nói, quảng đạo hữu sớm đã tìm được bính lão tiên sinh chân truyền, y thuật độ cao, không tại bính lão tiên sinh phía dưới, cũng là tân nhiệm y thánh đứng đầu người chọn lựa. Bất quá quảng đạo hữu nhìn thấy tiêu phàm, lại có vài phần xấu hổ. Chỉ có chính hắn minh bạch, ít nhất tại độc vật phương diện này. Hắn không bằng tiêu phàm xa cái gì, phú Văn Quảng chỗ bên trong thiên diệp độc, hắn thậm chí ngay danh tự đều kêu không được. Càng chưa nói tới trị liệu, mà hết lần này tới lần khác y thánh đại hội tỉ thí, hợp lại đúng là thức độc giải độc năng lực. Y thuật chi đạo là không tốt nhất tỉ thí đích, cũng không có ý đã định. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, có đôi khi, loại này chứng bệnh người trị, đối mặt một loại khác chứng bệnh thời điểm, lại thúc thủ vô sách, không thể bởi vì ngươi chỉ một loại trùng chồng chứng bệnh, tự chứng minh ngươi là y thuật đệ nhất. Tại tiêu phàm xem ra cái này cái gọi là y thánh đại hội kỳ thật có thể xem như cái ngụy mệnh đề, nhưng kim châu thành từ trước đến nay quy củ như thế, hắn cũng không thể bằng sức một mình đi thay đổi, chỉ có thể thuận theo cái này thủy chiều liếu tương đương. Bảy đại y quán mấy vị khác thủ tịch đại lang ở bên trong cũng đều đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thậm chí ngay trước đó không lâu sàng chọn ra tới vị kia lang trung, thình lình cũng là một vị nguyên anh tu sĩ. Đối với vị này tại tổng tuyển cử, trung thắng được lang trung, sớm đã đưa hắn tương quan tư liệu đưa đến tiêu phàm trong tay. Vị này lang trung họ long, cũng là Kim Châu Thành ở bên trong một nhà đại y quán thủ tịch Đại lang ở bên trong, thanh danh thập phần vang dội, hai mươi mấy năm trước, đột phá bình cảnh. Đặt chân nguyên anh kỳ cảnh giới, tại Kim Châu Thành cũng coi như rất đúng tiếng tăm lừng lẫy thần y liễu tương đương khách quan mà nói tiêu phàm là tám gã người dự thi bên trong trẻ tuổi nhất tiến giai nguyên anh kỳ thời gian ngắn nhất đích nói cách khác tại đa số người trong mắt thì ra là tiêu phàm tu vi thấp nhất mấu chốt còn trẻ như vậy tại y thuật thượng tạo nghệ chắc hẳn càng thêm có hạn xa không bằng những năm kia lão thâm niên đồng đạo bính lão tiên sinh cùng đinh sán đều không tham gia lần này y thánh đại hội đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất đích dĩ nhiên là là trường chữ chân nhân đợi hai vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ liếu tương đương. Tương đối mà nói, họ long tu sĩ đoạt giải quán quân tiếng hô cũng rất cao. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực cự tuyệt bảy đại tông môn mời, kiên trì chính mình y quán, thà làm bột khiếm thảo không là phượng vĩ, cũng là như nhân. Không có có vài phần lo lắng, người bình thường cũng không dám xấu như vậy bước hò hét đích. Tại cuộc tỷ thí này bên trong, tiêu phàm có thể không rơi tại cuối cùng, cũng đã rất tốt mà đại biểu Lăng Vân Tông suốt chiến đích, thì là cùng tiêu phàm từng có gặp mặt một lần cái vị kia Quảng Dương Tử. Bất quá giờ phút này Quảng Dương Tử mặt nạ bảo hộ xương lạnh, nhìn không chớp mắt, đối với tiêu phàm lý đều không để ý. Lúc trước cái này kim đan kỳ tiểu tử, rõ ràng thành khách khanh trưởng lão, trăm hùng đường thủ tịch Đại lang ở bên trong, hơn nữa tiến giai nguyên anh thành công, trong nháy tựu thành cùng mình bình khởi bình tòa tiêu đạo hiếu, gọi Quảng Dương Tử trong nội tâm vẻ này khí như thế nào dẹp loạn đắc xuống dưới chỉ bất quá hắn thái độ lãnh đạm, tiêu phàm đối với hắn cũng rất không ưa, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền là rời đi ánh mắt, tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không như thế nào đưa hắn để ở trong lòng. Tiêu chân nhân chính là như vậy tính tình, đối với loại này chỉ biết là lấy mạnh hiếp yếu, không giảng đạo lý cái gọi là cao nhân, từ trước không để vào mắt. Tám gã đại lang chung theo thứ tự an vị, Quảng Dương Tử ngồi ở bên phải thứ hai vị trí, Lăng Vân Tông, phía chính phủ, bài danh, ở vào trước kia, xếp hạng vị thứ tư. Bên này vừa ngồi xuống, bên kia Phương Phi Dương liền đứng dậy, hướng bữa tiệc khách quý thượng đẳng cấp cao đồng đạo đám bọn họ chắp tay làm lễ, thân thể nhoáng một cái, đã đến trước sân khấu. Và vị đạo hiểu, Phương Phi Dương hắng giọng một cái, cao giọng nói ra. Vốn là ẩm ý, không chịu nổi xì xào bàn tán thanh âm, lập tức liền bị đè ép xuống dưới, tất cả mọi người an tĩnh lại, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía đài cao trận này y thánh đại hội, tự nhiên là do hắn vị này hạnh lâm bang chủ tự mình chủ trì liễu tương đương. Phương Phi Dương lời dạo đầu rất ngắn gọn. Dù sao có quan hệ y thánh đại hội quá trình, tất cả mọi người đã muốn nghe nói qua, cũng không cần phải mệt mỏi thuật rồi. Phương Phi Dương chỉ nói là sáng tỏ y thánh đại hội so đấu quy tắc, liền khoát tay chặn lại, cao giọng nói ra, trình lên đến. Lúc này có tám gã trang phục lộng lẫy nữ đệ tử, đều tự bưng lấy một cái khay, lượn lờ na na mà đi đến đài cao. Cái này tám người nữ tử, nguyên một đám tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thướt tha, khó được chính là, đều đều có lấy kim đan sơ kỳ tu vi, ở chỗ này, nhưng chỉ là thị nữ thân phận. Hạnh lâm hào phóng, có thể thấy được lốm đốm. Bất quá đại đa số người ánh mắt, nhưng lại không rơi vào những kia nữ đệ tử trên người, mà là nhanh nhìn chầm chầm các nàng trong tay kim nước sơn khay. Những này nắm trong mâm, suốt đủ tề địa xếp đặt lấy 32 khối mạ vàng trúc bài, mỗi một tấm trúc bài dài ước chừng hai thốn, bề rộng chừng 6 phần, tinh xảo dị thường, trúc bài thượng đều dùng chu sa viết mấy chữ. Tám gã kim đan kỳ nữ đệ tử phân biệt tại tám vị đại lang chung đứng trước mặt định, dịu dàng vạn phúc xuống dưới. Theo sát cái này tám gã nữ đệ tử về sau đích, là bốn gã nam đệ tử, cũng là kim đan sơ kỳ tu vi, trong tay đồng dạng nâng kim nước sơn khay. Chỉ có điều nắm trong mâm sự việc, nếu không phải chúc bài. Lúc đầu hai người khay ở phía trong, cả tề địa bầy đặt 16 cái bình ngọc tinh xảo, cao chừng 3 thốn. Phía sau hai người, một người khay ở phía trong đặt một cái ngân chói tiểu đỉnh có ba chân, tên còn lại nắm trong mâm tắc chính là đặt một quả thật dài ngân châm. Không biết những vật này, làm làm gì dùng đồ. Và vị đạo hiểu, lần này y thánh đại hội tỉ thí quy tắc, vẫn là cùng khóa trước đồng dạng. Cái này nắm trong mâm, có 32 chủng trồng độc vật, đều là trải qua tinh tuyển đích tương đối thông thường những độc chất kia vật hiện tại thỉnh tám vị đạo hữu mỗi vị lựa chọn sử dụng đồng dạng độc vật đi ra quảng đạo hữu người bắt đầu trước a và bang chủ quảng tính tu sĩ hướng phương phi dương có chút cúi đầu tiện tay theo nắm trong mâm cầm lên một mảnh trúc bài và lâm bang quảng đạo hữu tuyển chính là thất tâm quả phương phi dương xem xét cái kia trúc bài thượng ghi tự thể liền là cao giọng nói ra dưới đài lập tức vang lên một hồi ong ong tiếng nghị luận. Cái này thất tâm quả tuy không phải độc nhất độc vật, sử dụng lại thập phần rộng khắp, thỉnh thoảng sẽ có người chung thất tâm quả chi độc. Phàm là chúng thất tâm quả chi độc hậu, không biết lập tức bị mất mạng, lại cực kỳ khó chơi. Nếu như không có tìm được đúng bệnh dược vật trị liệu, chúng độc người sẽ ở nhận hết 7 ngày thất giả tra tấn hậu thống khổ không chịu nổi mà chết đi. Và Dương Cung Trường Ninh Đạo hữu tuyển chính là Thiên Hương Dịch tự nhiên lại là tốt một hồi nghị luận thanh âm. Cái này thiên hương dịch nghe danh tự thập phần mê người, tựa hồ là nào đó tinh khiết và thơm rượu ngon giống nhau, kỳ thực nhưng lại vật kịch độc, độc tính chi liệt, không chút nào tại thất tâm quả phía dưới. Và vân tông Quảng Dương đạo hữu tuyển long nước miếng độc. Đến phiên tiêu phàm thời điểm, hắn đã ở trước mặt kim nước sơn khay ở phía trong lấy ra một mảnh trúc bài. Phương Phi Dương trên mặt thoảng qua hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức cao giọng nói ra, tiêu đạo hiếu, tuyển chính là kim trúc quả. Dưới đài nghị luận thanh âm càng thêm vang dội liếu tương đương. Tiêu phàm tuyển cái này kim trúc quả, nghe đi lên là một loại trái cây, kỳ thực là một loại khoáng vật, chỉ có điều bởi vì nhìn về phía trên rất muốn nào đó trúc loại thực vật trái cây, hơn nữa toàn thân hiện lên màu vàng kim óng ánh, cho nên mới mệnh danh là kim trúc quả. Riêng lấy độc tính mà nói, kim trúc quả hẳn là 32 chủng trồng bị tuyển độc vật bên trong độc tính nhỏ nhất, nhất nhu hòa đích. Cơ hồ mỗi một vị lang chung đều có thể đơn giản giải hết kim trúc quả độc tính. Nhưng mà kim trúc quả chỉ sở dĩ có thể đưa thân 32 chủng trồng bị tuyển độc vật bên trong, lại là vì hắn cái khác đặc điểm. Kim trúc quả thân mình độc tính tuy nhiên nhu hòa, nếu như cùng mặt khác độc vật hỗn hợp, lại vô cùng có khả năng thay đổi cái loại này độc vật tính chất, hơn nữa cơ hồ đối với mỗi một chủng độc vật đều có tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần trộn lẫn vào loại này kim trúc quả, thất tâm quả tựu không còn là thất tâm quả rồi, thiên hương dịch cũng không còn là thiên hương dịch, cũng có thể biến thành những thứ khác độc vật. Về phần rốt cuộc biến thành cái gì độc vật, không có tự mình thí nghiệm qua, vậy cũng tự ai cũng không biết liếu tương đương. Loại độc chất này vật, chính là chuyên môn quấy sự tình đích. Lập tức liền có vô số đạo ánh mắt tụ tập đến tiêu phàm trên mặt. Xem ra người trẻ tuổi kia là quyết định muốn quấy rối rồi đã chính mình đoạt giải quán quân vô vọng, cái kia người khác cũng không nếu muốn đơn giản đoạt được cái này y thánh danh hiệu. Muốn làm y thánh, thỉnh cầu ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Bất quá đối với ở ngoài đứng xem mà nói, cuộc tỷ thí này tự nhiên càng hỗn loạn càng tốt, càng hỗn loạn lại càng có đáng xem, cũng không uổng bọn hắn chuyên hướng cái này đi một chuyến. Thực tế rất nhiều đi theo sư môn trưởng bối mà đến đệ tử cấp thấp, càng là hy vọng ở chỗ này mở rộng tầm mắt, sau khi trở về đã có thể có rất nhiều đề tài nói chuyện hướng đồng môn sư huynh muội khoe khoang liễu tương đương. Trường chữ chân nhân ánh mắt quét tới, tại tiêu phàm trên mặt một chút dừng lại, lại chuyển trở về, rủ xuống mí mắt, sắc mặt đờ đẫn nhìn không ra nửa điểm gợn sóng đến. Quảng Dương tử tác chính là hai mắt nhíu lại, hư lạnh một tiếng, lập tức ngẩng lên thật cao đầu. Tiêu phàm sắc mặt bình tĩnh, con mắt cũng không nhìn Quảng Dương tử xuống. Và hậu một vị, lòng đạo hữu tuyển chính là thiết không độc. Phương Phi Dương thanh âm lần nữa tại trên đài cao vang lên. Tám vị đại lang trung tựa hồ đã sớm đã tính trước, không có chút nào trì trệ, liền đều đã chọn mình muốn độc vật. Hiện trường hào khí, trở nên càng phát ra nhiệt liệt. Trường 1025 thử độc loại người. Kế tiếp, hai gã nam đệ tử đem tám bình ngọc lấy ra, bày đặt tại bạch ngân đỉnh bên cạnh, hai tay dâng tặng cho Phương Phi Dương. Phương Phi Dương mỉm cười nhìn quét một vòng, cao giọng nói ra, chư vị đại lang ở bên trong, còn có loại nào phân phó. Nếu là không có lời mà nói, phương mỗ muốn phối dược rồi. Và bang chủ thỉnh, vài tên lang trung trăm miệng một lời nói. Phương phi dương gật gật đầu, lúc này đem tám bình ngọc một vừa mở ra, đem trong bình ngọc độc dược đổ vào ngân trong đỉnh, lại lấy ra cái kia thật dài ngân châm, tại ngân trong đỉnh can thiệp một phen, ngân châm đầu, lập tức trở nên đen nhánh một mảnh, không bao giờ nữa là lúc trước ngân trói bộ dáng. Kịch độc có thể nghĩ. Và tử tù, Phương Phi Dương lại là một tiếng phân phó. Một lát trong lúc đó, tám gã tù phạm bị chấp sự các đệ tử áp giải đi lên, cái này tám gã tù phạm là 6 nam hai nữ, đại đa số đều tương đối tuổi trẻ, nhìn về phía trên nhiều tuổi nhất cũng không quá đáng hơn 40 tuổi, trẻ tuổi nhất chỉ có chừng 20 tuổi, trên người tản ra linh lực chấn động, thình linh đều là tu chân giả hơn nữa tu vi đại khái tương đương, đều là chúc cơ trung kỳ khoảng chừng gì đó cảnh giới rất rõ ràng bị giam cầm pháp lực bị áp giải đi lên lúc mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ tuyệt vọng ở đây mấy ngàn người nhưng không có ai tỏ vẻ chút nào đồng tình ý bọn hắn vốn là tử tù có thể sống đến hiện tại đã muốn xem như buôn bán lời nếu không phải bởi vì y thánh đại hội muốn dùng bọn hắn làm uống thuốc độc lô đình cũng sớm đã bị xử quyết rơi làm sao có thể sống đến hôm nay quy tắc này trên cơ bản ở đây tất cả mọi người biết đến. Và vị đạo hữu, lần này y thánh đại hội trận đấu, quy tắc như trước cùng vãng giới là giống nhau. Tại đây tám gã tử tù, chính là hôm nay thử độc lô đỉnh. Đợi tí nữa phương mỗ sẽ thân cho bọn hắn ăn vào ngang nhau sức nặng độc vật. Tám vị đại lang chung đồng thời bắt đầu vì bọn họ giải độc, ai người thứ nhất đem kịch độc loại trừ. Bảo trụ lô đỉnh tánh mạng, người đó là đang tiến hành đại hội mới y thánh chư vị nên vậy đều rất rõ ràng quy tắc này đi à nha. Phương Phi Dương chính mắt cũng không tại đây tám gã tử tù trên người nhiều ngắm liếc. Bất tử bất tật nói, và sở. Dưới đài không ít người hiểu chuyện so le không tề địa thét to bắt đầu đứng dậy. Đa số đều là chút ít tuổi trẻ cấp thấp tu sĩ, trong kim đan hậu kỳ đã ngoài đẳng cấp cao tu sĩ, tự trọng thân phận giống nhau đều là cười mà không nói. Và vị đại lang ở bên trong, muốn hay không kiểm nghiệm thoáng một tí những này lô đỉnh thân thể tình huống phương phi dương men theo lệ cũ hỏi trường chữ chân nhân lạnh lùng nói ra tự nhiên muốn đích và vậy thì mời chư vị đại lang trung tự mình kiểm nghiệm a phương phi dương cũng không thèm để ý trường chữ chân nhân thái độ khẽ cười nói trường chữ chân nhân từ trước đến nay chính là chỗ này sao lạnh như băng tính tình cùng với nói chuyện đều là như vậy ngữ khí phương phi dương thật muốn cùng hắn so đo chỉ sợ chính thức tức giận đến chịu không được ngược lại là chính bản thân hắn liễu tương đương. Lập tức chấp sự đệ tử đem tám gã lô đỉnh phân biệt bắt giữ lấy tám gã đại lang chung trước mặt. Đứng ở tiêu phàm trước mặt là một gã hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nữ tử, dáng người đầy đặn, tướng mạo cũng còn đoan chính, khóe miệng có một khỏa nho nhỏ nốt ruồi, có vẻ có chút xinh đẹp, chỉ là dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, thập phần dung mạo cũng chỉ còn lại có 3 phần liễu tương đương lại không biết còn trẻ như vậy nữ tu, rốt cuộc phạm cái gì tội. Lại bị đánh thành tử tù, chỉ có điều giờ này khắc này, tiêu phàm tự cũng không nên miệt mài theo đuổi. Lập tức rũi ra ba ngón tay khoác lên cái này nốt ruồi nữ tử mạch trên cổ tay, hạo nhiên chính khí cổ lay động ra, lập tức tại nữ tù trong cơ thể vận chuyển một chu thiên. Nữ tù thân thể tình huống, lập tức hiểu rõ tại ngực. Chấp sự đệ tử áp lấy tám gã tử tù chuyển thượng một vòng, rất nhanh tám gã đại lang trung liền đem tất cả tử tù đều xong. Trên cơ bản, cái này tám gã tử tù thân thể tình huống đều không sai biệt lắm, sinh cơ tương đối tràn đầy. Xem như thượng giai thử độc lô đỉnh, khó được là tám người tu vi đều không sai biệt lắm. Nhìn ra được, hạnh lâm tại chuyện này thượng có phần mất một phen tâm huyết. Và lô đỉnh kiểm nghiệm xong, hiện tại đem hộ tâm đan phân phát cho chư vị đại lang chung kiểm nghiệm. Phương Phi Dương cẩn thận tỉ mỉ mà chấp hành cái này y thánh đại hội quá trình. Liền lập tức có chấp sự đệ tử đem hộp ngọc hiện lên đưa đến chư vị đại lang bên trong trước mặt, cái này trong hộp ngọc, bảy đặt tám khỏa hỏa hồng đan dược, đậu nành lớn nhỏ, mùi thuốc sông vào mũi. Đây cũng là y thánh đại hội tỉ thí chuẩn bị vật. Cái này hộ tâm đan là trải qua đặc chế đan dược, ăn vào về sau, trong 12 thời thần có thể bảo vệ lô đỉnh tâm mạch, bách độc bất xâm. Không có cái này biện pháp, như vậy vật kịch độc vừa mới ăn vào, chỉ sợ lập tức liền chết lành bà lành bình rồi, còn thế nào tỉ thí? Bảo vệ tâm mạch, độc tính không kịp trái tim, lô đỉnh liền sẽ không chết, lại để cho đại lang trong có đầy đủ thời gian đến chậm rãi giải, giải độc. Lúc này mới có thể phân ra cao thấp đến. Đương nhiên, cái kia 32 chủng trồng độc dược cũng là thông qua đặc biệt sàng chọn đích, mỗi một chủng đều là kịch độc, nhưng mỗi một chủng cũng sẽ không lập tức muốn tánh mạng người cũng không phải, thập tuyệt độc, như vậy độc vật, người trong chết ngay lập tức, tung tính toán có hộ tâm đan cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia lại tỉ thí không được. Cũng may Kim Châu Thành danh y tụ tập, muốn tuyển chọn ra như vậy độc vật đến, cũng tịnh không làm khó dễ. Nếu là ở những thành thị khác, bình thường khó có thể nhìn thấy một cái lang chung, muốn tinh tuyển ra cái này rất nhiều không sẽ lập tức khiến người vong mạng độc vật, bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Vì tuyệt đối công chính, cái này tám khỏa hộ tâm đan cũng là cần phải đi qua cẩn thận kiểm nghiệm đích. Chỉ cần hộ tâm đan hơi có sai biệt, hiệu quả liền rất là bất đồng, tự nhiên sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến tỷ thí cuối cùng nhất kết quả. Cái này tám khỏa hộ tâm đan phẩm chất, phải nhất trí. Kiểm nghiệm hộ tâm đan thời điểm, tám gã đại lang trung đô rất chân thành, so kiểm nghiệm lô đỉnh thời điểm muốn cẩn thận nhiều hơn. Cuối cùng là một không có có dị nghị. Ở phương diện này, hạnh lâm không đại khả có thể ăn gian bất kể thế nào nói, đều phải muốn giữ gìn hạnh lâm bảy đại tông môn đứng đầu danh dự. Và tốt, Phương Phi Dương nhẹ gật đầu, ống tay áo run lên, tám khỏa hộ tâm đan bay lên, từ từ hướng tám gã đại lang chung bay đi, một người một khỏa, công bằng, rơi vào đều tự trước mặt. Tám gã đại lang chung tự mình đem hộ tâm đan cho lô đỉnh cho ăn. Xuống dưới, cái này tám gã lô đỉnh trước mắt chưa rút thăm quyết định bọn hắn đều tự quy túc, cho nên bất luận cái gì một gã đại lang chung cũng sẽ không tại nơi này khâu thượng ăn gian. Nếu không, vạn nhất chính mình giúp thăm được đúng vậy tên kia bị ăn gian lô đỉnh, đã có thể rời lên tảng đá nền chân của mình liếu tương đương. Lô đỉnh đám bọn họ tựa hồ cũng biết mình vận mệnh đã định, cả đám đều trung thực đắc rất, không có chút nào ý phản kháng. Dùng bọn hắn chính là trúc cơ kỳ tu vi, tại một đống lớn nguyên anh lão quái trước mặt, cũng lại là không có bất kỳ phản kháng đường sống. Khết thảy ngoan ngoãn nhận mệnh, có lẽ còn có sống sót hy vọng, ít nhất hắn một người trong là nhất định có thể sống sót đích. Bởi vì căn cứ y thánh đại hội quy tắc, phàm là bị đại lang chung cứu sống lô đình. Đem miễn đi tử tội, có thể phóng thích. Trước hết nhất được cứu sống chính là cái kia tử tù. Nhất định có thể sống sót. Về phần những người khác có phải là có thể sống được đi, vậy thì tất cả bằng thiên mệnh liếu tương đương. Bởi vì mỗi giới y thánh đại hội chỉ biết quyết ra một gã y thánh nói cách khác người thứ nhất cứu sống lô đỉnh đại lang chung chính là đang tiến hành y thánh chỉ cần y chứng phục sinh sinh mặt khác lô đỉnh sống hay chết đã muốn không hề khác nhau đa số thời điểm những kia đại lang trung hội có thể dừng tay tùy ý lô đỉnh bị độc chết dù sao cũng là chút ít tử tù không đáng đồng tình thậm chí có một ít tánh khí táo bạo đại lang ở bên trong thấy bị người đoạt trên nước cướp đi y thánh danh hiệu dưới sự giận dữ hội tại chỗ đem lô đỉnh đánh gục dùng tiết mối hận trong lòng nhưng cũng có biệt đừng chỗ ở tâm nhân hậu đại lang ở bên trong hội kiên chỉ vì lô đỉnh giải độc phóng một con đường sống đương nhiên cũng không bài trừ đại lang chung vì kiểm nghiệm chính mình giải độc tiêu chuẩn kiên chỉ đem giải độc tiến hành rốt cuộc bất kể là cái loại này tình hình cái kia lô đỉnh đều xem như đụng đại vận nhặt về một cái mạng đã có sinh hy vọng lô đỉnh đám bọn họ tự nhiên ngoan ngoãn phối hợp mắt thấy lô đỉnh đám bọn họ đều nuốt vào đan dược, Phương Phi Dương gật gật đầu, lạnh nhạt nói ra, đều hé miệng. Tám gã lô đỉnh theo lời há miệng ra. Một gã chấp sự đệ tử đem tám cái khéo léo ly bạc tại Phương Phi Dương trước mặt kim nước sơn khay ở phía trong gạt ra. Phương Phi Dương run lên ống tay áo, cái kia ngân đỉnh bay lên, ở giữa không trung đem một cổ đen kịt nọc độc chậm rãi nghiêng rơi vãi mà xuống. Đem tám cái ly bạc từng cái đổ đầy. Tất cả những này động tác, đều là do chúng tiến hành. Tận lực làm được tuyệt đối công bình công chính. 30 năm một lần y thánh đại hội là Kim Châu Thành thịnh đại nhất tụ hội. Kim Châu Thành y thánh tại Nam Châu Đại Lục phương Tây Nam tròn thượng nghìn vạn dặm trong đều có được hiển hách thanh danh, cũng Kim Châu Thành biển chữ vàng. Phương Phi Dương với tư cách Kim Châu Thành đệ nhất người chủ sự, không có khả năng chính mình đem cái này biển chữ vàng đập chết. Mọi người công nhận thứ nhất, mới là thật thứ nhất, mới cũng tìm được chính thức kính trọng đợi tám cái tiểu ly bạc đều đổ đầy nọc độc, Phương Phi Dương lại là run lên ống tay áo, tám cái ly bạc bay lên, trong chén đen kịt nọc độc bay rồi đi ra ngoài, kỳ chuẩn vô cùng mà bay vào đến mỗi một tên lô đỉnh đại trương trong miệng, không có một giọt rơi bên ngoài. Nọc độc vừa vào miệng, bất quá một lát trong lúc đó, lô đỉnh đám bọn họ vốn là bình thường sắc mặt liền bắt đầu biến thành màu đen, trên cánh tay lỏa lồ làn ra, cũng hiện ra một tia hắc tuyến. Và hiện tại rút thăm. Phương Phi Dương nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngữ khí chắc chắn. Lập tức liền có một gã chấp sự đệ tử đem một cái bầy đặt tám mặt trúc bài kim nước sơn khai nâng đến hạnh lâm huyền quảng tính tu sĩ trước mặt. Những này chúc bài nhìn về phía trên giống như đúc, không có bất kỳ khác nhau. Quảng tính tu sĩ tiện tay nắm lên một mặt trúc bài, lật qua, bên trên viết một cái, bốn dấu lớn. Và hạnh lâm quảng đạo hiếu, số bốn lô đỉnh. Lại là một gã chừng 30 tuổi nam tính lô đỉnh, bị chấp sự đệ tử đổ lên quảng tính tu sĩ trước mặt. Lập tức từng cái rút thăm. Đến phiên tiêu phàm thời điểm, trước mặt khay ở phía trong đã muốn chỉ còn lại có ba mặt trúc bài, hắn cũng tiện tay bắt một mặt, nhưng lại, sáu, số, đúng vậy vừa rồi tên kia hai mươi mấy tuổi, khóe miệng mọc lên một quả nốt ruồi đầy đặn xinh đẹp nữ tử, bất quá giờ phút này sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, nếu không phải bị chấp sự đệ tử chế trụ, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy, chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất liếu tương đương. Chấp sự đệ tử mặt không biểu tình, không chút khách khí mà đem nàng xô đẩy đến tiêu phàm trước mặt, có chút khom người. Tiêu phàm nhìn qua lên trước mặt người này nữ lô đỉnh, nhẹ nói nói, ngươi không cần sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi đích, cho ngươi sống sót. Lời nói nhu hòa, ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn. Xinh đẹp nữ tử thân thể nhẹ nhàng chấn động, trong mắt lập tức lộ ra chờ mong vẻ đối diện Quảng Dương Tử lại cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường ý, lạnh lùng nói ra tiêu đạo hữu rất có tự tin a à Đợi tí nữa cũng không nên kéo đắc quá lâu, nữ nhân này nhiều nhất chỉ có thể sống thêm thập hai canh giờ. Tiêu phàm thần sắc nhàn nhạt đích, cũng không tiếp lời, thậm chí ngay con mắt ánh mắt xéo qua cũng không hướng bên kia miết liếc, đối với Quảng Dương Tử khinh miệt ý, biểu lộ không bỏ sót. Quảng Dương Tử không khỏi giận dữ, khuôn mặt lập tức đỏ lên rồi, trên cổ gân xanh bạo khiêu. Làm gì được tiêu phàm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không để ý đến hắn, tung tính toán có đầy bụng tức giận, cũng chỉ có thể nghẹn lấy, phát tác không được. Cũng không thể tại đây trên đài đang tại mấy ngàn đồng đạo mặt cùng tiêu phàm mắng nhau ha. Vậy cũng quá mất mặt liễu tương đương. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1026 ganh đua sắc đẹp Bất quá Quảng Dương tử hòa tiêu phàm đưa khí cũng không còn tiếp tục bao lâu không có thời gian. Những người khác đã bắt đầu thao tác rồi, người còn ở lại chỗ này phẫn nộ, chỉ do tự tìm phiền toái. Ngoại trừ tiêu phàm bên ngoài, mặt khác bảy tên đại lang chung cơ hồ đều làm cùng một động tác, thì phải là lập tức cho mình lô đỉnh ăn vào giải độc đan dược. Loại đan dược này là vạn năng giải độc đan, tuy nhiên không thể lập tức tinh tường lô đỉnh trong cơ thể độc tố, lại có thể tiến thêm một bước trì hoãn độc tính phát tác, đề cao lô đỉnh đối với độc vật sức chống cự, tìm lại để cho lô đỉnh bảo trì thân thể tất cả bộ vị bình thường cảm giác. Điểm này tại quá trình trị liệu chung quá trọng yếu. Người bệnh có thể đem bản thân cảm thụ chuyển xác địa biểu đạt đi ra, lang chung trị liệu thì có căn cứ. Nếu không hết thảy đều muốn dựa vào vãi lúa, lang chung chính mình đi suy đoán, trị liệu độ khó lập tức thành gia tăng gấp bội. Suy chỉ có Tiêu Phàm không có cho số 6 lô đỉnh phục giải độc đan dược, mà là ống tay áo run lên, tia sáng trắng lập lòe vô số tinh xảo ngân châm bắn ra, chuẩn xác vô cùng mà vào xinh đẹp nữ tử toàn thân các nơi đại huyệt. Ở đây Nguyên Anh các tu sĩ cơ hồ lập tức tự tính ra thanh thanh sở sở, là 108 miếng ngân châm. Bữa tiệc khách quý thượng, ngồi ở vũ văn quanh thân bên cạnh một vị hậu kỳ đại tu sĩ thấp giọng nói ra, ừm, um, vị này tiêu đạo hiếu, rõ ràng tinh thông châm cứu phương pháp. Vũ Văn Chu vừa cười vừa nói, hách đạo hiếu, tiêu đạo hiếu tinh thông đích, không chỉ có riêng chỉ có châm cứu phương pháp tiêu đạo hữu tuy nhiên tuổi trẻ, lại kiên quyết là y giới nhân tài kiệt xuất, dùng lão phu xem ra, lần này tân y thánh, không phải hắn không ai có thể hơn. Tên kia hậu kỳ đại tu sĩ vuốt vuốt tròm dâu, mỉm cười nói a hát, có thể được đến vũ văn đạo hữu như thế thừa nhận, xem ra vị này tiêu đạo hữu xác thực có chỗ hơn người. Một danh khắc hậu kỳ đại tu sĩ nhàn nhạt, nhạt nói ra, người này tuổi còn trẻ, một thân pháp lực lại thập phần hùng hậu. Viễn siêu cùng giai tu sĩ, anh hoa nội liếm, giấu mà không lộ. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời mà nói, tương lai vô cùng có khả năng đặt chân người ta hôm nay cảnh giới. Vũ Văn Chu lập tức gật đầu đồng ý. Lúc trước tên kia đại tu sĩ lại cười cười, nói ra thế sự biến ảo vô thường, mỗi người vận số cũng tất cả không giống nhau. Tu chân giới ngoài ý muốn thật sự nhiều lắm, bao nhiêu nhân vật thiên tài đều ngoài ý muốn vẫn lạc mất. Ta và ngươi có thể đi đến hôm nay, ai mà không đã trải qua thiên tân vạn khổ? hiện tại nói lời như vậy, còn hơi sớm, mà lại mỏi mắt mong chờ a. À. Ba gã đại tu sĩ gian cái này lén đối thoại, tự nhiên không người chú ý, mọi người chú ý, đều bị tám gã đại lang chung hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy tám gã đại lang chung các hiển thần thông. Tên kia sàng chọn ra tới họ long tu sĩ, thủ đoạn một phen, móc ra một quả trứng gà đại màu nâu đen hạt châu, mùi tanh sông vào mũi. Và thú nội đan, lập tức thì có là người biết hàng nhẹ kêu lên tiếng hôm nay đến đây xem lễ cái này rất nhiều nguyên anh tu sĩ, phần lớn là các nơi đại dược liệu thương, đối với các loại linh dược, yêu thú nội đan tài liệu các loại, biết rất nhiều, ánh mắt độc đắc vô cùng. Cái này khỏa màu nâu đen hạt châu cũng không biết là loại nào yêu thú nội đan, họ long tu sĩ mặt mũi tràn đầy tự tin vẻ. Nắm lên cái kia khỏa hạt châu, chậm rãi tiến đến lô đỉnh trước mặt, hắn lô đỉnh là một gã 40 tuổi khoảng chừng gì đó trung niên nam tử, vóc dáng thon gầy. Hình dung hèn mọn bị ổi, ăn độc dược về sau sớm đã mặt mũi tràn đầy hắc khí cái này khỏa màu nâu đen yêu đan vừa mới tiến đến trước mặt hắn lập tức liền có từng sợi mắt thường khó có thể trông thấy hắc khí theo dưới da rẻ của hắn thẩm thấu đi ra chậm rãi bị yêu đan hấp thu đi vào và phải cư phong thú nội đan bất quá sau một lát đã có người lên tiếng kinh hô và sao cư phong thú nội đan cái này không đại khả có thể a à cư phong thú không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Lời ấy một chỗ, lập tức liền có người phản bác. Và đủ tự động hút độc yêu thú nội đan, vốn cũng không phải là rất nhiều. Cái này khỏa yêu đan vô luận theo lớn nhỏ có lẽ hay là nhan sắc đến xem, đều hẳn là cư phong thú nội đan. Cư phong thú tuy nhiên diệt tuyệt, nhưng nội đan lại là có thể bảo tồn xuống đích, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, coi như là bảo tồn mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, đều không có vấn đề gì. Và nói gì đến, thật là có có thể là cư phong thú nội đan. Hắn có loại này dị bảo, khó trách có thể ở sàng chọn chung thắng được, xem ra là muốn tại nơi này trên đại hội nhất cử đoạt giải quán quân liễu tương đương. Lúc đầu người nọ lắc đầu, lạnh cười nói, cư phong thú mặc dù có linh lung thú huyết mạch, dù sao không phải chân tránh linh lung thú, cái này yêu đan cũng không thể cùng lưu ly tâm đánh đồng. Huống hồ chúng ta cái này giới diện cư phong thú, kế thừa linh lung thú huyết mạch cũng không biết truyền bao nhiêu đời, đã sớm pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết, mỏng vô cùng. Mặt khác vài tên đại lang ở bên trong, cái nào cũng không phải đèn đá cạn dầu, ai không có chính mình tuyệt chiêu. Dựa vào một khỏa cư phong thú nội đan đã nghĩ lực áp quần hùng, cái kia còn kém xa lắm nhỉ. Nhìn kỳ A, trò hay ở phía sau đầu, bên cạnh người nọ sâu chấp nhận, gật đầu đồng ý. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, mỗi một lần y thánh đại hội, so đấu đều đặc sắc vô cùng, lần này nên vậy cũng sẽ không ngoại lệ. Quảng Dương Tử bên kia, không chút hoang mang mà lấy ra một cái linh thú hoàn, nhẹ nhàng run lên, oa, mà kêu to một tiếng, giống như hồng trung đại lữ giống nhau, thanh âm chấn khắp nơi, đem xem lễ các tu sĩ giật nảy mình. Lập tức mọi người trước mắt năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, một đầu cầm tú sặc sỡ quái thú liền ra hiện ở trước mặt mọi người. Cấp cấp nhìn chăm chú nhìn kỹ, nhưng lại một đầu người mặc năm màu cóc, ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, hai con mắt lồi ra bên ngoài cơ thể, ngoại hình xấu xí không chịu nổi. Cái này cóc vừa mới nhảy ra linh thú hoàn, lại là, oa, một tiếng, càng thêm to, cùng hắn nho nhỏ thân hình cực không hòa hợp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe thấy, mặc cho ai cũng không tin, như vậy to tiếng kêu, dĩ nhiên là từ nơi này nắm đấm lớn loại nhỏ tiểu nhân con cóc trong miệng vọng lại. Và quang gấm cáp, lập tức hơn 10 người đồng thời lên tiếng kinh hô. Và nhưng là loại độc chất này trùng, Lúc này liền có không biết rõ đệ tử cấp thấp thấp giọng hướng sư môn trưởng bối hỏi thăm, sư phụ, cái gì là năm quang gấm cáp? Cái này cóc có cái gì kỳ lạ chỗ sao? Và ngươi biết cái gì? Cái này năm quang gấm cáp là thế gian độc nhất độc trùng một trong, toàn thân đều ẩn chứa kỳ độc, trong người chết ngay lập tức. Sư phụ hắn liền là dung đùi đắc ý nói ra. Và lợi hại như vậy, đúng vậy, sư phụ, bây giờ không phải là giải độc sao? Hắn đem bả độc này cóc phóng suốt làm chi? đệ tử cấp thấp càng thêm khó hiểu rồi tao tao đầu hỏi và hắc người đây tựu không rõ nam quang gấm cáp sở dĩ là độc nhất độc trùng cũng là bởi vì hắn trời sinh tính ưa thích thôn vệ các loại vật kịch độc càng là có độc mấy cái gì đó đối với nam quang gấm cáp mà nói lại càng là mỹ vị món ngon và ta hiểu được hắn hắn là muốn dùng cái này nam quang gấm cáp đến ăn tươi lô đỉnh trong cơ thể độc vật bên này nghị luận ào ào trên đài cái kia năm quang gấm cáp đã muốn trừng khởi một đôi mắt to gắt gao nhìn thẳng cách đó không xa lô đỉnh dưới hàm tầng kia mỏng ra không ngừng run dày phát ra thấp kém xì xào thanh âm có vẻ cực kỳ hưng phấn chỉ là không có tìm được chủ nhân chỉ lệnh chính cường tự kiềm chế không dám vọng động cái kia lô đỉnh tắc chính là mặt mũi tràn đầy hắc khí thân thể lạnh run tựa hồ tùy thời cũng có thể té trên mặt đất độc phát bị mất mạng và a à, quảng dương tử trong miệng khẽ quát một tiếng và nam quang gấm cáp lại kêu to một tiếng mãnh liệt đi phía trước bổ nhào về phía trước mở ra miệng rộng một ngụm cắn lô đỉnh tay phải miệng hổ đại khẩu mút vào bắt đầu đứng dậy bất quá một lát nam quang gấm cáp quát quát cái bụng liền bắt đầu phồng lên bắt đầu đứng dậy cái kia lô đỉnh đen nhánh cánh tay hắc khí lại đang dần dần tiêu tán chậm rãi khôi phục bình thường màu da xem lễ trong đám người lập tức phát ra trận trận khen thán chi thanh âm cái này năm quang gấm cắp không hổ là chuyên ăn các loại độc vật kịch độc trùng, quả nhiên danh bất hư truyền. Cứ theo đà này, có lẽ chính là Quảng Dương tử người thứ nhất vì lô đỉnh giải độc xong rồi. Lúc này đây y thánh đại hội, thật đúng là các hiển thần thông, ganh đua sắc đẹp a hát. Quảng Dương tử cũng là đắc chí vừa lòng, mặt lộ mỉm cười, có chút tự đắc. Và hắc, Lăng Vân Tông quả nhiên cùng quan hệ không giống bình thường, ngay loại này quý hiếm độc trùng, đều có thể làm đến, rất tốt a hát liền vào lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng tự đối diện truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đúng vậy cung thanh dương trường chữ chân nhân. Quảng dương tử lạnh cười rộ lên, nói ra trường chữ chân nhân hiểu lầm, cái này năm quang gấm cáp, chính là là tại hạ mấy năm trước xâm nhập thần Long Uyên, hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được, cùng ngũ độc đường không có nửa phần quan hệ. Cả Kim Châu Thành, duy nhất cái này một đầu, không tin, ngươi lại để cho lấy thêm một đầu ra đến xem. Hắc hắc, trường chữ chân nhân lạnh lùng nói ra có này đầu năm quang gấm cáp xem ra quảng dương đạo hữu là ổn thao thắng khoán rồi quảng dương tử cười hắc hắc nói ra ổn thao thắng khoán không dám nói bất quá đơn tự giải độc chi đạo muốn còn hơn ta năm quang gấm cáp chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy cái này lời nói được tràn đầy tự tin quảng dương tử tìm được này đầu năm quang gấm cáp cũng có nhiều năm nhưng vẫn che giấu cũng không lấy ra thị chúng vì chính là tại đây y thánh trên đại hội đại phóng dị sắc thắng vì đánh bất ngờ lúc trước quảng dương tử sở dĩ không để ý đồng minh nghĩa khí liều mạng cùng thanh phu nhân trở mặt cũng muốn theo tiêu phàm trong tay cướp lấy cái kia tứ giai đại thành trùng vương di thuế tự là muốn dùng tại nam quang gấm cáp trên người nếu như có thể tại y thánh đại hội tổ chức trước kia lại để cho nam quang gấm cáp tiến giai lời mà nói vậy thì thật là ổn thao thắng khoán rồi lần này y thánh tôn hàm không phải hắn quảng dương tử không ai có thể hơn tung tính toán năm quang gấm cáp không có tiến dai, đó cũng là cực kỳ sắc bén giải độc năng thủ liễu tương đương. Và sao? Hừ hừ. Trường chữ chân nhân cười lạnh liên tục, bỗng nhiên ống tay áo vung lên. Vốn là ngơ ngác đứng ở trước mặt hắn cái kia tên lô đỉnh lập tức hai chân cách mặt đất, chậm rãi bay lên. Trường chữ chân nhân phân phối đến người này lô đỉnh, cũng là một nữ tử, nhìn về phía trên ước chừng chừng 30 tuổi, trung đẳng dung mạo, bất quá dáng người dị thường đầy đặn, trước sau lồi lõm, phong nhũ cặp mông, cực kỳ mê người. Lại không biết phạm tội gì, bị đánh thành tử tù, xung quân đến nơi đây làm cho người ta đương làm thử độc lô đỉnh. Hôm nay cái này đầy đặn thiếu phụ đang trổ hoa bị phong ấn toàn thân pháp lực, một không thể động đậy được, trên mặt hắc khí lượn lờ, nhất phái vẻ tuyệt vọng, lại càng có vẻ điềm đạm đáng yêu. Đầy đặn thân hình cứ như vậy lăng không treo ở giữa không chung, tay áo tung bay. Ánh mắt mọi người đều bị cái này đầy đặn thiếu phụ hấp dẫn, không biết trường chữ chân nhân có gì kinh người động tác. Ngay tại tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà chầm chầm vào đầy đặn thiếu phụ thời điểm, chỉ nghe, suy suy suy, liên tiếp liệt bạch nhẹ vang lên, đầy đặn thiếu phụ mặc trên người màu vàng nhạt quần trang bỗng nhiên nổ ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ, tựa như đầy trời hồ điệp giống nhau, tứ tán vẩy ra mở đi ra. Trong khoảng khắc, đầy đặn thiếu phụ tự trở nên không mảnh vải che thân, trước sau lồi lõm thân thể mềm mại tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới bộc lộ ra đến, rõ ràng rành mạch. Và, lập tức liên tiếp kinh hô thanh âm chấn vang lên. Trường 1027 giây sắt xa. Trường chữ chân nhân đây là muốn. Cứ việc xem lễ người phần lớn kiến thức rộng rãi, cũng vẫn bị hắn động tác này kinh trụ. Tại đây dạng thần thánh trên đại hội, không hợp thích lắm lại để cho một gã phu nhân như thế bạo lộ A. À. Tuy nói là tử tù, là lô đỉnh, mấu chốt là có chướng ngại bộ mặt bất quá đa số nguyên anh lão quái cũng còn có thể ổn được, nguyên một đám trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Bọn hắn tương tín trưởng chữ chân nhân cũng không phải phải ở chỗ này trước mặt mọi người biểu hiện ra một gã lô đỉnh thân thể. Vị này thanh dương quán thủ tịch Đại lang Trung mặc dù là nổi danh mặt lạnh lạnh tâm, đối với ai cũng sắc mặt không chút thay đổi, lại chưa từng nghe nói qua hắn có như vậy cổ quái. Làm như vậy, khẳng định có đặc thù nguyên nhân. Đang lúc mọi người kinh nghi bất định thời điểm, hít khà zz hí z hai tiếng, theo phụ nhân kia dưới mông bỗng nhiên chui ra hai cái tinh xảo đầu rắn đến. Cái này hai cái xà đều hết sức nhỏ vô cùng, chỉ có ngón út lớn nhỏ, cái đầu nhỏ thành hình tam giác hình dáng, xem xét tự ẩn chứa kịch độc. Và là cái gì? Dù là đại đa số xem lễ người đều kiến thức rộng rãi, trong lúc này, cũng là không hiểu ra sao, ào ào hướng bên cạnh ngồi người thăm hỏi. Và tuyến xà đang cùng Mã trưởng lão ngồi cùng một chỗ xem lễ thanh phu nhân, bỗng nhiên thì thào lên tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Mã trưởng lão sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói ra, thật sự là dây sắt xà. Loại này xà, hắn ở nơi nào tìm được hay sao? Thanh phu nhân lắc đầu, nói ra, không biết, ít nhất ta đã tìm loại này xà tìm vài thập niên rồi, không nghĩ tới cư nhiên bị hắn tìm được rồi. Hơn nữa dây sắt xà lớn lên lớn như vậy, ít nhất cũng nuôi mấy chục năm chỉ sợ còn tại lần trước y thánh đại hội trước kia trường chữ chân nhân cũng đã đang bí mật nuôi cái này hai cái dây sắt xà liếu tương đương chỉ có điều đó là có lẽ hay là hai cái ấu xà cho nên mới không có lấy đi ra và quả thật là dây sắt xà lời nói nhưng lại có hai cái tiêu trưởng lão thì phiền toái mã trưởng lão không khỏi hai hàng lông mày nhíu chặt sâu cho rằng lo kìm lòng không được về phía tiêu phàm nhìn lại phải nói trên đài tám gã đại lang ở bên trong dưới mắt tự tính ra tiêu phàm sở tác sở vi nhất không ngờ rồi, cơ hồ đều không người nhìn hắn. Tiêu phàm hàm số lượng rác xinh đẹp nữ lô đỉnh ngón tay, đem vài giọt máu tươi nhỏ tại một cái ngọc trong đĩa, sau đó dùng ngân châm nhẹ nhàng khơi màu một điểm, cẩn thận quan sát, lại đặt ở dưới mũi bên cạnh người nghe thấy. Vậy mà tại chăm chú nghiên cứu lô đỉnh trong máu rốt cuộc có cái đó vài loại độc tố. Tuy nhiên chọn lựa ra đến tám chủng trồng độc vật, mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở nhưng hỗn hợp cùng một chỗ, tự xa không chỉ tám chủng trồng độc vật đơn giản như vậy, độc vật tính chất chỉ sợ sớm đã đã xảy ra chất biến hóa. Tiêu phàm là ý định đem những này mới độc tố từng cái biện nhận ra, lại tiến hành giải độc sao. Tuy nhiên đây mới là chính tông nhất thủ đoạn, lại không khỏi quá mức nặng nề, xem xét tính phương diện, kém đến quá xa liễu tương đương. Hơn nữa, cái này đắc tốn hao bao nhiêu thời gian. Chính là thập hai canh giờ, muốn đem tất cả độc tố đều biện nhận ra lại điều phối chính xác giải dược. Không khỏi quá ngắn chút ít. Không ai đi chú ý tiêu phàm, tất cả mọi người gắt gao nhìn thẳng này hai cái mảnh khảnh dây sắt xa. Loại này xa hình thể thật sự quá kỳ lạ rồi, tuy nhiên loài rắn từ trước đến nay tiểu thân hình dài nhọn, nhưng tỷ lệ cũng không có như thế cách xa đích. Như vậy hai cái ngón út phẩm chất con rắn nhỏ, chiều cao nhiều nhất thì ra là một xích 0,33 mét cao nữa là hai thước. Ai ngờ cái này hai cái dây sắt xà chậm rãi theo đầy đặn nữ lô đỉnh mông bên cạnh chui đi ra, vây quanh nàng mượt mà sao sao. Một vòng một vòng, uốn lượn hướng lên, hai khỏa nho nhỏ đầu rắn đã muốn bàn chiếm hữu nàng ngạo nghễ đứng thẳng hai ngọn núi, ít nhất tại nàng bên hông tha ba vòng đã ngoài. Nhưng như cũng nhìn không tới cái đuôi. Thô thô tính toán, cái này hai cái dây sắt xà ít nhất cũng dài đạt một trượng đã ngoài. Đây cũng không phải là xà rồi, đây là hai cái dây thừng, tên kia đầy đặn nữ lô đỉnh giờ phút này cũng quên chính mình thân chúng kịch độc, cũng bất chấp tại mấy ngàn người trước mặt lỏa lồ thân thể cảm thấy thẹn, chỉ là cúi thấp đầu, nhìn qua hai cái tại trên người mình uốn lượn trên xuống con rắn nhỏ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vẻ sợ hãi, miệng há lớn, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm đến. Hai cái dây sắt xà bơi tới nữ lô đỉnh ngực, liền không hề động, đều tự chiếm cứ một cao ngất, chậm rãi đem nho nhỏ đầu ngang bắt đầu đứng dậy, há miệng ra, thật dài lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, hít khà zz hí zz có tiếng. Cái này hai cái con rắn nhỏ lưỡi rắn cũng kỳ trường vô cùng, hơn nữa không phải màu đỏ nhạt đích, cùng chúng thân thể nhan sắc đồng dạng, là màu gì xét sắc đích. Cực độ hoảng sợ, làm cho nữ lô đỉnh cái chán mồ hôi nhàn nhạt, nhạt mà hạ, toàn thân như gợn sóng run không ngừng, nếu không phải loại tình hình này thật sự đủ quỷ dị, người xem sởn hết cả gai ốc. Đơn cái này đầy đặn thiếu phụ đang trổ hoa như thế run rẩy không thôi, kỳ thật còn được sương tụng hương diễm. Và trường chữ chân nhân bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Hai cái sớm đã vận sức chờ phát động dây sắt xà, vừa nghe đến cái này thanh âm quát khẽ, đồng thời thân thể chấn động, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mãnh liệt cắn xuống dưới, một bên một cái, cắn đầy đặn nữ lô đỉnh hai điểm nụ hoa, không ngừng mút vào bắt đầu đứng dậy. Nguyên lý thượng, ngược lại cùng quảng dương tử năm quang gấm cáp là giống nhau, chỉ có điều cái này hai cái xà xuất hiện phương thức quá mức, đặc sắc lộ ra, cơ hồ lập tức tự đem mặt khác tất cả mọi người thủ đoạn đều đè ép xuống dưới, trở thành vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm. Hai cái dây sắt xà mút vào đắc mấy ngụm, vốn là nhìn về phía trên bụi bẩn thân hình dần dần trở nên quang sáng lên, phảng phất phồng lớn lên vài phần. Mà đầy đặn nữ lô đỉnh tuyết da trắng hạ một mảnh dài hẹp tăng vọt mà dậy gân xanh thượng quấn quanh lấy hắc khí, tựa hồ mất đi một chút, cứ việc mất đi đắc không phải quá rõ ràng, vẫn có thể đủ nhìn ra được và tuyến xa, người đây là dây sắt xa. Quảng Dương Tử gắt gao chầm chầm vào cái kia hai cái con rắn nhỏ, bỗng nhiên thốt ra, kêu lên. Trường chữ chân nhân liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường ý, lạnh lùng nói ra Quảng Dương đạo hiếu hiện tại mới nhận ra tới sao. Và là dây sắt xa, ngươi, làm sao ngươi tìm được hay sao? Quảng Dương Tử bất chấp trường chữ chân nhân ngôn từ bên trong mỉa mai, cấp cấp hỏi mặt khác vài tên đại lang trung thậm chí cũng đều đình chỉ động tác của mình đồng loạt mà nhìn sang thần sắc khác nhau nhưng mỗi người sắc mặt rất khó coi trường chữ chân nhân cười lạnh một tiếng nói ra cái này không cần đạo hữu quan tâm người cũng không vụng trộm tại thần long uyên tìm được rồi năm quang gấm cáp sao quảng dương từ lập tức bị đến mức nói không ra lời hắn lúc trước tìm được năm quang gấm cáp kích động trong lòng tự không cần nói cẩn thận từng ly từng tí mà giấu đi một điểm tiếng gió cũng không bộc lộ ra đi sợ bị người biết rồi vì chính là tại đây y thánh trên đại hội lớn tiếng dọa người đại phóng dị sắc ai ngờ trường chữ chân nhân rõ ràng tìm được rồi dây sắt xà hơn nữa là hai cái vốn là đắc chí vừa lòng quảng dương tử lập tức rơi vào trong hầm băng toàn thân lạnh cả người khí đầy ngực khâm bữa tiệc khách quý thượng một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng nhịn không được nữa nghiêng đầu đến hỏi ngồi ở một bên hồng thiên hồng đạo hữu cái này dây sắt xà thật sự cùng trong truyền thuyết cái kia dạng, có thể thôn phệ thiên hạ vạn độc. Hồng Thiên là bang chủ, dùng chăn nuôi các loại độc trùng nổi tiếng hậu thế, vấn đề như vậy, hướng hắn đặt câu hỏi, tất nhiên là lẽ phải. Mặt khác đẳng cấp cao tu sĩ cũng đều lộ ra chú ý thần sắc. Hồng Thiên mặt âm trầm đáp, dây sắt xà có thể thôn vệ thiên hạ vạn độc tự nhiên chỉ là nghe đồn mà thôi, trừ phi là linh lung thú mới có như vậy năng lực. Bất quá chỉ cần không phải. Người trong chết ngay lập tức vật kịch độc, dây sắt xà xác thực là có thể thôn phệ đích, từ trước đến nay chính là giải độc năng thủ. Bất quá loại này xà thân mình cũng là kịch độc vô cùng, rất khó bắt. Tại chúng ta Hoắc Sơn quốc còn chưa từng nghe nói qua có dây sắt xà qua lại. Nhưng không biết trường chữ chân nhân cái này hai cái dây sắt xà rốt cuộc là ở đâu lấy tới đích, dưỡng lâu như vậy, cũng thật sự là tốt tính nhẫn nại. Nhìn ra được, Hồng Thiên tâm tình không thật là tốt. Từ tiêu phàm chữa cho tốt phú văn rộng thiên diệp độc về sau, hồng thiên tựu đối với tiêu phàm đầy cõi lòng tin tưởng, ai ngờ đến trên đại hội lại lầm to, vốn là cái kia họ long tu sĩ lấy ra cư phong thú nội đan, ngay sau đó quảng dương tử thả ra năm quang gấm cáp, trường chữ chân nhân ác hơn, trực tiếp thả ra hai cái dây sắt xà. Một cái so một cái gây chú ý ánh mắt địch nhân. Cái kia hậu kỳ đại tu sĩ nhìn một cái đang tại đâu vào đấy phân biệt rõ độc huyết tiêu phàm, mỉm cười nói, hồng đạo hiểu, ta lại là cảm thấy, quý bang tiêu đạo hữu dưới mắt cách làm mới được là chính đồ. Thân là bác sĩ, đại phu, nên thức độc giải độc, đây mới là tốt lang chung. Một mặt dựa vào linh trùng kỳ thú giải độc, sợ là không tính nhà mình bổn sự. Lời vừa nói ra, lập tức liền có mấy người phụ họa theo đuôi, trong đó tự nhiên kể cả Vũ Văn Chu. Hồng Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu. Lý là cái này lý, nhưng y thánh đại hội quy củ, nhưng lại chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình ai trước hết nhất cho lô đỉnh giải độc, người đó là y thánh. Mặc kệ người dùng là phương pháp gì, cho dù tiêu phàm danh tiếng lại dai, muốn không có được y thánh danh hiệu, tại Kim Châu Thành y giới, đã nói không tính. Chỉ có y thánh, tại y giới thuyết lời nói mới được là một lời cửu đỉnh, rất nhiều quy tắc, đều do y thánh đến định đích. Mà chút ít quy tắc một khi định ra đến, quản chi tiêu phàm lại bổn sự thông thiên, cũng phải tuần hoàn. Trong lúc này khác nhau, đúng vậy rất lớn. Mặc dù nói, còn có một vị lão y thánh, có thể nói chuyện giữ lời, đan tê sán đã muốn bên ngoài xuất phân bơi, tìm kiếm tối tâm chung cái kia một tia tiến dai cơ duyên đi. Trên đài cao, Quảng Dương tử tức giận không thôi, ánh mắt ở giữa sân vung mạnh, liền là nắm chặt nghiêm trang tại làm, nghiên cứu, tiêu phàm, kỳ quái nói cũng thật là quái rồi, lang chung, rõ ràng không biết dùng linh trùng giải độc. Thật không biết cái này trưởng lão, là như thế nào đương làm đích thật cũng không quái quảng dương tử như vậy kỳ quái xem lễ người bên trong có không ít người đều có đồng dạng cách nghĩ nuôi dưỡng linh trùng chẳng lẽ không phải ngũ độc đường năng khiếu sao như thế nào cung thanh dương cùng lăng vân tông thủ tịch đại lang trung đô lấy ra kỳ trùng quái xà đại khẩu hấp thu độc huyết trăm hùng đường thủ tịch cũng tại vùi đầu làm nghiên cứu cái này không được đầy đủ phản đến sao tiêu phàm cũng không ngẩng đầu lên chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói ra mỗi người giải độc phương thức đều không giống nhau Quảng Dương đạo hữu nguyện ý dùng linh trùng giải độc, đó là ngươi sự tình. Về phần tiêu mộ ưa thích dùng cái dạng gì phương pháp, thì phải là chuyện của ta rồi, cũng không lao đạo hữu hao tâm tổn trí. Hơn nữa thân là lang trung, chính mình thức độc giải độc, mới được là lẽ phải. Đơn thuần dựa vào kỳ trùng dị thú đến giải độc, chỉ sợ cũng không phải như vậy bảo hiểm, chưa hẳn có thể đem bệnh trong cơ thể con người độc tố tất cả đều sắp xếp sạch sẽ. Và sao, chiếu nói như vậy, tiêu đạo hữu là có 10 phần nắm chắc, đem chúng ta đều đánh bại. Quảng Dương tử cười lạnh nói. Trường chữ chân nhân cũng dương mắt ra, ánh mắt như lạnh điện loại quét tới. Và thua ai thắng, cũng nên đợi cuối cùng nhất kết quả đi ra, mới có thể năng lực thấy rõ ràng. Đạo hữu cần gì phải nóng vội. Tiêu phàm ngữ khí như trước nhàn nhạt đích, vẫn đang ngay nhìn cũng không nhìn Quảng Dương tử liếc. Trường 1028 thẹn quá hóa giận. Và trưởng lão, ngũ độc đường sẽ không có vì tiêu trưởng lão làm một điểm chuẩn bị sao. Mắt thấy hai cái dây sắt xà đang tại từng ngụm từng ngụm thôn vệ độc huyết, cái kia đầy đặn thiếu phụ qua rồi lúc ban đầu hoảng sợ kỳ, dần dần bắt đầu thích ứng, trên mặt vậy mà lộ ra có chút thư thích thần sắc, tuyết trắng thân thể thượng một mảnh dài hẹp tăng vọt huyết mạch, cũng dần dần bình phục xuống dưới, mã trưởng lão sắc mặt càng thêm nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy, nhịn không được hướng bên người thanh phu nhân hỏi. Thanh phu nhân cười nhạt một tiếng, nói ra há có thể một điểm cũng không có chuẩn bị. đang khi nói chuyện, tiêu phàm ống tay áo run lên, hai cái dài mảnh hình hộp ngọc di động hiện ra, mở ra chỉ thấy từng hộp ngọc chia làm sáu cách, mỗi cách bên trong đều nằm sắp lấy một móng tay đại chi chu. những này chi chu cùng bình thường chi chu khác nhau rất lớn. đầu tiên chính là nhan sắc bất đồng, giống nhau chi chu không phải màu đen chính là màu xám, tóm lại xám không chứa thu đích, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi cái này trong hộp ngọc chi chu, lại trắng noãn như ngọc, thậm chí là hơi mờ đích, trong thân thể khí quan đều có thể thấy rõ ràng. Nếu như không phải những này khí quan tại chậm rãi nhúc nhích, thực cũng bị người trở thành tinh công tạo hình tác phẩm nghệ thuật liễu tương đương. Và ngọc nhện, người chừng nào thì đào tạo ra cái này rất nhiều bạch ngọc nhện đến rồi. Rất xa chứng kiến những này chi chu, mã trưởng lão không khỏi kinh ngạc nói ra. Thanh phu nhân nói nói, từ tiêu trưởng lão vừa tiếp xúc với trưởng trăm hùng đường, ngũ, Độc đường cứ dựa theo yêu cầu của hắn tại đại quy mô bồi dưỡng bạch ngọc nhện liếu tương đương, và không phải hắn đã sớm tại vì hôm nay làm chuẩn bị. Mã trưởng lão thần sắc càng thêm kinh ngạc, bởi vì này trùng trồng nhìn về phía trên cực kỳ tinh xảo xinh đẹp bạch ngọc chi chu là tối trọng yếu nhất tác dụng chính là thuốc thí nghiệm. Các loại dược vật tiến vào bạch ngọc nhện trong cơ thể về sau tình hình có thể thấy nhất thanh nhị sở, nhưng bạch ngọc nhện đào tạo lại độ khó thật lớn cần hao phí đại lượng quý hiếm linh dược, còn muốn dùng mặt khác quý hiếm linh trùng là thức ăn. Mới có thể năng lực đào tạo đi ra, tác dụng không lớn, hao phí lại đại. Trên cơ bản không có gì y quán cùng lang trung hội dùng bạch ngọc nhện tới thử dược thử độc rồi, không có lợi nhất. Bọn hắn tình nguyện dùng mặt khác tiện nghi nhiều lắm linh trùng linh thú đến thay thế, tuy nhiên hiệu quả có lẽ xa xa không bằng bạch ngọc nhện, lại thắng tại tiện nghi cũng duy chỉ có ngũ độc đường mới như vậy tài đại khí thô tiền nhiều như nước, có thể duy nhất một lần đào tạo ra cái này rất nhiều thành thuộc thể bạch ngọc nhện đến. Thanh phu nhân lạnh nhạt nói ra, trường ninh đạo nhân bọn hắn đều vì một ngày này chuẩn bị vài thập niên, tiêu trưởng lão chuẩn bị mấy tháng, chẳng lẽ không nên vậy sao? Mã trưởng lão cười nói, đương nhiên nên vậy, chính là sợ thời gian thượng không kịp. Và muốn xem tiêu trưởng lão liễu tương đương. Thanh phu nhân nói đạo, ngược lại đối với tiêu phàm tràn ngập tin tưởng, và ngọc nhẹ hắc hắc, thật lớn thủ bút, Quảng Dương Tử lại kỳ quái nói. Thân là Lăng Vân các thủ tịch Đại lang ở bên trong, Quảng Dương Tử đương nhiên biết rõ, tiêu phàm hiện tại dùng phương thức mới được là chính đạo, chỉ có điều tình hình dưới mắt, lại không phải do từ từ sẽ đến. Như vậy tám trùng trồng độc dược cùng một chỗ, có trời mới biết sẽ biến thành cái dạng gì độc vật. Lấy việc đều phải biết rằng quyền biến, tử thủ tại dưới một thân cây treo cổ, đó mới là ngu xuẩn. Cái này họ tiêu hậu sinh, nhìn về phía trên không giống như là ngu như thế đần ra hỏa. Sao sẽ như thế cố chấp? Chẳng lẽ hắn biết rõ thủ thắng vô vọng, cố ý bày ra như vậy cái tư thái đến, vì chính mình khả năng thất bại làm che giấu. Loại khả năng này tính cũng không phải là không có, nhưng lại rất cao. Tiêu phàm không để ý tới hắn, chỉ là đem một giọt độc giọt máu vào đến con thứ nhất Bạch Ngọc Chi Chu trong miệng. Bạch Ngọc nhện nội tạng lập tức nguyễn động, rất nhanh, trắng noãn trên thân thể liền hiện ra từng đạo hắc tuyến. Hắc trung mang theo tím, tiêu phàm có chút vuốt cằm. Lập tức lấy ra vài loại giải độc linh dược, hiện trường phối trí ra một loại nước thuốc đến. Uy cái kia bạch ngọc nhện ăn vào. Ngay từ đầu, bạch ngọc nhện trên người hắc tuyến quả thật có chỗ mất đi, giải dược tựa hồ hữu hiệu. Đang lúc tiêu phàm chuẩn bị tăng lớn dược lượng thời điểm, bạch ngọc nhện lại bỗng nhiên kịch liệt dẫy ruộng bắt đầu đứng dậy, màu đen độc khí lập tức bao trùm toàn thân của nó, trong chốc lát liền bụng chỉ lên trời, không có khí tức. Bạch Ngọc nhện giấy dụa thời điểm, tiêu phàm không có bất kỳ động tác, chỉ là đáy mắt lục mang lóng lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn, đem Bạch Ngọc nhện trong cơ thể biến hóa tình hình, đều thấy thanh thanh sở sở, sau đó sở lên cái cằm, lâm vào trong trầm tư. Liền vào lúc này, Quảng Dương từ cái kia năm màu gấm cắp lại là, oa, một thanh âm vang lên sáng kêu to, buông lỏng ra lô đỉnh miệng hổ, mở ra miệng rộng, phun ra một đại cổ máu đen, vốn là căng phồng lên cái bụng, lại quát dưới đi. Lại nhìn cái kia lô đỉnh, cứ việc khí tức yếu ớt chút ít, trên cánh tay hắc khí lại mất đi đến khuỷu tay bộ vị. Trong thời gian thật ngắn, năm quang gấm cáp tựu thanh trừ đi cái này rất nhiều độc tố, vệ độc danh tiếng, quả nhiên không uổng. Bất quá năm màu gấm cáp nhổ ra cái này một đống lớn độc huyết chi hậu, nghỉ tạm một lát, mới tại Quảng Dương tử dưới sự thúc dục lần nữa cắn lô đỉnh tay kia miệng hổ tiếp tục đại khẩu mút vào bắt đầu đứng dậy mà chết tử cắn đầy đặn nữ lô đỉnh hai ngọn núi hai cái dây sắt xà không có chút nào nhả ra ý tứ chỉ là dài nhỏ thân hình tựa hồ phòng lớn lên vài phần đầy đạn nữ lô đỉnh thần sắc càng thêm dễ dàng vài phần dùng cái này hai cái dây sắt xà hình thể đến xem chúng hoàn toàn có thể một hơi đem đầy đặn nữ lô đỉnh trong máu độc tố toàn bộ hấp thu hầu như không còn không cần trên đường tiếp sức Tiêu phạm đối với cái này chẳng quan tâm, cẩn thận đem thứ hai giọt độc giọt máu vào thứ hai bạch ngọc nhiện trong miệng, tiếp tục hắn biện độc thí nghiệm, tựa hồ ngoại giới phát sinh hết thảy, đều cùng hắn không có vấn đề gì. Thời gian tự một chút như vậy một giọt mà trôi qua. Bỗng nhiên hai canh giờ đi qua. Cũng may hôm nay đến đây xem lễ đích, đều đều là tu chân chi sĩ, ngày bình thường ngồi xuống điều tức, bế quan tu luyện sớm đã thành thói quen đích, kiên nhẫn tôi luyện e rằng so với tốt nếu là phổ người bình thường chỉ sợ sớm đã ngáp mấy ngày liền ngủ đảo một mảng lớn liễu tương đương quảng dương từ năm quang gấm cáp đã là lần thứ tư tiếp sức liên tiếp nhổ ra tứ đại khẩu độc huyết nhìn lô đỉnh toàn thân hắc khí mất đi không ít nhưng sắc mặt lại tái nhợt dị thường năm quang gấm cáp vì hắn hấp thu độc tố đồng thời hắn không chút máu cũng là rất nhiều cứ theo đà này chỉ sợ đợi năm quang gấm cáp đem trong cơ thể hắn độc vật đều hút hết thời điểm trong cơ thể hắn máu huyết cũng sói mòn đắc không sai biệt lắm bất quá y thánh đại hội quy tắc chính là như vậy đích chỉ cần tại lô đỉnh tử vong trước kia triệt để loại trừ trong cơ thể độc tố cho dù chiến thắng về phần sau một khác cái này lô đỉnh liền ô hô ai tai nhưng lại không hề liên quan dù sao cũng là chút hít tử tù đã sớm đáng chết liễu tương đương quảng dương tử cũng không có nhàn rỗi đang tại điều chế giải độc nước thuốc xem ra hắn cũng biết đơn thuần dựa vào năm quang gấm cát là rất khó tại thời gian ngắn đem lô đỉnh trong cơ thể độc tố hoàn toàn trừ tận gốc. Phải có mặt khác phụ trợ thủ đoạn đem kết hợp mới được. Nếu không, người khác không nói. Trường chữ chân nhân cái kia hai cái dây sắt xà tụ tuyệt không phải của hắn năm quang gấm cáp có thể so với mà vượt đích. Nhìn trường chữ chân nhân cái kia dù bận vẫn ung dung thần thái, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định tái phối được cái gì thuốc giải độc vật, đối với hai cái dây sắt lưỡi rắn tâm tràn đầy từ trước mắt tiến độ đến xem, cũng là hắn chiếm cứ toàn diện ưu thế. Cái kia đầy đặn nữ lô đỉnh sao sao, càng ngày càng là trắng nõn trơn bóng, làn da phía trên, dần dần có sáng bóng. Nếu như không phải bên ngoài thân hạ một mảnh dài hẹp mạch máu còn có chút phồng lên phát xanh, mọi người cơ hồ muốn cho rằng nữ nhân này độc tố đã muốn toàn bộ loại trừ, khỏi hẳn như lúc ban đầu liếu tương đương. Một ít tuổi trẻ cấp thấp nam xây đã sớm thích ứng cái kia hai cái dây sắt xà quấn quanh tại trên người nàng cổ quái bộ dáng, trong mắt chỉ có cô gái này lô đỉnh đầy đặn thân thể mềm mại, rõ ràng rành mạch sao sao, nguyên một đám thấy hai mắt đăm đăm, sớm đã đem cái này y thánh đại hội ước nguyện ban đầu ném ra. Đến trời cao vân ngoại, trường chữ chân nhân sau này tựa ở ghế bành trong, ánh mắt tại cái khác vài tên đại lang chung trên mặt từng cái đảo qua, nâng chung trà lên uống một ngụm, nhẹ nhàng thư một hơi, có vẻ cực kỳ thư giãn thích ý. Tiêu Phàm đã muốn thí nghiệm đến thứ bảy Bạch Ngọc Nhện. Cái này Bạch Ngọc Nhện cũng không có tượng phía trước sáu đồng dạng. Không bao lâu tựu bụng chỉ lên trời, bị chết sao sao đích, mà là đang trong hộp ngọc không ngừng dẫy ruộng. Trong cơ thể hắc khí cùng lục dịch lần này tiêu so sánh. Không ngừng tranh đấu, cái kia hắc khí tự nhiên là độc huyết, mà lục dịch thì là tiêu phàm lần thứ bảy phối tốt giải dược. Trải qua phía trước sáu lần thử đi thử lại nghiệp, tiêu phàm đã muốn phân biệt rõ ra tám chủng trồng bất đồng độc tố, lúc này đây muốn giải chính là thứ chín chủng trồng độc tố nhìn cái này tình hình hẳn là đại có hy vọng mà cái kia nốt ruồi xinh đẹp nữ tử lại sớm đã tuyệt vọng toàn thân hắc khí lượn lờ ngay vốn là xinh đẹp trắng nõn gò má cũng trở nên đen nhánh đích từng sợi hắc khí chính hướng hắn mũi tử hòa trong miệng chui vào hai mắt lồi ra tan giả vô thần nếu không phải có hộ tâm đan bảo vệ chú ý mạch chỉ sợ sớm đã khí tuyệt bỏ mình và có lần này lý Liền vào lúc này, một tiếng gầm lên tại Tiêu Phàm bên người vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tên kia Đại Lang Trung trước mặt Lô Đỉnh, toàn thân run rẩy, từng ngụm từng ngụm máu đen chính ra bên ngoài bốc lên, hai mắt trắng dã, gần chết, một bộ tùy thời đều khí tuyệt bị mất mạng bộ dạng. Vị này hơn 40 tuổi nguyên anh tu sĩ cũng là bảy đại tông môn thủ tịch Đại Lang Trung một trong, không lâu vừa mới cho mình Lô Đỉnh phục một khỏa giải độc đan dược, vốn là đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện ai ngờ sau một lát cái này lô đỉnh tự biến thành bộ dáng như vậy. Cũng không biết giải độc đan dược tại lô đỉnh trong cơ thể xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, nhìn cái dạng này, chỉ sợ ngay hộ tâm đan đều có lẽ nhất tâm mạch của hắn liễu tương đương. Người này đại lang trung luống cuốn tay chân, liên tiếp đem mấy đạo chân nguyên pháp quyết đánh vào đến lô đỉnh trong cơ thể, nhưng lại không hề có tác dụng, cái kia lô đỉnh trong miệng máu đen không dứt tuôn ra, đã muốn hơi thở mong manh. Và sổ sách gì đó, đi chết đi vị này đại lang trung không khỏi thẹn quá hóa giận, tay giơ lên, một trưởng đánh ra. Nguyên anh tu sĩ nén giận ra tay, cái kia là bực nào uy năng. Chỉ nghe, phanh, mà nhất thanh muộn hưởng, tên kia lô đỉnh toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, không rên một tiếng, đổ trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Đại lang trung ống tay áo phất một cái, dưới chân độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng bổn môn chỗ xem lễ đài bay đi, cũng không quay đầu lại, dĩ nhiên cũng làm lần này thối lui ra khỏi trận đấu dù sao hắn lô đỉnh muốn không kiên trì nổi, cùng với đến lúc đó bị ép rời khỏi trận đấu, còn không bằng chính mình một trường đập chết, dùng tiết trong nội tâm phiền muộn. lần này làm cho người bất ngờ, không khỏi dẫn phát rồi một hồi kinh hô hồ thanh âm. bất quá lập tức liền có chấp sự đệ tử tiến lên, đem cái kia lô đỉnh thi thể thu xuống dưới. nguyên vốn đã thấp cúi thấp đầu, một lòng chờ chết nốt rồi xinh đẹp nữ tử bị cái này huyết tinh một màn đánh thức, toàn thân chấn động trong mắt lộ ra cực độ hoảng sợ cùng cực độ tuyệt vọng thần sắc, nhìn qua tiêu phàm, bờ môi mấp máy, thấp giọng cầu khẩn nói tiền bối, người tựu đáng thương đáng thương tiểu nữ tử, cho ta thống khoái A, à, ta thật sự là chịu không được loại này dày vò liễu tương đương. Dù sao là tử, người một trưởng giết ta, ta tại âm phủ địa phủ cũng cảm động và nhớ nhung người đại ân đại đức. Quảng dương tử vừa nghe, lập tức lại phát ra âm dương quái khí tiếng cười, tràn đầy trào phúng khinh thường ý. Và đạo Hữu người ta đều van ngươi, ngươi tựu đơn giản làm người tốt a, à, hắc hắc, hắc hắc hắc. Chương 1029 Y Thánh Thượng. Tiêu Phàm liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, nói ra, Quảng Dương đạo hiếu, người muốn tự giác không là đối thủ, nhận thua chính là. Ngươi không được, không có nghĩa là lấy người khác đều không được. Và nói cái gì? Quảng Dương tử lập tức trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ và nói ai mà không đối thủ. Tiêu phàm thần sắc càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhàn nhạt, nhạt nói ra, Quảng Dương đạo hiếu, hôm nay ở chỗ này, là muốn thuộc hạ thấy thực trương đích, chưa hẳn ngươi nói nhiều mấy câu có thể thắng trận đấu. Ngươi chỉ cần thắng, mọi người tự nhiên tôn ngươi một tiếng y thánh, nếu không thắng được, nói nhiều hơn nữa lời nói lại có làm được cái gì. Dưới đài bộc phát ra một hồi cười vang thanh âm, không ít người đều thân thủ chỉ trỏ, nghị luận ào ào, rõ ràng mang theo ý trào phúng và Quảng Dương Tử lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Tiêu phàm lời này rất lợi hại, lập tức liền đem hắn ép buộc đắc xuống đài không được. Mấu chốt là hắn cho dù có nắm chắc có thể thắng tiêu phàm, cũng chưa chắc có nắm chắc có thể thắng trường chữ chân nhân. Chỉ cần hắn không có thể đoạt được cái này y thánh danh xưng tiêu phàm nói lời sẽ không tính toán sai. Liền vào lúc này, thứ bảy bạch ngọc nhện rốt cục ngăn cản không nổi độc dược, tám cái lông sù chân dài một hồi nắm, Bắt loạn loạn hoa, lập tức cương ở nơi nào, không có khí tức. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Quảng dương tử lập tức lại cười lạnh liên tục, bất âm bất dương nói, tiêu lang ở bên trong, chúng ta cũng không cần quản người bên ngoài như thế nào, tự hai ta nhất quyết cao thấp như thế nào. Hắn có năm quang gấm cắp nơi tay, giải độc là tất nhiên đích, chỉ là tốc độ không nhất định theo kịp trường chữ chân nhân hai cái dây sắt xà. Nhưng tiêu phàm như vậy đồng dạng dạng thử độc giải độc lại cực kỳ hao phí thời gian, cũng không biết hộ tâm đan thập hai canh giờ dược hiệu đi qua về sau. Có thể hay không chế biến ra chính xác giải dược. Ai kêu người này lúc trước mình lựa chọn kim trúc quả loại độc chất này dược. Hôm nay tám chủng trồng độc vật hỗn hợp cùng một chỗ, bởi vì kim trúc quả tác dụng. Cũng không biết biến thành mấy chục chủng trồng bất đồng độc vật. Từng cái đi thử độc giải độc, hạng phiền toái. Cái này kêu là tự gây nhiệt không thể sống. Dưới đài nghị luận kiết nhiên nhi chỉ, ánh mắt mọi người đều thẳng quét tới. Quảng Dương Tử thoại ngữ tuy nhiên cũng không vang dội, nhưng ở sân tuyệt đại đa số xem lễ người cũng nghe được liễu tương đương. Người tu chân vốn là tai thính mắt tinh, hơn xa thường nhân. Bữa tiệc khách quý thượng, bảy đại tông môn mấy vị người chủ trì hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra không vui vẻ. Chuyện như vậy, trước kia thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Bảy đại tông môn lẫn nhau trong lúc đó là có không ít mâu thuẫn, nhưng nhất trí đối ngoại đây là khẳng định đích không có cái này đại tiền đề, Kim Châu thành cái này hương bánh trái. Sớm cũng không biết bị bao nhiêu đại tông môn ngạnh xanh xanh chui vào liễu tương đương. Ngay nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều không có bảy đại tông môn, qua nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì còn một mực chiếm cứ lấy cái này siêu cấp tụ bảo bồn. Hôm nay Quảng Dương Tử cũng tại Y Thánh trên đại hội công nhiên hướng trăm hùng đường thủ tịch Đại lang Trung khiêu chiến. Bởi như vậy, mặc kệ thắng bại như thế nào, cùng Lăng Vân Tông trong lúc đó, là lại cũng khó có thể giống như trước đây thân mật khăng khít dấu lớn cần biết dưới mắt cùng lăng vân tông nhưng là đồng minh quan hệ chỉ có điều y thánh đại hội quy tắc chính là như vậy trận đấu một khi bắt đầu mặt khác bất luận kẻ nào cũng không đắc nhúng tay trên đài đại lang trung đám bọn họ có tuyệt đối quyền tự chủ ánh mắt của mọi người đều rơi vào tiêu phàm trên mặt mà lại xem vị này tuổi trẻ trăm hùng đường thủ tịch đại lang ở bên trong rốt cuộc như thế nào ứng đối cái này trước mặt mọi người khiêu chiến. Tiêu phàm nhẹ khẽ nở nụ cười, nói ra tốt. Dưới đài lập tức ồn ào. Cái này hậu sinh vậy mà thật sự ứng thừa ra rồi. Thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh A hát. Nhâm ai nấy đều thấy được đến, hắn loại này từng cái thử độc giải độc phương thức. Thật sự là không có có nhiều đại khả có thể chiến thắng Quảng Dương tử năm quang gấm cáp, huống chi, Quảng Dương tử thân mình cũng là lăng vân các thủ tịch. Tinh thông y đạo, có rất nhiều mặt khác giải độc thủ đoạn như vậy tỷ thí ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay ngay quảng dương tử mình cũng không nghĩ tới tiêu phàm hội đáp ứng vốn chỉ là muốn ép buộc tiểu tử này thoáng một tí lại để cho trên mặt hắn không ánh sáng rõ ràng dám đáp ứng và tốt rất tốt a -Hát. thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên tiêu đạo hiếu có đảm lượng bần đạo bội phục nếu là đánh cuộc nên có chút tặng thưởng như vậy đi nếu như ta thua từ nay về sau, Lăng Vân Các suy trăm hùng đường như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như tiêu đạo hữu không nghĩ qua là thua, lại đương làm như thế nào? Quảng Dương tử cười tùm tìm nói. Tiêu phàm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, bình tĩnh nói, nếu như tại hạ thua, cái kia trăm hùng đường tựu lin Vân Các như thiên lôi sai đâu đánh đó, như thế nào? Và chính là chỗ này nói gì định rồi. Quảng Dương tử nhẹ nhàng vô án vài, giải quyết dứt khoát một mực nhanh liền nghiêm mặt Hồng Thiên cùng Lăng Vân Tông Tông Chủ, đều âm thầm thở phào một cái. Quảng Dương Tử tuy nhiên lòng dạ hẹp hòi, diện mạo không rộng, thân là Lăng Vân Tông trưởng lão, đúng là vẫn còn thức thân thể to lớn minh đại cục đích. Như vậy đánh cuộc, như vậy tặng thưởng thắng bại chỉ cùng trăm hùng đường Lăng Vân các tương quan, thậm chí chỉ cùng Quảng Dương Tử hòa tiêu phàm hai người tương quan, người nào thắng ai tự hãnh diện, lại không đến mức ảnh hưởng đến cùng Lăng Vân Tông ở giữa minh ước. Cuối cùng, cái này đều chỉ có thể coi là là hắn cùng tiêu phàm ở giữa ân oán cá nhân. Vừa cùng tiêu phàm định ra đánh cuộc tặng thưởng, Quảng Dương Tử không khỏi tinh thần đại chấn, lúc này run lên ống tay áo, bay ra vô số bình bình lọ lọ cùng hơn 10 cái hộp ngọc, có trong hồ sơ vài thượng xếp thành một hàng, từ đó lấy ra không ít linh thảo linh dược, bắt đầu điều phối giải dược. Quả nhiên là ý định hai bút cùng vẽ, nhanh hơn bài độc tiến độ. Tiêu phàm lại vẫn là bất tử bất tật, dù bận vẫn ung dung, chậm rãi vì thứ tám bạch ngọc nhện uy hạ độc huyết, lại vì hắn phục thuốc giải độc vật, cẩn thận quan sát đến bạch ngọc nhện trong cơ thể các loại biến hóa. Đối với Quảng Dương Tử Hòa Tiêu Phàm ở giữa đánh cuộc, trường chữ chân nhân nhìn về phía trên là thờ ơ lạnh nhạt, chẳng quan tâm, thực sự bắt đầu điều phối mới giải dược. Theo trước mắt tình hình đến xem, trên cơ bản hắn là ổn thao thắng khoán rồi, bất quá vạn nhất Quảng Dương Tử còn có cái gì ẩn giấu bổn sự không có lấy đi ra, thời khắc mấu chốt điều phối ra lợi hại thuốc giải độc, Chẳng phải là hội đánh hắn trở tay không kịp. Nếu thật là như vậy bị đoạt đi đến tay y thánh vòng Nguyệt Quế, trường chữ chân nhân làm không tốt hội tức giận đến thổ huyết. Trên đài hào khí, tại trong lúc lơ đáng tự trở nên khẩn trương lên. Thậm chí ngay tiêu phàm đều bỗng nhiên có không tưởng được động tác. Ống tay áo run lên, kình phong như đao. Xinh đẹp nữ lô đỉnh hung y lập tức đã bị cái này kình phong cắt, lộ ra ngực ống ánh trắng nõn ra thịt cùng trói mắt cao ngất không ít người lại mở to hai mắt nhìn. Vị này tuổi trẻ thủ tịch Đại lang Trung muốn làm gì? Chỉ thấy tiêu phàm cũng chỉ đi phía trước nhẹ nhàng vẽ một cái, nữ lô đỉnh nhũ gốc vị vỡ ra một đạo miệng máu. Vài giọt máu tươi từ đó vẩy ra ra, tiêu phàm lập tức dùng một cái bình ngọc tiếp được cái này vài giọt máu tươi. Đặt ở chóp mũi người vài cái, có chút vuốt cằm. Liền đem cái này vài giọt máu tươi cùng lúc trước độc huyết cuối cùng một chỗ, đút cho thứ chín bạch ngọc nhện nuốt vào thời gian tại chút bất chi bất giác trôi qua, lại là hai canh giờ đi qua. Quảng Dương Tử đã muốn điều phối ra thuốc giải độc nước, cho Lô Đỉnh ăn dưới đi. Cái này thuốc giải độc nước quả nhiên hữu hiệu, năm quang gấm cáp hấp thu độc huyết tốc độ rõ ràng nhanh hơn, mà cái kia Lô Đỉnh khí sắc, lại càng ngày càng lại yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầy mặt và đầu cổ đều là to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Nhìn cái này tư thế, cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, kiên trì không được bao lâu hiện tại tiểu xem là năm quang gấm cáp trước hấp tính trên người hắn độc tố, hay là hắn không kiên trì nổi trước đi đời nhà ma. Bất quá xem quảng dương tử cái kia chắc chắn thần sắc, tựa hồ đã tính trước, tại năm quang gấm cáp không có hút sạch nọc độc trước kia, cái này lô đỉnh vô luận như thế nào đều giữ lại một hơi tại. Thân là lăng vân các thủ tịch, điểm ấy nắm chắc vẫn phải có. Tiêu phàm bên kia cũng đã độc chết người một bạch ngọc nhện, cuối cùng một bạch ngọc nhện. Cũng đã nuốt hạ độc huyết, tiêu phàm đang tại điều phối mới giải dược, vẫn đang có lẽ hay là như vậy đâu vào đấy, không có chút nào lo nghĩ gấp gáp ý. Mắt thấy năm quang gấm cáp nhanh hơn hấp thụ độc huyết tiến độ. Trường chữ chân nhân sắc mặt trầm xuống, tay trái niết quyết, miệng lẩm bẩm Tay phải nam ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết trực tiếp đánh vào đến hai cái dây sắt xà trong cơ thể. Hai cái dây sắt xà phảng phất nhận lấy thật lớn kích thích. Dài nhỏ thân hình nhịn không được vặn vẹo bắt đầu đứng dậy, Cắn đầy đặn nữ lô đỉnh nụ hoa xà mút gấp gáp co rúm. Một cổ nọc độc không ngừng mút ra, thật dài thân rắn dần dần phồng lên bắt đầu đứng dậy. Đầy đặn nữ lô đỉnh khí sắc, lại càng thêm hồng nhuận phơn phớt bắt đầu đứng dậy, trên mặt thậm chí còn lộ ra thư thái dáng tươi cười. "Và đạo hữu, còn không có điều phối ra dùng chung giải dược sao?" Quảng Dương Tử nhìn qua Tiêu Phàm, cười lạnh nói, nhìn có chút hả hê thần sắc, vô luận như thế nào đều giấu không lấn át được và kinh trải qua, điều phối đi ra. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại nhàn nhạt, nhạt mà nói ra một câu như vậy lời nói. "Và sao?" Quảng Dương Tử chấn động, vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Chỉ thấy cuối cùng một bạch ngọc nhện trong cơ thể đen nhánh độc huyết đã muốn biến thành màu đỏ tươi, tại bạch ngọc nhện trong suốt tạng phủ bên trong, thấy nhất thanh nhị sở. "Và làm sao có thể?" Quảng Dương Tử không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Phàm cũng không để ý đến hắn, tay trái thực trung hai chỉ đi phía trước một điểm, một đạo kình phong bắn ra, cái kia mặt mũi tràn đầy cho tàn sắc xinh đẹp nữ lô đỉnh kìm lòng không được mà há miệng ra, Tiêu Phàm tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một quả đậu tầm lớn nhỏ màu đỏ tươi đan dược bắn thẳng đến ra, trực tiếp rơi vào rồi xinh đẹp nữ lô đỉnh trong miệng, sùng sục một tiếng, nuốt xuống. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Chỉ thấy một lát trong lúc đó, nữ kia lô đỉnh trên mặt hắc khí liền bắt đầu mất đi, hơn nữa mất đi tốc độ dần dần nhanh hơn, hiển nhiên chỉ cần một thời ba khắc, nữ lô đỉnh mặt mũi tràn đầy hắc khí liền đem cởi tận. Dưới đài lập tức một mảnh kinh thán chi thanh âm. Quảng Dương Tử vẫn còn đần ra, bên kia mái hiên trường chữ chân nhân mắt thấy tình hình không đúng, lại lập tức phục hồi tinh thần lại, khẽ quát một tiếng, hai tay nhất quyết, đồng thời về phía trước điểm ra. Vốn là mặt mang dáng tươi cười đầy đặn nữ lô đỉnh lập tức mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ, đã muốn mất đi xuống dưới toàn thân mạch máu lại một lần nữa tăng vọt bắt đầu đứng dậy, tại da thịt trắng noãn hạ lộ ra một mảnh dài hẹp gân xanh, không ngừng nhảy lên, tựa hồ tùy thời đều bạo liệt ra đến. Hai cái dây sắt xà cũng bỗng nhiên buông lỏng ra miệng, nhìn về phía du động, trong khoảnh khắc đi vào đầy đặn nữ lô đỉnh đầu vai, đều tự mở ra nhiễm một chút điểm máu tươi xà mút, mãnh liệt cắn đầy đặn nữ lô đỉnh chỗ cổ đại mạch máu, từng ngụm từng ngụm mút vào bắt đầu đứng dậy. Bất quá một lát trong lúc đó, hai cái dây sắt xà màu dỉ xét sắc làn da tựu trở nên mặt một bà tỏa sáng, thân hình cũng phồng lớn lên một vòng. Đầy đặn nữ lô đỉnh hồng nhuận phơn phớt sắc mặt, đảo mắt trở nên thương trắng như tờ giấy, điểm một chút đổ mồ hôi dỉ ra. Chỉ nghe, xoạch, trong tiếng, hai cái dây sắt xà đồng thời buông ra miệng, lưỡi rắn, hít kha z hí z, mà phun ra nuốt vào không thôi. Và giải độc xong, liền vào lúc này, Tiêu Phàm cùng trường chữ chân nhân thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Chương 1030 Y Thánh hạ. Dưới đài lại vang lên tiếng kinh hô một mảnh. Đây cũng là trước nay chưa có tình huống, Dĩ Vãng khóa trước Y Thánh trên đại hội, chưa bao giờ xuất hiện qua hai gã đại lang chung đồng thời giải độc xong hiện tượng. Mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy Tiêu Phàm đã đem nốt ruồi xinh đẹp nữ lô đỉnh trên người cắm ngân quang nóng lánh 108 miếng diệp đao nhỏ thu vào, nữ lô đỉnh tay chân khôi phục tự do ngay vội vươn tay che lại ngực vỡ tan quần áo, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ bên trong, sen lẫn ti ti thẹn thùng ý, đôi mắt nháy a hát nháy đích, tựa hồ còn có chút không thể tin được, mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại nhìn trường chữ chân nhân tên kia nữ lô đỉnh, tắc chính là thấp cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Bất quá cái kia hai cái dây sắt xà, đã muốn thả thân thể của nàng. Đơn thuần từ nơi này cái tình hình đến xem, Tiêu Phàm rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, y thánh đại hội quy tắc là ai trước hết nhất giải độc hoàn thành, người đó là người thắng trận. Cùng lô đỉnh tình huống không có sao, lô đỉnh chỉ cần còn có một khẩu khí tại, không có bị mất mạng tại chỗ, coi như là giải độc thành công. Chỉ là, hai người đồng thời giải độc xong, ai mới là cuối cùng nhất người thắng trận. Trong lúc nhất thời, xem lễ trên đài tiếng nghị luận ào ào vang lên, đoàn người châu đầu ghé tai, mỗi người phát biểu ý kiến của mình hơi khoảnh phương phi dương đứng dậy khoát tay áo nói ra chư vị đạo hiếu thỉnh an tính tiếng nghị luận dần dần chìm xuống phương phi dương lúc này mới hướng trên đài cao ôm quyền nhún nói ra hai vị đại lang ở bên trong dựa theo đại hội quy tắc còn cần kiểm nghiệm thoáng một tí cái này hai gã lô đỉnh tình huống nhìn xem trong cơ thể tàn độc phải chăng đều đã bài trừ sạch sẽ hai vị đại lang chung không có cái gì dị nghị a à. ngữ khí đảo là phi thường khách khí cũng không có bất kỳ bất mãn. Dù sao lần này bính lão tiên sinh không tham gia y thánh đại hội, Phương Phi Dương cũng trong lòng hiểu rõ. Biết rõ quảng tính tu sĩ không đại khả có thể ở đại hội này thượng nhất cử đoạt giải nhất. Tiêu phàm chắp tay, nói ra, thỉnh phương bang chủ kiểm tra thực hư. Trường chữ chân nhân cũng ừ một tiếng, xem như trả lời thuyết phục. Vì công bình để y thánh đại hội quy tắc từ xưa giờ đã như vậy. Tự nhiên không thể phản đối. Phương Phi Dương thân thể nhoáng một cái, đảo mắt đã đến trên đài cao, thủ đoạn một phen, màu trắng hộp ngọc di động hiện ra, mở ra, bên trong là trắng noãn bạch ngọc chi chu, cùng tiêu phàm vừa rồi xử đã dùng qua 12 bạch ngọc chi chu giống như đúc, chỉ có điều hình thể càng lớn, cơ hồ hoàn toàn trong suốt. Cái này bạch ngọc chi chu, cũng là ngũ độc đường cung cấp đích, nhưng lại mấy năm trước kia, cũng đã đào tạo thành thục, tổng cộng 8 cái, một lần giao cho Phương Phi Dương đảm bảo. Với tư cách kỳ Thánh đại hội người chủ trì, Phương Phi Dương nhất định phải tùy thân mang theo những này nhiệm độc kỳ trùng. Đây đã là tốt nhất Bạch Ngọc Chi Chu liễu tương đương. Phương Phi Dương đang tại mấy ngàn xem lễ người mặt, đem Bạch Ngọc Chi Chu phân biệt phóng tới hai gã nữ lô đỉnh cái cổ trong lúc đó. Bạch Ngọc Chi Chu há mồm tựu cắn xuống dưới, hơi khoảnh, chỉ thấy đỏ thẫm máu tươi chảy vào Bạch Ngọc Chi Chu một số gần như trong suốt tạng phủ bên trong. Tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, nhìn không chớp mắt cái này bạch ngọc chi chu. Tiêu phàm chấn định tự nhiên, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, trường chữ chân nhân như trước biểu lộ lãnh đạm, bất quá mảnh nhìn thật kỹ. Liền có thể phát hiện hắn nhếch khóe miệng lược hơi có chút run dày, có thể thấy được ở sâu trong nội tâm xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Ngay từ đầu, Bạch Ngọc Chi Chu đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là sau một lát, biến hóa tự đi ra, chỉ thấy cắn đầy đạn nữ lô đỉnh cái cổ cái kia Bạch Ngọc Chi Chu tạng phủ bên trong đỏ thấm máu tươi, thoảng qua tràn ra một điểm hắc tia tí ti. Cái này hắc tia tí ti, rất nhạt, ít có thể thấy được. Nhưng phương phi dương đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hạng nhãn lực. Lại càng không cần phải nói, cách đó không xa khách quý trên đài, còn đoan tọa chứ mấy tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hiện trường nguyên anh tu sĩ lại càng có mấy trăm tên nhiều. Cái này một tia rất nhỏ biến hóa, chỉ ít có mấy trăm người thấy nhất thanh nhị sở trường chữ chân nhân hai hàng lông mày có chút nhân bắt đầu đứng dậy lại qua một lát cắn đầy đặn nữ lô đỉnh cái kia bạch ngọc chi chu bụng gian cái kia một đám hắc tuyến càng thêm rõ ràng cắn xinh đẹp nữ lô đỉnh bạch ngọc chi chu từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào và phụ đã muốn rất rõ ràng rồi phương phi dương nhẹ nhẹ thở phào một cái đang muốn mở miệng bữa tiệc khách quý thượng đã muốn vang lên một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thanh âm Người này đúng vậy ở đây mấy tên đại tu sĩ bên trong, tu vi thâm hậu nhất, làm cho người ta cảm giác nguy hiểm nhất một vị. Phương Phi Dương nhẹ gật đầu, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cao giọng nói ra, huệ môn chủ nói đúng, thắng bại đã muốn rõ ràng. Lần này y thánh đại hội cuối cùng nhất người thắng trận, chính là trăm hùng đường tiêu phàm tiêu đạo hiếu. Và, trên khán đài bang chúng lập tức liền hoan hô lên, từng cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Xem lễ trên đài, cũng có không ít người hoan hô tung tăng như chim sẻ. Vũ Văn Chu lót tròm dâu, cười ha hả nói, tiêu đạo hiếu dùng phương pháp mới được là chính đồ, nhất chính đại quang minh, tuyệt không phải bằng môn tả đạo. Kim Châu thành vị này tân y thánh, thật sự là thực đến tên quy. Và a hát đúng vậy a, à, thực đến tên quy. Lập tức thì có vài tên đẳng cấp cao tu sĩ phụ họa theo đuôi. Cuối cùng, bọn hắn có lẽ hay là càng thưởng thức tiêu phàm giải độc phương thức, đây mới là nhất đường hoàng chính đại hình thức mỗi một phần đều là của mình bản lĩnh thật sự không có chút nào đầu cơ trục lợi như vậy lang chung thời khắc mấu chốt mới khiến cho người yên tâm đơn thuần dựa vào kỳ trùng dị thú tung tính toán đang mở độc phương diện có thật tốt hiệu quả lại cùng chủ nhân y đạo tiêu chuẩn không quan hệ tiêu phàm như vậy đích mới thật sự đương làm được rất tốt y thánh cái này tôn sưng và hì tiêu đạo hiếu phương phi dương hai tay ôm quyền mỉm cười hướng tiêu phàm chúc và hữu hẳn là chúng ta Kim Châu Thành từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất y thánh liễu tương đương. Tiêu phàm bề bộn tức ôm quyền hoàn lễ, khiêm tốn vài câu. Và, trường chữ chân nhân hừ lạnh một tiếng, ống tay áo run lên, một cổ mãnh liệt ám kình bỗng nhiên hướng như trước trần chuồng sao sao đầy đặn nữ lô đỉnh oanh kích mà đi. Nhọc lòng, chuẩn bị nhiều hơn 10 năm, thật vất vả đem bính lão tiên sinh cùng đinh sán đều, kéo suy sụp, rồi, cho rằng cái này y thánh tôn hàm ta mặc kệ hắn là ai, không giống lại bị một cái không hiểu thấu từ bên ngoài đến người trẻ tuổi chặn ngang một gậy tre, khẽ vươn tay xẻ đem đỉnh vòng nguyệt quế lấy tới, đoan đoan tránh tránh đeo tại nhà mình trên đầu. Mấy chục năm chuẩn bị, cứ như vậy trôi theo nước chảy. Mặc cho ai đều muốn nộ phát như điên. Cái này đương lúc không chỗ thổ lộ trong lòng nổi giận, chỉ có thể cầm người này nữ Lô đỉnh chút giận. Dù sao cũng là tử tù. Cái này đầy đặn nữ Lô đỉnh bất quá là chúc cơ kỳ tu vi lại bị dây sắt xà hút đi đại lượng máu huyết sớm đã héo đốn không chịu nổi ở đâu lẫn mất qua một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ nén giận ra tay thẳng đến ám kình đến trước người mới có chỗ phát giác lập tức sợ tới mức toàn thân sụi lơ sắc mặt như màu đất liền vào lúc này một cổ nhu hòa đại lực lặng lẽ tuôn ra đến cùng cái kia cổ mãnh liệt ám kình đụng vào nhau lập tức trừ khử ở vô hình ra tay đúng vậy tiêu phàm trường chữ chân nhân hai hàng lông mày bỗng nhiên gian dương bắt đầu đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tiểu tử này cho là mình được cái y thánh danh hiệu, tự dám không coi ai ra gì sao. Vậy mà trước mặt mọi người trở ngại chính mình cho hả giận. Tiêu phàm đón hắn ánh mắt âm lãnh, hào không lùi bước, cười nhạt một tiếng, nhẹ nói nói, chân nhân bất giận, bất quá là một cái người đáng thương mà thôi, phóng một con đường sống A. Lúc trước tên kia đại lang chung một trưởng đánh gục lô đỉnh, là tiêu phàm không có phòng bị, nếu không nghe lời, làm sao có thể thấy chết mà không cứu được. Cái này trường chữ chân nhân diện mạo nhỏ hẹp, tiêu phàm sớm đã có chỗ chuẩn bị, phòng hắn dưới sự giận dữ, giết người cho hả giận. Quả nhiên, trường chữ chân nhân cười lạnh nói, khoảng chừng gì đó chỉ là tử tù, thương cảm cái gì. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, nói ra, nàng này như thế nào phạm tội, tiêu mỗ cũng không biết rõ tình hình, chỉ là nhìn xem đáng thương mà thôi. Phương Phi Dương ha ha cười một tiếng, nói ra, Trường Ninh đạo hữu làm gì cùng những này tử tù đưa khí. Phóng một con đường sống, cũng là từ bi vì nghi ngờ. Mắt thấy ngay Phương Phi Dương đều nói như vậy rồi, trường chữ chân nhân liền là hừ lạnh một tiếng, sụ mặt, dưới chân độn quang cùng một chỗ, về tới Lăng Vân Tông sở tại xem lễ trên ghế. Tên kia đầy đặn nữ lô đỉnh tìm được đường sống trong chỗ chết, cái này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục không ngừng tại tiêu phàm trước mặt quỳ xuống, nặng nề dập đầu mấy cái vang tiếng, nước nở nghẹn ngào lấy nói không ra lời, chỉ là không ngừng dập đầu, trong khoảnh khắc, cái chán liền một mảnh ô thanh. Bên miệng trường lấy nốt ruồi xinh đẹp nữ lô đỉnh cũng nằm sấp trên mặt đất, không ngừng dập đầu tạ ơn. Tiêu phàm nhẹ nhàng khoát tay áo, ôn nhu nói, mà thôi, ngày sau tự giải quyết cho tốt, không cần phải làm tiếp chuyện thương thiên hại lý. Phương Phi Dương vung tay lên, lập tức liền có hai gã nữ đệ tử đi tiến lên đây, cho đầy đặn nữ lô đỉnh mặc xong quần áo, đem hai người đều dẫn theo xuống dưới. Đã tân nhiệm y thánh làm cho các nàng tánh mạng, cái này hai gã tử tù thật sự nhặt về một cái mạng, trùng hoạch tân sinh liễu tương đương. Không có người như vậy không để cho tân y thánh mặt mũi đích. Đang ở tu chân giới, ai dám cam đoan sau này mình cả đời không có tai không có bệnh. Vì hai gã không thể làm chung nữ lô đỉnh, gắng phải đi đắc tội tiêu y thánh, về phần như vậy ngu xuẩn sao mấy vị khác đại lang trung đô ngừng lại. Người bên ngoài cũng là mà thôi, Quảng Dương Tử nhưng lại sắc mặt một hồi một hồi xanh bạch, không biết nên như thế nào xuống đài. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, lúc này muốn nhiều xấu hổ thì có nhiều xấu hổ. Nhưng trước mặt mọi người cùng tiêu phàm định ra đổ ước, không có cái bản giao lại không được. Xem lễ trên ghế, có vô số đạo ánh mắt kìm lòng không được mà đã rơi vào trên người của hắn, mà lại nhìn hắn ra sao kết việc này không ít bị Quảng Dương tử ép buộc qua tu sĩ, cả đám đều lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Và khục, tiêu đạo hiếu, cái này, chúc mừng đạo hiếu trở thành tân y thánh. Quảng Dương tử rốt cuộc không phải trường chữ chân nhân, ra mặt so trường chữ chân nhân muốn dày, kỳ nào ngải ngải sau nửa ngày, rốt cuộc hướng tiêu phàm liền ôm quyền, chê cười đã mở miệng. Cùng với bị người chủ động ra chiêu nhục nhã, còn không bằng chính mình, hiểu chuyện, điểm, nói không chừng còn có thể thiếu một ít xấu hổ, tiêu phàm liền ôm quyền, mỉm cười nói, đa tả Quảng Dương đạo hiếu. Tất cả mọi người là đồng đạo, cái gì đánh cuộc cái gì tặng thưởng, đều chẳng qua là gom góp hứng vui đùa tiến hành, đạo hiếu đại khả không cần để ở trong lòng. Đã sớm nghe nói Lăng Vân Các có thật nhiều bí phương, tiêu mỗ thập phần hâm mộ, hôm sau nhất định đến nhà bái phỏng, kính xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng, cũng không cần phải đánh chó mù đường liễu tương đương nói như thế nào quảng dương tử cũng là lăng vân tông trưởng lão lăng vân các thủ tịch đại lang trung lăng vân tông cùng từ trước giao hảo thực đem quảng dương tử đắc tội rốt cuộc đối với ai đều không có lợi đối với hắn tiêu phàm cũng đồng dạng không có lợi quảng dương tử vội vàng nói ha ha không dám không dám chỉ cần tiêu đạo hữu để mắt bần đạo nhất định quét dọn giường chiếu đón chào tiêu phàm mỉm cười gật đầu bữa tiệc khách quý thượng Hồng Thiên thật dài thở phào một cái, tươi cười rạng rỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1031 Đại tu sĩ. Y Thánh đại hội kết thúc mỹ mãn, Tiêu Phàm Dũng đoạt phòng nguyệt quế, trở thành Kim Châu thành mới nhất đại y thánh. Cũng là từ ngàn năm nay, trẻ tuổi nhất y thánh. Y Thánh đại hội về sau, cử hành long trọng giao dịch đại hội, với tư cách ăn mừng. Lúc này đây giao dịch đại hội Quy mô là chưa từng có đích, số người tham gia nhiều, đấu giá giao dịch bảo vật chi quý hiếm, chủng loại chi phồn đa, đều sáng tạo ra mới nhất ghi chép. Tung xem như 30 năm trước, Bính Lão Tiên Sinh lần thứ tư đoạt được Y Thánh Vòng Nguyệt Quế về sau tổ chức giao dịch hội, cũng không có hôm nay náo nhiệt như vậy. Theo Kim Châu thành danh khí truyền bá đắc càng xa, trước tới tham gia giao dịch hội nơi khác khách nhân cũng thì càng nhiều. Lớn như vậy quy mô giao dịch hội, một ngày thời gian là quả quyết không đủ đích tổ chức phương an bài chọn vẹn 7 ngày thời gian. Mặt trời lặn về hướng Tây. Ngày đầu tiên ồn ào náo động đấu giá hội rốt cuộc rơi xuống màn tre, đều tự trở lại tạm thời chỗ ở nghỉ ngơi. Mà một ít quy mô nhỏ lén giao dịch hội, thì tại Đông Lâm đảo các thiên điện, động phủ đồng thời tiến hành. Rất nhiều xem lễ khách quý, cũng không phải đầu một hồi tham gia như vậy y thánh đại hội, đối với đại hội này quá trình quen thuộc đắc rất, biết rõ cái nào lén giao dịch hội mới có chính mình cần có gì đó đảo ở bên trên tụ tập tu sĩ tuy nhiều, nhưng lại đâu vào đấy, trật tự không loạn chút nào. Với tư cách tân nhiệm y thánh, tiêu phàm nhất định là rừng không được đến đích, bề bộn vô cùng. Một ngày này buổi chiều, tiêu phàm tự tham gia một cấp bậc cao nhất tư nhân giao dịch hội. Có thể tham gia giao dịch này hội đích, đều phải là nguyên anh trung kỳ đã ngoài tu vi đẳng cấp cao tu sĩ, cũng phải không được dẫn tùy tùng đệ tử, tiêu phàm là duy nhất một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sở dĩ đối với hắn phá lệ tự nhiên tất cả đều là bởi vì hắn cái kia đỉnh mới đoạt được y thánh vòng nguyệt quế làm cho là như thế tiêu phàm cũng là với tư cách đặc biệt khách quý dự họp giao dịch này hội đích hắn không phải bình thường tham dự y nhân viên mà là giám định sư giao dịch này trên đại hội xuất hiện quý hiếm linh dược nếu có cái gì tranh luận lời mà nói bình thường tự cần hắn vị này y thánh ra tay hắn làm ra phán đoán chính là nhất quyền uy phán đoán tung xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không thể nghi vấn. Kim Châu Y Thánh thì có như vậy uy vọng. Tuy nhiên muốn nguyên anh trung kỳ đã ngoài tu sĩ mới có thể năng lực tham gia giao dịch này hội, tham dự hội nghị nhân viên cũng trọn vẹn vượt qua 40 vị nhiều. Trong đó Hoắc Sơn Quốc nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng chỉ có 20 vị, mặt khác những kia đẳng cấp cao tu sĩ đều là theo quốc gia khác chạy tới đích. Trong đó thậm chí còn có đến từ cách xa tề quốc đồng đạo. Hoắc Sơn Quốc tại Nam Châu Đại Lục phương Tây Nam, mà Tề Quốc thì tại Nam Châu Đại Lục phía Đông Bắc, hai nước trong lúc đó. Cách xa nhau đâu chỉ trăm triệu ngàn dặm lộ trình, tung tính toán vị kia đến từ Tề Quốc Đồng Đạo cũng là một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng phải mượn nhờ truyền tống trận. Nếu thật là phi độn khoảng cách xa như vậy, chân nguyên tiêu hao chi cự không nói đến, riêng là này thời gian tự trì hoãn không dậy nổi. Lần này lén giao dịch hội, lệnh tiêu phàm cũng mở rộng tầm mắt. Các loại kỳ chân dị bảo quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, tùy ý xuất ra một kiện đều có tư cách tại ban đêm to lớn đấu giá hội thượng hành động áp trục bảo vật. Tiêu phàm một mực che giấu mấy ngàn năm thậm chí vạn năm linh dược, tại nơi này tư nhân giao dịch hội thượng cũng lúc có lộ diện. Cái này làm cho Tiêu Y Thánh âm thầm thở phào một cái. Nhịn không được thấy cái mình thích là thèm, cũng dùng cây mấy ngàn năm quý hiếm linh dược, thay đổi không ít mình muốn tài liệu, cùng hắn trao đổi trong đó một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ còn thuận tiện đưa mấy thứ hiếm thấy linh dược hạt giống cho hắn vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lời nói cái này mấy thứ hiếm thấy linh dược hạt giống không biết là nguyên nhân gì một mực cũng không nảy mầm vô luận chính mình dùng phương pháp gì lại khó có thể đào tạo ra cây non đến quả nhiên là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc lần này miễn phí đưa cho tiêu phàm hy vọng y thánh năng đủ có biện pháp khiến cái này hạt giống nảy mầm chuyện tốt như vậy tiêu phàm tự nhiên không biết chống đẩy vui vẻ xin vui lòng nhận cho. Xem ra trở thành y thánh, quả nhiên thì có không tưởng được chỗ tốt. Ít nhất hắn lại lấy ra những kia mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm dược linh linh dược đến, người khác cũng đều cảm thấy đương nhiên. Y thánh sao? Nếu như y thánh đâu cầm không xuất ra linh dược, người đó mới có thể năng lực cầm được đi ra. Cùng năm đó mới đến từ bên ngoài đến hộ tiêu nhất hành, tự nhiên là cách biệt một trời. Thật vất vả, cái này tư nhân giao dịch hội chấm dứt, không ít tu sĩ đều thắng lợi trở về. Và hiền đệ, xin dừng bước. Hồng Thiên đi vào tiêu phàm bên người, thấp giọng nói ra. Và Văn Huynh muốn mời chúng ta mấy vị cùng nhau tụ tập, trò chuyện. Tiêu phàm mỉm cười vuốt cằm. Lập tức hai người sóng vai đi vào giao dịch hội bên cạnh một gian thiên điện. Thiên điện chung vây quanh nước cờ khối cực lớn nguyệt quang thạch, chiếu lên giống như ban ngày giống nhau. Tiêu phàm kinh ngạc mà chứng kiến, trừ chứ hắn ra cùng Hồng Thiên bên ngoài, Phương Phi Dương, trường chữ chân nhân đợi bảy đại tông môn những thứ khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều ở. Bảy đại tông môn có quyền thế nhất mấy vị đại thủ lĩnh đều tụ tập ở chỗ này. Tiêu phàm lập tức tự hiểu được, đây không phải tư nhân tụ hội, mà là công sự. Hoác đồ tông tông chủ vũ văn xung quanh một thân phận khác, chính là hoác sơn tu chân giới đại minh chủ. Lần này nhất định là dùng đại minh chủ thân phận, triệu tập kim châu thành bảy đại tông môn nhân vật đầu não, trao đổi đại sự tiêu phàm có lẽ hay là duy nhất một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Tham ngộ gia tăng cái hội nghị này, đương nhiên còn là bởi vì hắn y thánh thân phần. Hội nghị chưa chính thức bắt đầu, thiên điện bên trong hào khí có chút tùy ý, không ít người đều đang bưng ly thưởng thức trà, thấy hồng thiên cùng tiêu phàm đi tới, ngoại trừ trường chữ chân nhân, mấy vị khác đều mỉm cười vuốt cằm. Tuy nhiên trong lòng mỗi người cách nghĩ khác nhau, mặt mũi này thượng công phu hay là muốn làm đủ đích. Thực tế đang tại vũ văn xung quanh mặt, lại càng quan trọng hơn. Vũ Văn xung quanh Hoác Đô Tông cùng với Hoác Sơn Quốc hắn hắn thực lực cường đại tông môn, ai không muốn nhúng chảm Kim Châu thành dược liệu sinh ý. Nếu như không phải bảy đại tông môn đoàn kết nhất trí, đối ngoại biểu hiện cực kỳ cường ngạnh, đã sớm thu lại không được chỗ ngồi này tụ bảo bồn liễu tương đương. Đương nhiên, nên cho Vũ Văn Chu cùng Hoác Đô Tông chỗ tốt, đó cũng là không thể thiếu đích. Thân là Hoác Sơn Quốc duy nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, Vũ Văn Chu cũng không phải là đèn đá cạn dầu. Vô luận như thế nào, ở trước mặt người ngoài, bảy đại tông môn đều phải muốn biểu hiện được thân mật khang khít. Cái này là tất cả nhân vật đầu não chung nhận thức. Hồng Thiên cùng Tiêu Phàm vừa mới ngồi xuống không lâu, Vũ Văn Chu liền cùng tên còn lại sóng vai đi đến. Vị này, đoàn người cũng đều là quen thuộc đích, thình linh chính là một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hơn nữa là theo nhất xa xôi tề quốc chạy đến cái vị kia huệ môn chủ, từng tại y thánh trên đại hội tại chỗ khích lệ qua tiêu phàm. Người này ước chừng 40 tuổi cao thấp, một thân màu tương cẩm bào, thân thể khỏe mạnh, tướng mạo uy nghiêm, khí tức thâm bất khả chắc, ẩn ẩn so vũ văn quanh thân thượng phát ra uy áp còn muốn càng thâm ba phần. Đúng vậy tiêu phàm cảm giác được đích, cái kia hai gã nguy hiểm nhất đại tu sĩ một trong. Thấy vũ văn chu vậy mà cùng người này cùng một chỗ tiến đến, bảy đại tông môn những người đầu não đều cảm thấy kinh ngạc. Vị này, đúng vậy mạnh mẽ ngoại nhân. Vũ Văn Chu đối với mọi người kinh ngạc không chút nào để ý, cùng Huệ Tông chủ cùng một chỗ, chậm rãi đi vào thủ tỏa trước kia, hai tay ôm quyền nhún, cao giọng nói ra, chư vị đồng đạo, hôm nay thỉnh mọi người ở chỗ này tụ hội, là có chuyện, cùng với mọi người thông cái khí. Vị này chính là đại tế quốc hạo ngày môn Huệ môn chủ, chắc hẳn chư vị đạo hữu cũng đã nhận thức. Huệ Tông chủ liền là ôm quyền làm cái tứ phương ấp, trầm giọng nói ra, Huệ Thiên Hảo bái kiến chư vị đạo hữu Phương Phi Dương Hồng Thiên bọn người bề bộn tức ôm quyền hoàn lễ, khách khí vài câu. Vũ Văn Chủ tiếp nhận câu chuyện, nói ra, chư vị đạo hiếu, hạo ngày môn tại Đại Tề Quốc, chính là nhất đẳng danh môn hàng loạt, trong môn cao thủ nhiều như mây, uy danh hiển hách, mọi người khẳng định đều là kính đã lâu liễu tương đương. Huệ môn chủ lần này chuyên theo Đại Tề Quốc vượt qua hàng tỷ ở phía trong xa, đuổi tới chúng ta Kim Châu Thành đến, thứ nhất là vì Trung Tương Thịnh Hội, thứ hai là có hai kiện đại sự, muốn kịp thời thông báo cho chư vị đạo hữu biết được. Huệ Thiên Hào lại ôm quyền nói ra, tại hạ là đầu một hồi kiến thức Kim Châu thành y thánh đại hội, quả thật là đặc sắc tuyệt luân, danh bất hư truyền. Nhất là tiêu đạo hữu y thuật cao siêu, chỗ ở tâm nhân hậu, tại hạ thập phần khâm phục. Nói xong, cố ý hướng tiêu phàm chắp tay. Tiêu phàm bề bộn tức đứng dậy, ôm quyền hoàn lễ, khiêm tốn nói, Huệ môn chủ khen chật rồi, tại hạ tài sơ học thiền, lần này tài cán vì người bệnh giải độc thuần túy là may mắn mà thôi không cần phải nói và hà tiêu đạo hữu không cần phải khách khí tại hạ tuy nhiên tại phía xa đại đủ nhiều năm trước đã từng nghe nói qua kim châu thành to như vậy thanh danh lần này tận mắt nhìn đến tiêu đạo hữu thần hồ kỳ kỹ đủ chứng nhận việc này không uổng tiêu phàm lại lại khiêm tốn một phen vũ văn chu rồi mới lên tiếng huệ huynh cái này hai kiện đại sự có lẽ hay là do người chính miệng mà nói a à. Huệ Thiên Hào cũng không chối từ, nặng nề nhẹ gật đầu, nói ra tốt, ta đây tựu đi quá giới hạn liễu tương đương. Và huynh khách khí dấu lớn. Huệ Thiên Hào liền là hướng trung ương vừa đứng, vẻ này uy nghiêm khí phách, lại càng trước mặt mà đến, đang ngồi tuy nhiên đều là nguyên anh tu sĩ, lại đều đều cảm nhận được cực kỳ trầm trọng cảm giác áp bách. Cứ việc không có nghe nói qua đại tề quốc hạo ngày môn, bất quá môn chủ như thế khí phách, hạo ngày môn thế lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm hơn nữa trước sau như một đến nay nam châu đại lục đông bắc bộ tu chân thế lực tự so địa phương khác muốn càng cường đại hơn một ít không ít danh chấn thiên hạ hàng loạt đại phái đều ở cái kia vùng tụ tập ví dụ như cùng hạo ngày môn danh tự rất tương tự chính là hạo thiên tông dùng hạo dương thần lôi danh chấn thiên hạ tự được công nhận nam châu đại lục chính đạo thập đại tông môn một trong đã ở nam châu đại lục đông bắc bộ khai tông lập phái nghe nói toàn thịnh thời kỳ nhất tông trong Nguyên Anh tu sĩ rõ ràng vượt qua trăm vị, thực lực to lớn, quả thực làm cho người khó có thể tin. Và vị đạo Hữu Huệ Thiên Hào ôm quyền nhún, cao giọng nói ra. Đoàn người đều thập phần chuyên chú mà nhìn qua hắn. Phú Văn Chu tự mình dẫn hắn tới tham gia bảy đại tông môn tụ hội, hơn nữa còn lại để cho hắn, chủ giảng, hắn mang đến nhất định là kinh thiên động địa tin tức. Và nào đó lần này mang đến hai cái tin tức, hắn một người trong, chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Ai ngờ Huệ Thiên Hào kế tiếp một câu, lại làm cho người hai mặt nhìn nhau, không hiểu thấu. "Không phải đâu, Huệ môn chủ. Ngài ba ba theo già như vậy xa địa phương đã chạy tới, muốn muốn nói cho chúng ta biết mọi người đích, lại là một cái chưa chứng thật tin tức nho nhỏ." "Tin vỉa hè." Nhưng Huệ Thiên Hào cái kia vẻ mặt ngưng trọng, lại làm cho tâm tình của mọi người không nhịn được treo lên, hỏi thăm thoại ngữ đến bên miệng lại nuốt trở vào đơn riêng chỉ là tin vỉa hè có thể lại để cho một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thận trọng như thế đích, nên là bực nào tin tức kinh người. Và nói, không lâu trước kia, Bắc Minh biển cả ở chỗ sâu trong thượng cổ cấm địa, xuất hiện dị thường không gian chấn động. Sau một lát, Huệ Thiên Hào trầm giọng nói ra. Chương 1032 Thiên hay tiên tử. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mờ mịt khó hiểu vẻ chỉ có phương phi dương lông mày có chút nhân bắt đầu đứng dậy. Thấy mọi người cái này không hiểu thấu thần sắc, Huệ Thiên Hào cũng có chút khó hiểu, kinh ngạc nói ra, như thế nào, chư vị không có nghe nói qua thượng cổ cấm địa sao. Nghe hắn giọng điệu này, tựa hồ đang ngồi mỗi người, đều nên biết thượng cổ cấm địa. Phương Phi Dương trầm ngâm nói, xin hỏi Huệ Môn Chủ, cái gọi là Bắc Minh Biển cả ở chỗ sâu trong thượng cổ cấm địa, có phải là chính là vài ngàn năm trước, lần kia đại hỗn chiến về sau lưu lại không gian thông đạo di chỉ. Và vâng, Huệ Thiên Hào khẳng định mà đáp. Và bang chủ, cái kia là có ý gì? Lập tức đã có người mở miệng hỏi thăm. Phương Phi Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, quý đạo hiếu, thời kỳ thượng cổ, giới diện đại chiến ngươi nghe nói qua ha. Và sao? Và mặt đại chiến, lập tức liền vang lên vô số kinh hô thanh âm. Ngay tiêu phàm trầm tĩnh trên mặt cũng lộ ra giật mình thần sắc. Thực tại nơi này cái gọi là giới diện đại chiến, với hắn mà nói là lại quen thuộc bất quá. Ngay tại không lâu, hắn vẫn còn thế giới dưới lòng đất cùng năm đó giới diện đại chiến thất dạ giới tu sĩ tàn hồn làm liều chết chém giết, thiếu chút nữa đã bị thất dạ giới biển chim cú vọ đoạt xá, thật vất vả mới thoát ra tìm đường sống. Nguyên lai tưởng rằng việc này đã muốn cách hắn đi xa, không nghĩ tới lại nghe được cá danh từ này và phương đạo hữu nói không sai bắc minh biển cả ở chỗ sâu trong thượng cổ cấm địa tựu là năm đó giới diện đại chiến về sau lưu lại không gian thông đạo phế tích căn cứ bổn môn điển tịch ghi lại bắc minh biển cả ở chỗ sâu trong chỗ này không gian thông đạo lúc trước là liên thông cái khác đại giới diện thất giả giới đích cùng loại như vậy cấm địa chúng ta cả thoi ma giới còn có vài nơi huệ thiên hào tiếp nhận phương phi dương thoại ngữ trầm giọng nói ra tiêu phàm nhịn không được hỏi thỉnh giáo huệ môn chủ Bắc Minh Biển cả ở chỗ sâu trong thượng cổ cấm địa, xuất hiện dị thường không gian chấn động. Ý vị như thế nào? Vốn là tại đây chính là hình thức tụ hội thượng, tiêu phàm là hạ quyết tâm chỉ đem lỗ tai không mang theo miệng đích. Bảy đại tông môn bang phái đại sự, hợp tung liên hoành, đều có bang chủ hồng thiên định đoạt, hắn nếu như biểu hiện được quá mức nhiệt tâm, sẽ đưa tới rất lớn kiêng kỳ. Thật vất vả tại thăng bằng gót chân, hôm nay lại đoạt được y thánh tôn hàm, tiêu phàm có lẽ hay là rất quý trọng đích. Hồng Thiên Thanh phu nhân mã trưởng lão đinh sán bọn người đối với hắn quả thực không tệ tiêu phàm không muốn khiến cho bất luận cái gì hiểu lầm. Bất quá Huệ Thiên Hào nâng lên tin tức này, lại thức sự quá kinh người, tiêu phàm liền nhịn không được chủ động vấn đề liễu tương đương. Lời nói thật nói, hắn so bất luận kẻ nào đều càng muốn làm tin tưởng những này không gian thông đạo, không gian bão táp bí mật, có lẽ làm rõ ràng những bí mật này là hắn có thể tìm được manh mối, tìm được tân lâm cùng Uyển thiên thiên, Tuy nhiên Bắc Minh Biển cả cách đây chừng hàng tỷ ở phía trong xa, theo lý như vậy địa phương xa xôi phát sinh không gian chấn động, cùng mấy chục năm trước hắn chỗ kinh nghiệm không gian bão táp nên vậy kéo không được cái gì quan hệ. Nhưng không gian chi lực, vốn là thần bí khó lường, thường thường còn kèm theo thời gian chi lực, ai có thể nói được thanh đâu này. Huệ Thiên Hào chậm rãi nói ra, dựa theo bổn môn biển tịch ghi lại. Nếu như thượng cổ cấm địa xuất hiện dị thường không gian chấn động, có lẽ tự ý nghĩa sớm đã sụp xuống không gian thông đạo lại bắt đầu trở nên không ổn định vô cùng có khả năng lần nữa câu thông hai cái giới diện và đúng không huệ môn chủ huệ thiên hào lời còn chưa dứt liền có vài người lên tiếng kinh hô và thông hai cái giới diện đây chẳng phải là nói năm đó giới diện cuộc chiến lại đem trọng khải và có khả năng huệ thiên hào lúc này càng thêm gọn gàng dứt khoát Bảy đại tông môn những này nhân vật đầu não không khỏi lần nữa hai mặt nhìn nhau, nhưng đa số người trên mặt đều lộ ra không tin thần sắc. Giới diện đại chiến, có lẽ hay là đừng nói giỡn. Đó là bao lâu trước kia sự tình, cách nay không sai biệt lắm đắc có năm sáu vạn năm. Sớm cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thương hải tang điền, nhân sự biến thiên, ai còn có thể nhớ rõ năm đó trận đại chiến kia. Hơn nữa, Bắc Minh Biển cả cách Kim Châu Thành là như thế xa xôi, cái kia vô biên vô hạn biển cả ở chỗ sâu trong một chỗ cái gọi là thượng cổ cấm địa đã xảy ra dị thường không gian chấn động, cùng Kim Châu Thành có quan hệ gì? Đáp mà vượt bên cạnh sao? Cho dù hai cái giới diện lần nữa câu thông, thất dạ giới đại quân muốn giết đến Kim Châu Thành đến, cũng không đại khả có thể a. À. Chính giữa cách cơ hồ cả Nam Châu đại lục. Thất dạ giới đại quân muốn giết Kim Châu Thành, không sai biệt lắm muốn đem Nam Châu đại lục ở bên trên cường đại nhất tu chân tông môn tiêu diệt hơn phân nửa mới có thể đến phiên kim châu thành trở thành tiền tuyến tiêu diệt hạo thiên tông như vậy nguyên anh tu sĩ hơn trăm thậm chí vô cùng có khả năng có mộ linh kỳ tiền bối cao nhân tỏa trấn siêu cấp lớn tông môn nhưng lại không ngừng tiêu diệt một nhà quả nhiên là nói chuyện hoang đường viển vông thấy mọi người biểu lộ huệ thiên hào cười cười nói ra chư vị đạo hiếu tin tức này ngay huệ nào đó cũng chỉ là tin vỉa hè không có trải qua nghiệm chứng Bổn môn đã muốn phái ra đệ tử đi trước Bắc Minh nghiệm chứng tin tức này thiệt giả, bất quá phỏng chừng muốn có tin tức truyền về, cũng phải là vài năm về sau liễu tương đương. Ta sở dĩ đem tin tức này mang cho mọi người, là hy vọng Kim Châu Thành đạo hữu đám bọn họ có thể sớm làm chuẩn bị. Dù sao không gian thông đạo loại vật này, thực sự quá thần kỳ, nếu quả thật câu thông hai cái giới diện lời mà nói, ai biết đệ nhất chiến trường rốt cuộc ở nơi nào đâu này. Nhưng không nhất định chính là tại Bắc Minh biển cả và môn chủ nói đúng, phòng ngừa chu đáo, luôn tốt. Cũng tránh khỏi kết quả là vội vàng không kịp chuẩn bị, luống cuống tay chân. Phương Phi Dương khẽ cười nói. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, Phương bang chủ cái này thuần túy chính là tại qua loa, bất quá là cho Huệ Thiên Hào vị này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một cái mặt mũi mà thôi. Huệ Thiên Hào lòng dạ biết rõ, cũng không có tự chuyện này nhiều lời, hắn là dựa theo hạo ngày môn tổ sư di huấn làm việc mà thôi về phần bắc minh biển cả ở chỗ sâu trong thượng cổ cấm địa rốt cuộc có hay không thật sự phát sinh không gian chấn động xảy ra chuyện gì chính là hình thức không gian chấn động có phải là hội dẫn phát lại một lần nữa dưới diện đại chiến nói thực ra huệ môn chủ cũng không phải như vậy quan tâm nếu thật là thất dạ giới bên kia giết đã tới vậy cũng không có gì đơn giản chính là khai chiến mà thôi thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ huệ thiên hào chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu hắn thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng. Và môn chủ, người không phải nói mang đến hai cái tin tức sao? Khác một tin tức là cái gì? Có người mở miệng hỏi. Huệ Thiên Hào mím môi, rồi mới lên tiếng, không biết chư vị có hay không nghe nói qua Thiên hay cung, có hay không nghe nói qua Thiên hay phu nhân và hay cung, đương nhiên nghe nói qua. Lần này trả lời đích, chính là là một gã tóc bạc mặt hồng hào lão đạo sĩ. Thật sự là Cung Thanh Dương trưởng giáo, xa xôi anh vợ vô vi chân nhân, và nói hôm nay hay cung môn hạ đa số đều là nữ đệ tử, nguyên một đám tướng mạo đẹp như hoa. Tinh thông mỹ hoặc chi thuật, làm việc tà mị vô cùng, chính là nổi danh tà phái truyền thừa, gần như ma đạo liễu tương đương. Về phần thiên hay phu nhân sao, đảo là không có nghe nói qua, chẳng lẽ là thiên hay cung nhân vật trọng yếu. Vô vi chân nhân loát tuyết trắng dâu dài, chậm rãi nói ra. Huệ thiên hào gật gật đầu, nói ra, chân nhân quả nhiên uyên bác, nói được lại đối với cũng không có, hôm nay hay phu nhân. Đúng vậy thiên hay cung cung chủ, lịch đại thiên hay cung chủ, đều bị tu chân đồng đạo xưng là thiên hay phu nhân, cũng gọi là thiên hay tiên tử. Bất quá, đây đều là hai thập chuyện mấy năm về trước. Và môn chủ cái này là ý gì? Và hắc, chân nhân mới vừa nói, thiên hay cung làm việc tà mị, gần như ma đạo, kỳ thật nói được quá khách khí. Thiên hay cung tựu là ma đạo, hơn nữa tại ma đạo tông môn bên trong đại đại hữu danh hai mươi mấy năm trước bởi vì làm việc quá mức ngoan độc bị ta chính đạo tông môn hợp nhau tấn công đã muốn cả nhà bị diệt huệ thiên hào ngạo nghễ nói ra nhìn hắn cái này thần sắc tiêu diệt thiên hay cung khẳng định có hắn một phần công lao nói không chừng hắn và hắn hạo ngày môn đúng vậy chủ lực và thì ra là thế tà ma ngoại đạo mỗi người đắc mà giết chi vô vi chân nhân có chút vuốt cằm Kỳ thật Kim Châu thành bảy đại tông môn, cũng chưa nói tới là cái gì danh môn chính phái. Đương nhiên cũng không thể gọi hắn là ma đạo, không có bộc phát chính ma đại chiến thời điểm, rất nhiều môn phái tu chân kỳ thật rất khó phân chia tinh tường rốt cuộc là chính đạo còn là ma đạo. Tất cả mọi người tại cố gắng phát triển lớn mạnh chính mình tông môn. Giữ gìn ích lợi của mình, là đúng vậy ma, thực không có người nào để ý. Đã Huệ Thiên Hào đánh ra, hàng ma biện hộ, đại bài tử, vậy thì phụ hỏa theo đuôi hắn vài câu chẳng lẽ còn có ai sẽ vì một cái đã bị diệt môn thiên hay cung đi đắc tội trước mắt đại tu sĩ sao chỉ là cái này tại phía xa hàng tỷ ở phía trong bên ngoài cả nhà bị diệt tà đạo tông môn cùng kim châu thành lại có cái gì liên quan và hay phu nhân không chết huệ thiên hào nói ra đoàn người lại nhịn không được hai mặt nhìn nhau nàng không chết cái kia thì sao và năm tiêu diệt thiên hay cung cả nhà tự không có tìm được thiên hay phu nhân thi thể, bị nàng chạy thoát rồi. Đã nhiều năm như vậy, mặc cho chúng ta đào sâu ba thước, cũng tìm không thấy nàng nửa điểm bóng dáng. Nguyên lai tưởng rằng nàng hội như vậy mai danh ẩn tích, vĩnh viễn không tại thu chân giới có ngọn. Ai ngờ không lâu, nàng lại bỗng nhiên xông ra. Huệ Thiên Hào cũng không để ý tới hội Kim Châu thành mọi người kinh ngạc, phối hợp nói ra. Và vị đạo hữu không có cùng thiên hay cung đã từng quen biết, không biết các nàng làm việc tàn nhẫn, hôm nay hay phu nhân lần này tái nhậm chức về sau, làm việc so năm đó còn muốn tàn nhẫn mấy lần, ra tay lãnh khốc vô tình, ngắn ngủn một hai năm thời gian, cũng đã tàn sát không ít chính đạo tu sĩ, giết người như ngóe, huyết tinh vô cùng. Nữ nhân này giống như đã hoàn toàn điên cuồng, chỉ biết là giết chóc. Và không lâu, thậm chí ngay hạo thiên tông thiếu tông chủ đều tổn thương tại trong tay của nàng. Huệ thiên hào trầm giọng liệt kê từng cái lấy thiên hay phu nhân đắc tội ác. Và là huệ môn chủ, cái này cùng chúng ta kim châu thành có quan hệ gì sao? có người nhịn không được, có chút không khách khí mà cắt đứt huệ thiên hào, trực tiếp hỏi những người khác trên mặt lập tức đều lộ ra sâu chấp nhận thần sắc cái này cái gì thiên hay cùng cùng thiên hay phu nhân mọi người ngay nghe đều chưa nghe nói qua là nàng bị chính đạo tu sĩ diệt môn cũng tốt có lẽ hay là nàng trái lại trắng trợn giết hại chính đạo tu sĩ cũng thế cùng kim châu thành có gì tương quan huệ thiên hào quả thực không hiểu thấu đại thật xa theo tề quốc chạy đến Kim Châu Thành đến, nghiêm trang mà đem đoàn người đều hội tụ đến nơi đây, chính là nói cho mọi người hai cái như vậy cùng Kim Châu Thành không giáp với tin tức. Đây không phải dỗi rãnh đắc sợ sao. Và nhưng có quan hệ. Huệ Thiên Hào liếc người nọ liếc, chém đinh chặt sắt nói. Và vì, căn cứ thám tử hồi báo, thiên hay tiên tử rất có thể đã muốn thông qua truyền tống trận, kéo dài qua hơn phân nửa đại lục, đi tới Đại Tây Nam. Chư vị, Nữ nhân này là không thể nói lý đích, nàng đã hoàn toàn điên cuồng, mặc cho ai đâm vào trong tay nàng, cũng có thể đã đánh mất tánh mạng. Và quan trọng hơn đích, Thiên Hay Tiên Tử cũng là một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chương 1033 trọng thường Nửa tháng sau, ồn ào náo động náo nhiệt y thánh đại hội, rốt cục dần dần rơi xuống màn che. Mặc dù nói, các loại giao dịch hội còn sẽ tiếp tục nhiều cái nguyệt, nhưng náo nhiệt nhất thời điểm, tóm lại là quá khứ liễu tương đương tân nhiệm y thánh liên tiếp lên đài ba ngày, giảng giải y thuật chi đạo tâm đắc, hiện trường trả lời các vị lang chung vấn để cố vấn, hiện trường bắt mạch chẩn đoán bệnh nghi nan tạp chứng, uyển như hành vân lưu thủy giống nhau, không có chút nào trì trệ, càng không có bất kỳ người đưa ra vấn đề có thể khó được ở vị này nhìn về phía trên tao nhã, kỳ thực ung dung rộng lượng tân y thánh. Tiêu phàm uy vọng, rất nhanh tự dựng nên bắt đầu đứng dậy. Một ngày này, Tổng đàn, Tây Nam Sơn Cốc, Tiêu phàm phủ đệ, trong hậu hoa viên, Hồng Thiên, Tiêu Phàm, Thanh Phu Nhân, Mã trưởng lão ngồi vây quanh tại trong lương đình, uống trà tự thoại. Rời đi Đông Lâm đảo về sau, lại cử hành long trọng nghi thức, chúc mừng Tiêu Phàm nhất cử trở thành Kim Châu thành Tân Y Thánh. Tại nơi này nghi thức thượng, Tiêu Phàm cũng chính thức gia nhập trừ đi trưởng lão trước kia, khách khanh, hai chữ, trở thành thật sự trưởng lão. Lớn như vậy việc vui, tự nhiên giá trị đắc hảo hảo ăn mừng một phen. Hồng Thiên cười ha hả đích tựa hồ tâm tình thập phần sung sướng, chậm rãi đặt chén trà xuống, nói ra tiêu hiền đệ, hiện tại chúng ta đều là chân chính người một nhà rồi, ngu huynh có chuyện, muốn cùng hiền đệ thương nghị, cũng cùng thanh sư muội mã hiền đệ thương nghị. Tiêu phàm bề bộn tức nói ra, bang chủ không cần phải khách khí, có chuyện gì cứ việc phân phó. Thanh phu nhân cùng mã trưởng lão cũng ngẩng đầu nhìn qua hắn. Hồng thiên vuốt vuốt tròm dâu, chậm rãi nói ra, không dối gạt hiền đệ nói, ngu huynh niên kỳ cũng trưởng thành rồi, bộ dạng này nặng ngàn cân gánh. Đặt ở trên bả vai ta, nhiều năm, mắt thấy tuế nguyệt không buông tha người, ngu huynh cách hậu kỳ cảnh giới, nhưng như cũ xa không thể chạm. Bộ dạng này gánh nặng, luôn muốn bàn giao việc quan ra tới. Tiêu phàm chấn động, hắn thật sự không nghĩ tới, hồng thiên vậy mà muốn đem chức bang chủ tặng cho hắn. Chẳng những hắn đại xuất dự kiến, thanh phu nhân cùng mã trưởng lão cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, rất là kinh ngạc. Hồng Thiên khoát tay áo, đã ngừng lại nghi vấn của bọn hắn, tiếp tục nói, chuyện này, không phải ngu huynh tâm huyết dâng trào, thật sự là suy nghĩ thật lâu. Tiêu hiền đệ không có gia nhập liên minh bổn bang trước kia, ngu huynh tuy rất muốn buông bộ dạng này gánh nặng, nhưng vẫn không được một thân, đinh sư huynh so ta còn muốn lớn tuổi, cũng không cần nói. Thanh sư muội cùng mã hiền đệ tuy so với ta thoáng tuổi trẻ chút ít, cũng tuổi trẻ không được quá nhiều. Hơn nữa thanh phu nhân là nữ lưu hạng người, tính tình kiên nghị, không tự ý xử lý hàng ngày tục vụ, càng không hiểu được khuất rũi chi đạo, rất rõ ràng không phải phù hợp giúp chủ nhân tuyển. Về phần mã trưởng lão, tuy có nguyên anh kỳ tu vi, cảnh giới thượng còn lược tốn cùng thanh phu nhân. Hơn nữa tại y thuật cùng chăn nuôi linh trùng cái này hai cái phương diện, đều không tinh thông, càng thêm không thích hợp kế nhiệm bang chủ. Chỉ có điều những lời này, Hồng Thiên tự nhiên sẽ không nói ra khẩu đến. Và nay trời cao chiếu cố chúng ta, đem tiêu hiền đệ đưa tới, thật sự là không có thể tốt hơn nữa. Tiêu hiền đệ chẳng những tuổi còn trẻ tiểu tiến giai nguyên anh thành công, hơn nữa tinh thông y đạo. Còn hiểu đắc khu trùng chi thuật, hôm nay tại Kim Châu thành thanh danh hiển hách. Vô luận theo phương diện nào đến xem, tiêu hiền đệ đều là kế nhiệm bang chủ không có hai nhân tuyển. Ngu huynh đầu vai bộ dạng này gánh nặng, suốt cục có thể phóng ra rồi. Tiêu phàm vội vàng nói, bang chủ không cần phải gãy giết tiểu đệ rồi, tiểu đệ mới đến, gia nhập liên minh bổn bang ngay một năm thời gian cũng chưa tới, trong bang không ít trọng yếu chấp sự đệ tử, thậm chí ngay thấy đều chưa thấy qua, sao có thể có thể tiếp nhận bộ dạng này gánh nặng. Thật muốn là như vậy lời nói, chỉ sợ sẽ đối với bổn bang tạo thành thật lớn tổn hại. Kính xin bang chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nghĩ lại mà đi. Hồng Thiên vừa cười vừa nói, tiêu hiền đệ yên tâm, cái này ngu huynh cũng đã sớm cân nhắc qua rồi, không biết lập tức tự cho người tiếp nhận chức bang chủ đích. Ngu huynh tổng còn phải lại giúp đỡ cái ba năm năm, đợi hiền đệ triệt để quen thuộc trong bang sự vụ, đến lúc đó đón thêm nhâm bang chủ, vậy thì nước chảy thành sông liễu tương đương. Ngu huynh tuy nhiên thối cư phía sau màn, cũng không phải đối với trong bang sự vụ chẳng quan tâm, hiền đệ nếu là bế quan tu luyện, hoặc là bên ngoài xuất phân bơi, trong bang đại sự, ngu huynh tự nhiên có lẽ hay là hội giúp đỡ trông nom đích, cái này không cần lo lắng. Dĩ vãng ngu huynh bế quan tu luyện hoặc là bên ngoài xuất phân bơi, trong bang sự vụ, đều là Đinh Sư Huynh cùng giải quyết mã hiền đệ, thanh sư muội cộng đồng xử lý. Hôm nay Đinh Sư Huynh đi xa, trong bang chỉ còn lại chúng ta bốn gã nguyên anh tu sĩ, tự nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, thập phần thành khẩn nói, thừa mông bang chủ coi trọng, tiểu đệ cảm kích khôn cùng. Chỉ có điều, ba vị cũng biết tiểu đệ tình hình, năm đó cùng trí thân hảo hữu thất lạc rồi, vô luận như thế nào, cũng nên đưa bọn chúng tìm trở về mới được. Một khi có tin tức của bọn hắn, mặc kệ ngàn dặm ngàn dặm, tiểu đệ là nhất định sẽ tiến đến đích. Đám này chủ gánh nặng, xác thực là gánh vác không đứng dậy. Đến lúc đó chỉ sợ hội ngộ trong bang đại sự, liên lụy mấy ngàn đồng đạo. Hồng Thiên khoát khoát tay, nói ra cái này, ngu huynh cũng đã sớm nghĩ tới rồi, nếu thật là nhận được rồi tin tức của bọn hắn, không chỉ nói hiền đệ khẳng định phải đi đưa bọn chúng tìm trở về, coi như là trăm hùng giúp đỡ hạ, đều muốn hết sức đích. Phát động toàn bộ chi lực, tổng sống khá giả hiền đệ một người đơn thương độc mã đi mạo hiểm. Thanh phu nhân sen vào nói nói, sư huynh đề nghị này, thiếp thân cũng rất đồng ý. Nhất đại người mới thay người cũ, cổ là như thế. Bất quá dưới mắt nói chuyện này, còn hơi sớm. Hồng Thiên cười nói, ta đây cũng là trước dẫn ra một miệng. Đều là người một nhà, có chuyện nói rõ, tránh khỏi đến lúc đó tiêu hiền đệ trở tay không kịp. Như vậy đại sự, Hồng Thiên cũng biết gấp không được, Trước nâng lên như vậy một miệng, lại để cho Tiêu Phàm trong lòng hiểu rõ, đợi dẫn ra lần số nhiều, vô luận Tiêu Phàm có lẽ hay là trong bang những người khác, đều nhận định tương lai bang chủ không phải Tiêu Phàm không ai có thể hơn, trôi qua 3 năm năm, tự nhiên nước chảy thành sông. 3 năm năm thời gian, đối với tu sĩ mà nói, thật sự không coi là nhiều dài. Đè xuống bang chủ nhường ngôi sự tình không nhắc tới, mọi người uống trà, chuyển đổi một cái chủ đề. Hồng Thiên nói ra, trước đó vài ngày Huệ Thiên Hào nói đến có quan hệ thiên hay tiên tử sự kiện kia, ba vị là thấy thế nào hay sao? Thanh phu nhân lạnh cười nói, ta xem trong lúc này có cổ quái. Hồng Thiên nhẹ nhàng gõ đầu. Mã trưởng lão nói ra, chúng ta mặc dù không có chính tai nghe được hắn nói lên việc này, nhưng nghe bang chủ cùng tiêu hiền đệ thuật lại, trong lúc này xác thực không đơn giản. Huệ Thiên Hào nói hôm nay hay cung là làm việc ác độc, cho nên bị chính đạo tông môn liên thủ diệt môn, trong trường hợp đó tình hình thực tế rốt cuộc như thế nào, ai đều cũng chưa từng thấy tận mắt, không tốt định luận. Sau đó bọn hắn đại tế quốc chính đạo tông môn, ban xuống nặng như vậy phần thưởng, muốn sống bắt thiên hay tiên tử. Cái này có cổ quái. Và phải Huệ Thiên Hào nói, Hạo Thiên Tông ban xuống trọng thưởng, là vì thiên hay tiên tử đã thương Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, cái kia mặt khác chính đạo tông môn trọng thưởng, lại vì cái gì cái gì. Hắn Hạo ngày môn cũng đồng dạng ban xuống trọng thưởng, lại vì cái gì cái gì. Những này hắn đều nói không tỉ mỉ, nói thật không minh bạch. Nếu thật là bởi vì thiên hay tiên tử hành vi điên cuồng, giết người quá nhiều, cái kia nên trực tiếp treo giải thưởng lấy nàng thủ cấp, vì cái gì vừa muốn bắt sống? Thanh phu nhân ngày bình thường tuy không để ý tới tục sự, lại không có nghĩa là nàng không hiểu được trong chuyện này cong cong quấn. Chỉ sợ trong chuyện này còn liên lụy tới rất nhiều ngoại nhân khó có thể suy đoán che giấu. Và hắc, bắt sống, thiếu thiệt thòi, bọn hắn nghĩ ra. Hồng Thiên cười lạnh nói: Vị này Thiên hay Phu nhân chẳng những là nhất phái tôn sư, thân mình lại càng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mọi người đều biết, tu sĩ ngưng kết nguyên anh về sau sẽ rất khó bị diệt sát. Ngay tại ở nguyên anh có ly thể một mình chữ hàng năng lực hơn nữa hiểu được thuấn di chi thuật giống nhau thủ đoạn khó có thể diệt sát nguyên anh. Muốn tiêu diệt giết một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ít nhất đắc có hơn ba gã cùng giai tu sĩ liên thủ mới có thể có thể. Về phần bắt sống, cái kia lại càng khó càng thêm khó. Bọn hắn Kim Châu Thành, ngay một vị đại tu sĩ đều không có, muốn bắt giữ một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn thảm thiết trình độ, chỉ cần suy nghĩ một chút, đều làm cho người không rét mà run. Tiêu Phàm nhẹ nói nói, Huệ Môn chủ nói, vị này thiên hay tiên tử nhiều lần lọt vào đại lượng cùng giai tu sĩ vây công, bản thân bị trọng thương, thực lực nên vậy đã bị rất lớn suy yếu có lẽ đã muốn rơi xuống một cái cảnh giới cũng cũng chưa biết. Hồng Thiên lắc đầu, nói ra, làm cho là như thế, những kia mức thưởng cũng có lẽ hay là không cần phải đi ham thì tốt hơn. Một gã hậu kỳ đại tu sĩ, tung tính toán bị thương, rơi xuống cảnh giới, cũng tuyệt không phải dễ đối phó như vậy đích. Cuống Hồ Thiên hay cung đại danh đỉnh đỉnh, có thật nhiều không muốn người biết việt chiêu, lại càng khó lòng phòng bị. Thanh phu nhân lại còn nói thêm, sư huynh, cho dù chúng ta không đi ham những kia mức thưởng, khó bảo toàn thiên hay tiên tử không giết đến thăm đến. Hồng thiên sắc mặt hơi đổi, hỏi, sư muội cái này là như thế nào nói? Thanh phu nhân nói nói, nếu như cái kia Huệ Thiên Hào nói đều là lời nói thật, thiên hay tiên tử đã đi tới chúng ta Tây Nam địa phương, nàng lại bản thân bị trọng thương lời mà nói, làm không tốt sẽ đến chúng ta Kim Châu Thành tới tìm y hỏi dược. Nghe nói thiên hay cung tinh thông các loại mị hoặc chi thuật, nghĩ đến cái kia dịch dung thuật bất quá là bình thường mà thôi. Mọi người tự nhiên minh bạch thanh phu nhân ý tứ, Hồng Thiên Nhíu mày nói ra, thật muốn là như vậy lời nói, chúng ta đây giả bộ như không biết là được. Tóm lại như vậy một tên sát tinh, có thể không nhận tội dẫn đến, tự tận lực không nhận tội dẫn đến. Mã trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua nàng bổn tướng, nếu thật là dùng dịch dung thuật, không chỉ nói giả bộ như không biết, chỉ sợ là thật sự không biết liếu tương đương hồng thiên có chút vuốt cằm nói ra nữ nhân này có thể dẫn tới hạo thiên tông đều ban xuống như vậy mức thưởng lại đang một đống lớn cùng giai cao thủ trong vây công thoát thân mà đi là sự thật không được huệ thiên hào tuy nhiên đem nàng bức họa giao cho chúng ta chỉ cần lược gia tăng che giấu chúng ta xác thực rất có thể nhận không ra nói xong lại nhìn hướng tiêu phàm và hiền đệ người muốn cẩn thận một chút nữ nhân này nếu thật là đến chúng ta kim châu thành tìm y hỏi dược người rất có thể là nàng muốn tìm đệ nhất vị lang chung. Ai kêu ngươi là tân y thánh? Tiêu phàm cười cười, nói ra cái kia cũng không sao, bất kể là ai, đi vào trăm hùng đường, trong mắt ta, đều là người bệnh. Hồng thiên bọn người liền đều gật đầu đồng ý. Đang khi nói chuyện, lô chính từ xa xa ra hiện tại hậu hoa viên nguyệt môn hơi nghiêng, vội vã đè xuống độn quang, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Hồng thiên sắc mặt hơi đổi, quát chính nhất, chuyện gì kinh hoàng. Lô Chính Nhất vội vàng bước nhanh đến phía trước, không mình hành lễ, nói ra, khởi bẩm sư phụ, ba vị trưởng lão, Lê Hoa Thành từ tiền bối đã xảy ra chuyện. Và sao? Hồng Thiên bọn người đều đều chấn động, bỗng nhiên đứng dậy. chương 1034 Nữ Sát Tinh Kim Châu Thành Tây Bắc mấy vạn dặm bên ngoài, một tòa núi hoang, bỗng nhiên náo nhiệt lên. Trên núi hoang không, thỉnh thoảng có tu chân giả bay tới bay lui, tiến hành tuần tra. Mà núi hoang góc, cũng có tu chân giả thủ hộ, nguyên một đám mặc áo giáp, cầm binh khí, thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch. Càng có một đạo đạo độn quang, cấp tốc theo đông nam phương hướng Kim Châu thành kích xạ mà đến. Đang tại phụ trách hiện trường cảnh giới hạ tính tráng hán thấy Hồng Thiên Tiêu phàm đợi bốn vị nguyên anh tu sĩ sát tay nhau mà đến, vội vã bay lên trời, tại giữa không chung không người thi lễ. Và thấy bang chủ, bái kiến ba vị trưởng lão. Hồng Thiên mặt âm trầm, khoát tay chặn lại, thấp giọng quát nói, theo đạo hữu di thể, hiện ở nơi nào. Hạ tính tráng hán vội vàng nói, tự tại phía dưới trên sườn núi. Hồng Thiên cũng không nói chuyện, nhấn một cái dưới chân độn quang, cấp tốc xuống phía dưới phương triển núi vọt tới. Không cần hạ tính tráng hán chỉ đường, bốn gã nguyên anh tu sĩ cũng đã thấy rõ ràng, núi hoang hướng mặt trời một mặt trên sườn núi, một mảnh đống bừa bột, đổ nước cờ cổ thi thể. Một người trong đó, mặc màu tương trường bào, ngửa mặt trường thiên nằm tại đó, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ, hai mắt mở to, tựa hồ đến chết cũng không muốn tin tưởng, chính mình hội rơi vào kết quả như vậy. Người này ước chừng ngoài 50 tuổi niên kỷ, tròm dâu hoa dâm, đúng vậy lê hoa thành đại dược liệu thương, tính theo, cùng trăm hùng đường quan hệ mật thiết nhất, đại lý lấy trăm hùng đường tại lê hoa thành hết thảy dược liệu sinh ý. Theo tính tu sĩ bên người, còn đổ nước cờ cổ thi thể, theo phục sức xem, hẳn là theo tính tu sĩ môn nhân đệ tử, nguyên một đám thân thể cứng ngắc lạnh buốt sớm đã không có khí tức và hiền đệ hồng thiên quan sát đến bốn phía tình hình trầm giọng kêu lên tiêu phàm nhẹ gật đầu chậm rãi tiến lên duỗi ra tay phải một trưởng về phía trước lăng không ấn xuống mà xuống một cổ hạo nhiên chính khí tuôn ra đem theo tính tu sĩ thi thể bao phủ hắn xuống hắn là y thánh trăm hùng đường thủ tịch đại lang ở bên trong cái này kiểm nghiệm thi thể sống tự nhiên quy hắn đi làm theo tính tu sĩ tuy nhiên đã muốn chết, tại hạo nhiên chính khí bao phủ phía dưới, trong cơ thể hắn tình hình, vẫn bị điều tra đắc nhất thanh nhị sở, hơi khoảnh, tiêu phàm thu tay lại, trầm giọng nói ra, một kích chí mạng ở trái tim. Bị trí âm chí hàn pháp lực lập tức đem trái tim đông cứng, sau đó bạo liệt mà vong. Toàn thân, cứ như vậy một chỗ thương thế, địa phương khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Hồng thiên hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy, thì thào lẩm bẩm chí âm chí hàn pháp quyết một kích bị mất mạng, nói như vậy, theo đạo hiếu cơ hồ không có bất kỳ sức hoàn thủ, vừa mới giao thủ đã bị kích tế liếu. Tiêu phàm có chút vuốt cầm nói ra, theo thi thể tình hình đến xem, chỉ sợ là như vậy. Mã trưởng lão mặt lạnh lùng nói ra, cái kia làm sao có thể? Theo đạo hiếu cũng là nguyên anh tu sĩ, tuy nhiên hắn tu luyện chính là cái loại này đặc biệt dễ dàng tiến giai công pháp, cũng không đặc biệt am hiểu cùng người tranh đấu nhưng tổng cũng không trở thành ngay hợp lại chi lực đều không có. Một phát tay đã bị người đánh gục, giết người của hắn, tuyệt không thể nào là cùng giai tu sĩ. Hồng Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra coi như là trung kỳ tu sĩ. Chỉ sợ cũng không còn năng lực này, ta cùng theo đạo hữu là nhiều năm giao tình, đối với tình hình của hắn phi thường hiểu rõ. Hắn tuy cùng Mã Hiền Đệ nói đồng dạng, tu luyện là cái loại này đặc biệt dễ dàng tiến giai công pháp, không am hiểu cùng người tranh đấu nhưng vì đền bù cái này chỗ thiếu hụt, theo đạo hữu còn cố ý tu luyện một loại mau lẹ thân pháp, tung tính toán không địch lại, cũng có thể du đấu hít en run kiên trì một hồi. Nếu như ta cùng hắn mặt đối mặt phóng đúng, cũng làm không được vừa ra tay tựu đả thương hắn, lại càng không cần phải nói một kích bị mất mạng liếu tương đương. Chúng ta đã từng luận bàn qua, ta cũng vậy không sai biệt lắm hao tốn một phút đồng hồ quang cảnh mới đưa thân pháp của hắn phá vỡ. Cái này cũng là bởi vì theo tính tu sĩ dĩ nhiên bỏ mình, nếu không hồng thiên đoạn không biết đem lão hữu những bí mật này truyền tin thực tế đối với theo tính tu sĩ như vậy không am hiểu cùng người tranh đấu đồng đạo mà nói những bí mật này đều rất quan trọng yếu thanh phu nhân hoảng sợ nói ra đây chẳng phải là nói giết người của hắn so sư huynh còn mạnh hơn nhiều lắm cái này không đại khả có thể a à. chẳng lẽ là hậu kỳ đại tu sĩ và hai tiên tử mã trưởng lão thì thào nói ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cả Hoắc Sơn Quốc tựu Vũ Văn Chu như vậy một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, những thứ khác hậu kỳ đại tu sĩ cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến Hoắc Sơn Quốc khu vực tới giết người. Nếu không phải bọn hắn vừa rồi may mắn thế nào đang tại trao đổi có quan hệ thiên hay tiên tử sự tình, Mã trưởng lão nhất thời bán hội cũng hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự cũng không liên tưởng đến trên người của nàng đi. Thanh phu nhân đột nhiên hỏi, hắn nguyên anh đâu này? Theo thi thể tình hình đến xem, tựa hồ cũng không có nguyên anh xuất hiếu đoàn người ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà đã rơi vào theo tính tu sĩ trên đỉnh đầu cũng không có bất kỳ dấu vết và đạo nói hắn căn bản không kịp nguyên anh xuất khiếu đã bị cùng một chỗ diệt giết chết tiêu phàm nhẹ gật đầu nói ra theo thi thể của hắn đến xem cái này tựa hồ là giải thích duy nhất tất cả mọi người bỗng nhiên đều trầm mặc bắt đầu đứng dậy nếu như thật sao như thế cơ hồ có thể nhất định là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ra tay đương nhiên cá biệt tu luyện có cực kỳ bá đạo công pháp Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ, cũng có thể làm được điểm ấy. Nhưng bá đạo như vậy Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ, ít nhất đoàn người đều không có nghe nói qua. Hơi khoảnh, mã trưởng lão nhẹ nói nói, có không có khả năng là đột thi đánh lén. Hồng Thiên lắc đầu, nói ra, chỗ này triền núi cũng không phải giao thủ chỗ, thi thể của bọn hắn, đều là từ giữa không trung rơi xuống dưới đến đích. Điểm này, hiện trường tình hình thấy nhất thanh nhị sở, nếu là trên không trung giao thủ, bị người phục kích đánh lén khả năng tự cơ hồ không có. Nói sau theo tính tu sĩ là một cái dược liệu thương nhân, ngày bình thường hòa khí sinh tài, rất ít cùng người kết thù kết oán, cũng không đến có như vậy đối thủ cường đại, chuyên môn trốn ở chỗ này đánh lén ám toán cho hắn. Chính yếu nhất đích là từ tính tu sĩ cái kia hoảng sợ gần chết thần sắc, có thể thấy được hắn là ở trước mặt cùng người giao thủ đánh gục đích, cũng không phải bị người sau lưng đánh lén mà vong. Lúc này, tiêu phàm lại kiểm nghiệm qua rồi vài người khác thi thể, tử bởi vì cùng theo tính tu sĩ giống như đúc, đều là bị trí âm trí hàn pháp lực làm bị thương trái tim, một kích bị mất mạng, không hề dẫy dụa đường sống. Mọi người cơ hồ có thể trong đầu buộc vòng quanh lúc ấy giao thủ hình ảnh, theo tính tu sĩ cùng vài tên theo người đệ tử ở giữa không chung cùng người giao thủ, chỉ chớp mắt gian liền toàn bộ bị mất mạng, từ giữa không chung rơi thẳng xuống, hoành thất thụ bát nằm ở chỗ này trên sườn núi, Cách đó không xa một kiện hơn một xích đại tàu cao tốc hài cốt cũng xác nhận mọi người suy đoán. Cái kia là một việc ngọc chế tàu cao tốc, trên mặt chữ khác vào đồ vật lấy các loại ký hiệu, là tương đối thông thường một loại phi hành pháp bảo. Hồng Thiên trầm ngâm, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cùng tiêu phàm đồng thời ngẩng đầu lên, hướng đông nam phương hướng phía chân trời nhìn lại. Mọi người cả kinh, cũng bề bộn tức ngẩng đầu hướng bên kia nhìn quanh, chỉ thấy một đạo độn quang chính bay vụt mà đến, rất nhanh vô cùng trong khoảnh khắc liền gần rất nhiều, đúng vậy hạnh lâm giúp đỡ chủ phương phi dương. Hẳn là nhận được rồi theo tính tu sĩ ngộ hải tin tức, cũng vội vã hướng tại đây chạy đến. Mã trưởng lão nhịn không được liếc tiêu phàm liếc, âm thầm kinh hãi. Tiêu phàm cùng hồng thiên cơ hồ đồng thời đã nhận ra chân trời động tính, hắn và thanh phu nhân lại hoàn toàn không biết gì cả, cái này chẳng phải là nói. Tiêu phàm thần niệm chi lực xa khi bọn hắn phía trên, cơ bản cùng hồng thiên tương xứng, sánh vai cùng. Đúng vậy, tiêu phàm không là vừa vặn mới tiến dai không lâu sao. Sao có thể có thể như thế nghịch thiên? Sau một lát, Phương Phi Dương liền đến trên sườn núi không, Hồng Thiên bọn người bề bộn tức tiến ra đón, chắp tay làm lễ. Phương Phi Dương ôm quyền hoàn lễ, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, trầm giọng nói ra, chư vị đạo hiếu, theo đạo hiếu rốt cuộc như thế nào ngộ hại, đã muốn tra được manh mối gì đến sao? Hồng Thiên vội vàng đáp, chúng ta cũng là vừa vặn đuổi tới, thoảng qua dò xét thoáng một tí hiện trường. Còn chưa kịp hỏi thăm mặt khác tình hình. Lập tức mọi người cùng Phương Phi Dương đè xuống độn quang, đáp xuống trên sườn núi. Phương Phi Dương tự mình kiểm nghiệm theo tính tu sĩ thi thể, được ra kết luận cùng tiêu phàm hoàn toàn nhất trí. Không khỏi nhíu mày nói ra, hung thủ tu vi cực cao, theo đạo hữu cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Và là, chúng ta cũng là như thế suy đoán đích. Phương Phi Dương nói ra, nhưng tìm được người chứng kiến hồng thiên mọi nơi vừa nhìn hai hàng lông mày cao lại nói ra nơi này linh khí cũng không thế nào đầy đủ tu luyện giả nên vậy không nhiều lắm đang khi nói chuyện tính ra gã chấp sự đệ tử mang theo một nam một nữ người trẻ tuổi tu sĩ đã đi tới cái này hai gã tuổi trẻ tu sĩ một trong tay người nắm lấy dược quốc tên còn lại trong tay tác chính là nắm lấy sẻng sắt nhìn qua có thể biết ngay là ở chỗ này hái thuốc đích trên người linh lực chấn động cực kỳ thấp kém bất quá luyện khí kỳ ba bốn tầng bộ dạng, chính là là vừa vặn nhập môn không lâu đệ tử cấp thấp. Bỗng nhiên nhìn thấy cái này cái này rất nhiều tiền bối cao nhân, hai gã tuổi trẻ tu sĩ dọa đắc sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run nhẹ nhẹ, ngay đầu cũng không dám ngẩng lên. Cầm đầu một gã kim đan sơ kỳ chấp sự đệ tử bước nhanh tiến lên, không người nói ra, khởi bẩm bang chủ, chư vị trưởng lão, cái này hai gã người hái thuốc là phụ cận một môn phái nhỏ đệ tử, sự tình phát thời điểm, đang tại phụ cận hái thuốc nghe nói bọn hắn tận mắt nhìn đến từ tiền bối ngộ hải tình hình cho nên đệ tử dẫn bọn họ chạy tới thỉnh bang chủ cùng chư vị trưởng lão xử lý hồng thiên liền nhìn qua phương phi dương nói ra phương huynh đã phương phi dương đuổi đến nơi này tự nhiên muốn dùng hắn làm chủ cứ việc theo tính tu sĩ cùng có mật thiết vãng lai theo đại phương hướng mà nói hắn có lẽ hay là kim châu thành khách nhân đã xảy ra bực này đại sự cho dù phương phi dương không có được tin tức trước tiên chạy tới Hồng Thiên cũng sẽ rất nhanh tự phái ra đệ tử đi về phía phương phi dương bẩm báo. Đại cục thượng cấp, nhất định phải cùng tiến chung thối. Phương phi dương cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, liền là nhìn về phía cái kia hai gã đệ tử cấp thấp, trầm giọng nói ra các người không cần sợ, chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ta, tự nhiên nặng nề có phần thưởng. Và tiền bối, tên kia tuổi trẻ nam đệ tử, cuối cùng gan lớn chút ít, run giọng ứng một câu và đám bọn họ lúc ấy nhìn thấy gì, từ đầu đến cuối nói lên một lần, không cho phép có nửa điểm bỏ sót, cũng không cho có nửa phần hư giả, hiểu chưa? Phương Phi Dương trong lời nói, càng thêm tràn ngập uy nghiêm. Và bối tuân mệnh, lại nguyên lai sự tình phát thời điểm, bọn hắn chính ở phía xa sơn gian hái thuốc, bỗng nhiên nhìn thấy bên này giữa không chung có người tranh đấu, còn không có thấy thập phần minh bạch, cũng chỉ thấy theo tính tu sĩ bọn người tượng hạ sủi cào tựa như, từ giữa không chung rơi thẳng xuống, sau đó cái kia giết người nữ tử liền từ cho rời đi liếu tương đương bọn hắn cách đắc quá xa cũng không nghe được lẫn nhau ở giữa nói chuyện với nhau càng không rõ ràng lắm là bởi vì gì khởi tranh chấp đến nỗi động thủ giết người dùng tu vi của bọn hắn cũng tuyệt không dám tới gần nhìn đến tột cùng cái kia là mình muốn chết và người là một nữ tử phương phi dương bọn người chấn động cấp cấp hỏi nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng và đích tiền bối, xác thực là một nữ tử. Là ăn mặc, ăn mặc nữ nhân phục sức, trẻ tuổi nam đệ tử nơm nớp lo sợ mà đáp. Phương Phi Dương vừa cẩn thận hỏi mấy cái vấn đề khác, hai người này đều đáp không xuất ra càng thêm vật hữu dụng đến. Phương Phi Dương liền không hề hỏi thăm, lúc này phần thưởng bọn hắn 100 linh thạch. Và cảm tạ WKM 1972 vạn phần thưởng. Cảm tạ Tây Sơn một lão, trơn ác, mê mộng, thư hữu 817 triệu 124.530, nước điểu đại bảo, tu mập linh và lưu manh thỏ, thư hữu 140.920 tỷ 231 triệu 603.485, Yaya tiểu sư muội LP 52.555, đại thụ 0502, thượng quan Vũ Linh Vân. Vân từ từ thư hữu vạn phần thưởng lại giấy rụa thoáng một tí. Ta cũng biết, nguyện ý đầu phiếu huynh đệ đã muốn quăng vé tháng, không muốn cho đích cầu cũng vô dụng. Cái này không, còn muốn dẫy dụa thoáng một tí mà thôi. Ta hết sức viết, vô luận là tình tiết có lẽ hay là số lượng, ta đã cạn kiệt toàn lực của ta. Ta chỉ có thể làm được giảng như vậy. Mọi người khả năng cũng đã tận lực, chỉ có như vậy một phiếu vé đã muốn cho. Ừm, không nói nhiều, ta liền cho lại dẫy dụa thoáng một tí. Chương 1035 toàn lực đề phòng hai gã đệ tử cấp thấp thiên ân vạn tạ bị dẫn theo xuống dưới. Trên sườn núi lâm vào trong yên lặng. Và hai tiên tử, hơi khoảnh, Phương Phi Dương trầm giọng nói ra, dày đặc hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Hồng Thiên dầu dĩ nói, không biết trùng hợp như vậy a à. Trước đó không lâu Huệ môn chủ vừa mới đại thật xa chạy tới ban xuống treo giải thưởng, thiên hai tiên tử tự ra hiện tại ta Kim Châu khu vực thường. Và cái rất khó nói, nếu như không phải có chứng cứ xác thực, chứng minh thiên hay tiên tử đã đi tới Đại Tây Nam, Huệ Môn Chủ cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi, theo Đại Tề Quốc đuổi tới chúng ta Kim Châu Thành đến. Cùng với nói hắn là đến xem lễ y thánh đại hội, không bằng nói hắn là chuyên vì thiên hay tiên tử mà đến. Phương Phi Dương hai hàng lông mày trao càng chặt hơn. Thanh phu nhân cả giận nói, ta không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong lúc đó rốt cuộc có những thứ gì nhận không ra người chuyện hư hỏng, chúng ta Kim Châu Thành cũng không chiêu gọi ai không chiêu chọc ai, dựa vào cái gì nàng thứ nhất là hạ như vậy ra tay ác độc, giết theo đạo hiếu. Cái này theo tính tu sĩ ngày bình thường rất biết làm người, cùng trăm hùng đường quan hệ mật thiết, cũng vì thanh phu nhân thu thập qua không ít độc trùng linh thảo, hôm nay thấy hắn vô tội bị giết, thanh phu nhân tự nhiên thập phần phẫn nộ. Phương Phi Dương thở dài, nói ra, thanh phu nhân, dưới mắt cũng không phải là tức giận thời điểm. Chúng ta tuy không nhận tội gây chuyện, làm gì được người khác muốn lấn đến thăm đến, cũng chỉ có thể nghinh chiến rồi, chẳng lẽ cứ như vậy cho phép nàng đến, cho phép nàng đi, cho phép nàng giết người. Mã trưởng lão bỗng nhiên nói ra, việc cấp bách là nhất định phải làm tinh tường theo đạo hiếu bị giết nguyên nhân. Rốt cuộc như thế nào trêu chọc cô gái này sát tinh, cứ thế đau nhức hạ sát thủ. Phương Phi Dương nói ra, theo hệ môn chủ lời nói, nữ nhân này đã hoàn toàn điên cuồng, làm việc hoàn toàn không thể theo lẽ thường đo lường được. Một người điên, giết người cần gì lý do? và cũng không thể gặp người liền giết a. Một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nếu thật là được mất tâm niên, gặp người liền giết. Cái kia chả đắc, tu chân giới còn không nên bị nàng giết được máu chảy thành sông. Thi tích như núi. Hồng thiên chậm rãi nói ra, có lẽ, là dược tiền. Theo đạo hữu tùy thân mang theo chữ vật vòng tay không thấy. Cái kia cái chữ vật vòng tay là đặc chế đích, dung lượng rất lớn, ta vừa thấy có thể nhận ra được theo tính tu sĩ là Lê Hoa Thành nổi danh đại dược liệu thương, trăm hùng đường tại Lê Hoa Thành người phát ngôn, tự nhiên thân gia hào phóng, lúc này đây trước tới tham gia Kim Châu Thành 30 năm nhất ngộ y thánh đại hội, càng là chuẩn bị sung túc tại các giao dịch hội thượng đổi lấy đại lượng quý hiếm linh dược. Chuẩn bị mang về Lê Hoa Thành đi, đại phát một số tiền của phi nghĩa. Chỉ cần vì cái này một rót tài phú, cũng đủ để dẫn phát người khác sát cơ. Chỉ là nơi này cách Kim Châu Thành không tính quá xa, bình thường cũng thường có người vãng lai. Theo tính tu sĩ mặc dù yếu, Trung Quy cũng khóa nhập Nguyên Anh cảnh giới, mặt khác Nguyên Anh tu sĩ cho dù muốn giết người rực tiền, cũng rất khó một kích bị mất mạng. Chỉ cần cho theo tính tu sĩ đào thoát, thì phải là công nhiên cùng cả là địch, thậm chí là công nhiên cùng bảy đại tông môn là địch. Tất nhiên sẽ dẫn phát cả Kim Châu Thành đại đuổi bắt. Vì giữ gìn bản thân lợi ích, cam đoan lùi tới dược liệu thương nhân an toàn Kim Châu thành tất cả đại tông môn chung nhận thức, quả quyết không thể cho phép loại tình hình này phát sinh. Phương Phi Dương nói ra, phải lập tức tra rõ ràng, theo đạo hữu lần này giao dịch một những thứ gì chính là hình thức quý hiếm vật. Và sai, ta đã phái môn hạ đệ tử đi thăm dò tuần liễu tương đương. Hồng Thiên Thân là trăm hùng giúp đỡ chủ, xử lý những sự tình này vụ cũng là nhất đẳng đại hành gia, kết cấu ngay ngắn. Không bao lâu, lô chính nhất phi độn mà đến đầu đầy mồ hôi thở hổn hển không thôi đủ thấy hắn tại toàn lực chạy đi nửa khắc cũng chưa từng dừng lại vội vàng đè xuống độn quang hướng hồng thiên bọn người cúi đầu làm lễ thở hào hển trong lúc nhất thời ngay lời nói đều nói không nên lời và đã tới chưa hồng thiên trầm giọng hỏi và lô chính một miệng lớn thở dốc móc ra một quả thẻ tre hai tay dâng sâu hít sâu một hơi mới rốt cục đem vẻ này chọc khí đẻ ép xuống dưới. Và bẩm sư phụ, từ tiền bối những ngày này trong thành giao dịch linh thảo linh dược, danh sách lúc này. Hồng thiên một bà tiếp tới, thần niệm chi lực trực tiếp quét tới, lông mày chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy, lập tức đem thẻ tre đưa cho Phương Phi Dương, chỉ chốc lát, thẻ tre ngay tại vài tên nguyên anh tu sĩ trong tay truyền một lần. Và gì? Mọi người đều đem ánh mắt ngừng lưu tại tiêu phàm trên mặt. Tuy nhiên Phương Phi Dương cùng Hồng Thiên, thậm chí thanh phu nhân đều tinh thông y đạo, dù sao tại đây hiện bày đặt một vị y thánh, có lẽ hay là thỉnh giáo hắn tương đối thích hợp. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, những thứ khác dược liệu cũng là mà thôi, cái này chín mục kim thiềm dịch, quế hương tử, năm màu huyền ngọc ba dạng, chỉ sợ là rất nhiều người đều mơ tưởng lấy được thượng đẳng phẩm. Phương Phi Yến bọn người đồng thời gật đầu. Tiêu Phàm tiếp tục nói, theo người nọ ra tay đến xem, huyền băng công pháp phách đạo vô cùng, hẳn là nàng chủ tu công pháp một trong. Năm màu huyền ngọc là lạnh vô cùng thuộc tính thượng giai băng ngọc, dùng để phụ trợ huyền băng công pháp, công hiệu rất mạnh. Quế hương tử là chữa thương thuốc tiên, thực tế đối với nữ tu mà nói, lại càng hữu hiệu. Về phần chín mục kim thiềm dịch, thân mình kỳ độc vô cùng, nhưng cũng là giải độc thuốc hay. Nếu như người xuất thủ xác thực là ngày đó hay tiên tử, Huệ môn chủ nói nàng đã bị hơn cùng giai tu sĩ vây công, thương thế trầm trọng, như vậy cái này ba dạng gì đó, đối với nàng mà nói, đều là trước mắt nhất nhu cầu cấp bách đích. Nàng bởi vì mà ra tay đối phó theo đạo hiếu, tự có rất đại khả có thể. Mã trưởng lão lập tức đưa ra nghi vấn, đúng vậy nàng làm thế nào biết theo đạo hữu tùy thân mang theo cái này ba dạng gì đó, chẳng lẽ nàng sớm đã đến Kim Châu trong thành, một mực đều đang âm thầm nhìn trộm, theo dõi theo đạo hữu. Thanh phu nhân lập tức lắc đầu, nói ra cái kia không có khả năng. Thật muốn là như vậy lời nói, nàng có vô số trùng trồng phương pháp, lại để cho theo đạo hữu không hiểu mất tích, cũng tìm không được nửa nửa điểm tung tích, cần gì phải ở chỗ này vội vàng động thủ, còn bị hai gã đệ tử cấp thấp trong lúc vô tình nhìn thấy. Một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, làm việc không biết như vậy không có trật tự A. À. Đã đang tải vong mệnh thiên nhai, vì sao còn muốn lưu lại to như vậy sơ hở, có chút không thể nói lý liễu tương đương. Phương Phi Dương lại nói, cái kia cũng chưa chắc, theo huệ môn chủ nói, thiên hay cung sở dĩ bị diệt môn, chính là vì vị này đương đại cung chủ làm việc quái đản, không nói con đường, đắc tội vô số chính đạo cao thủ, cái này mới đưa đến mọi người liên thủ hướng lên trời hay cung ra tay. Vị này thiên hay tiên tử không biết có phải hay không bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, tính tình cực khác thường nhân, làm việc không hề trật tự, cũng là có khả năng đích. Thanh phu nhân có lẽ hay là lắc đầu liên tục, nói ra, bất kể thế nào nói, đây đều là huệ môn chủ nói, chúng ta cũng không thân thấy. Nếu thật là thiên hay tiên tử đã muốn được mất tâm niên, bọn hắn nhiều như vậy chính đạo đẳng cấp cao tu sĩ, đau khổ truy sát nhiều năm, như trước không có biện pháp đem nữ nhân này bắt, cũng thật sự được coi là là vô năng liếu tương đương. Phương Phi Dương hai hàng lông mày nhân lại, hơi điểm không vui nói ra, "Thanh phu nhân." Thận ngôn, đại tề quốc tuy nhiên cách đắc rất xa, Huệ Thiên Hào dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cái kia Hạo Thiên Tông lại càng được xưng Nam Châu đại lục thập đại chính đạo tông môn một trong nhất tông chi lực, tự áp qua rồi Kim Châu thành bảy đại tông môn, thậm chí cả Hoắc Sơn quốc tu chân giới thực lực gia tăng cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể thắng được Hạo Thiên Tông. Như vậy siêu cấp quái vật khổng lồ, có lẽ hay là không cần phải đơn giản đắc tội tốt. Và Huynh, hiện tại phải làm như thế nào? Không Thiên hỏi. Phương Phi Dương quả quyết nói ra, phong tỏa tin tức này, tạm thời không cần phải truyền ra bên ngoài. Chúng ta lập tức phản hồi thành đi, cùng mặt khác ngũ ra thương nghị thật kỹ lưỡng thoáng một tí, cầm một cái chương trình đi ra. Tóm lại muốn tận lực không làm cho rối loạn, không cần phải ảnh hưởng thành ở bên trong bình thường trật tự cùng giao dịch. Và ta cũng chính là nghĩ như vậy. Hồng Thiên nhẹ gật đầu, lúc này truyền xuống hiệu lệnh, đem theo tính tu sĩ bọn người thi thể đều thu liếm bắt đầu đứng dậy, lập tức trở về thành đi. Cái kia hai gã tận mắt nhìn thấy theo tính tu sĩ bọn người bị giết đệ tử cấp thấp, ngược lại xử lý, mã trưởng lão thoảng qua thi triển thần thông, tự đưa bọn chúng trong đầu có quan hệ một đoạn này trí nhớ đều xóa đi liễu tương đương. Vốn vì bảo hiểm để tốt nhất là đem hai người này giết chết, vĩnh viễn không hậu hoạn. Bất quá tiêu phàm kiên quyết phản đối thảo gian nhân mạng, cuối cùng là một quyết định xóa đi trí nhớ của bọn hắn, không tổn thương hắn tánh mạng. Về phần Lê Hoa Thành bên kia, tự nhiên cũng tạm thời sẽ không đi thông chi theo tính tu sĩ người nhà. Rất nhanh, một đoàn người liền từ cái này núi hoang nơi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa về tới trong thành, Phương Phi Dương lập tức triệu tập bảy đại tông môn thủ lãnh tham dự hội nghị, lúc này đây, ngoại trừ bảy đại tông môn bang chủ trưởng giáo, cũng chỉ có tiêu phàm phá lệ tham gia. Với tư cách tân nhiệm y thánh, hắn đã muốn trở thành Kim Châu Thành y giới đương nhiên đứng đầu, lãnh tụ thân phận cùng trước kia không thể so sánh nổi. Thủ lãnh hội nghị thượng, Phương Phi Dương đem theo tính tu sĩ ngộ hải tình huống cùng bọn họ điều tra kết quả, nói thẳng ra. Lập tức ồn ào. Mấy vị bang chủ trưởng giáo mỗi người sắc mặt đại biến. Ào ào hỗn loạn cãi lộn hơn một canh giờ, bảy đại tông môn rốt cục lấy được nhất trí, áp dụng khẩn cấp biện pháp. Đầu tiên chính là tăng mạnh cấm bay cấm chế, tất cả cấm bay đại trận toàn lực mở ra. Đối ngoại tuyên dương lý do cũng rất đơn giản, trước mắt đang đứng ở y thánh đại hội trong lúc, thành ở bên trong khách nhân quá nhiều, giao dịch lượng cũng đại, vì bảo đảm trong thành trật tự, tung xem như nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể theo cửa thành xuất nhập, không được xúc phạm cấm bay cấm chế. Nếu như nữ nhân kia đúng như Huệ Thiên Hào nói, được mất tâm điên, thần chí không rõ, làm việc quái đản, tự vô cùng có khả năng xúc phạm cấm bay cấm chế. Bởi như vậy, không sai biệt lắm chính là chui đầu vô lưới liễu tương đương. Dùng kim châu thành hợp thành chi lực, không tin bắt không được nàng một người tung tính toán nàng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tiếp theo tự nhiên là tăng mạnh các nơi cửa thành điều tra, một khi có thể nghi người tiến vào trong thành, lập tức hướng chấp pháp đội bẩm báo. Cùng lúc đó, chấp pháp đội tăng mạnh thành ở bên ngoài cùng không chung tuần tra, chẳng những làm lớn ra tuần tra phạm vi, còn tăng lớn tuần tra mật độ. Cứ việc những này kim đan kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ, căn bản không thể nào là nữ kia sát tinh đối thủ, thực sự có thể tạo thành mỗ trùng trồng uy áp khí thế, phát ra nổi một cái báo động trước tác dụng. Những này khấn cấp biện pháp bên trong, cần gấp nhất một đầu chính là khải dụng mới nhất liên lạc phương thức. Bảy đại tông môn mỗi một vị nguyên anh tu sĩ cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều sử dụng một loại đặc biệt vạn lý phù, một khi phát hiện nữ kia sát tinh tung tích, lập tức phóng ra vạn lý phù. Mặc kệ tại toàn thành cái góc nào, bảy đại tông môn tất cả nguyên anh tu sĩ đều có thể đồng thời thu được tin tức, trước tiên hướng sự tình phát địa điểm đuổi đi qua. Về phần mặt khác tông môn Nguyên Anh tu sĩ, tạm thời không có được thông chi, bọn hắn cũng cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Vạn không nghĩ qua là đâm vào nữ kia sát tinh trong tay, cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Kim Châu Thành, Trung Quy có lẽ hay là bảy đại tông môn định đoạt. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1035